Đương nhiên hiện tại may mắn là hắn trùng hợp gặp được, vì vậy tất cả tiến trình đều ở đây bị cải biến. Tiểu Khấu Lăng phụ thân còn chưa chết, hắn cũng có nhất định nắm chặt có thể đem đối phương cứu sống, chỉ là... Hắn nhưng thật giống như bị ép cuốn vào một cái khổng lồ vòng xoáy. Lão nhân kia, đến tột cùng là ai? Trần Phi nằm ở nhu nhược trên giường lớn nhẹ giọng dù gì nói, trong lòng lại hiện ra một áp lực cực lớn. Lấy hắn ngày hôm nay cùng thần bí kia lão giả ngắn giao phong tình huống đến xem, đối phương tối thiểu cũng là một vị nửa bước tiên thiên cường giả, mà cái loại này tầng thứ cường giả, coi như phóng nhãn hôm nay toàn bộ Hoa Hạ cổ vũ vòng, cũng tuyệt đối coi là trên là ngôi sao sáng cấp bậc khủng bố tồn tại. Tối trọng yếu là so với hắn hiện tại tu vi thực lực càng mạnh. Nếu là trong khoảng thời gian ngắn lần sau gặp lại, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm đi. Ai, thực sự là, cái này tựa hồ chọc dưới đại phiền toái. Có muốn hay không trở lại thỉnh lão nhân xuất sơn một sóng ni? Trần Phi ở trên giường lăn qua lăn lại, độc thoại. Lại nói tiếp, hắn hình như thực sự đã lâu đều không trở lại xem sư phụ hắn, còn có mẫu thân hắn. Ừ, gần nhất nhất định phải tìm cái thời gian hồi đi xem. Ngày thứ hai, Bắc Sơn thị chánh phủ thành phố Đại Lâu, thường vụ phó thị trưởng Hoàng Đào phòng làm việc. Trần Phi mặt không thay đổi ngồi ở trên ghế salon, một bên Hoàng Đào chính ở pha trà cho hắn. Lại nói tiếp hai người bọn họ coi như là có đoạn thời gian không gặp mặt, khái là bởi vì hắn Hoàng Đào gần nhất tất cả tâm tư đều ở đây nhiệm kỳ mới tuyển cử trên. Đi vào con đường làm quan người, không ai phải không muốn đi mặt trên bò, hắn Hoàng Đào đương nhiên cũng giống vậy, không gì đáng trách. Bất quá dù vậy, trong lòng của hắn đối với Trần Phi kính nể cũng vẫn là không có chút nào hạ thấp. Như trước vẫn duy trì trước cái kia không thể dao động cao độ. Dù sao trong mắt hắn, Trần Phi hoàn toàn đó là sống thần tiên nhất lưu phi nhân loại. Hắn Hoàng Đào coi như là bò cao tới đâu, đi được lại xa, cũng không có khả năng cùng cái loại này trong thần thoại chính là nhân vật tương đối. Cho nên đối với cái này, đối với Trần Phi, hắn vẫn tương đối có tự biết rõ. Hơn nữa ngoại trừ cái này hắn trong lòng lớn nhất kính nể một chút ra, Trần Phi sở làm một chuyện khác. Cũng còn nhượng hắn cảm thấy cực kỳ giật mình. Đó chính là đã từng Trần Phi có đã nói với hắn, Mạc Thành Mạc Bí Thư có khả năng sẽ rơi đài. Loại sự tình này lúc đầu ngay từ đầu hắn là ôm cực lớn thái độ hoài nghi, dù sao loại trình độ này khởi lên xuống rơi không có thể như vậy đùa giỡn. Địa cấp thành phố một tay nói đến đi ra, làm sao có thể? Có thể trước đây không lâu, bọn họ Bắc Sơn thị sân rộng phát sinh một hồi đại biến động, lại triệt để nhượng hắn thành thật chịu phục. Bởi vì Mạc Thành Mạc Bí Thư cư nhiên thực sự đã xảy ra chuyện, bởi vì các loại nguyên do tỉnh Lý Mặt quyết định đem Mạc Bí Thư đổi đi nơi khác tới XXX thị, đảm nhiệm thị uy chức thư ký. Nhưng vấn đề là nhìn như vậy lên tuy rằng giống như bình rơi, có thể cái kia XXX thị một. Không, là địa cấp thành phố, hay là đi năm bên trong tỉnh phát triển bài danh kém nhất thành thị. Hiển nhiên loại này bình điều, hơi chút thông minh một điểm đều biết là chuyện gì xảy ra. Vì vậy Hoàng Đào bây giờ là thực sự chịu phục. Trần bác sĩ, trong điện thoại ngươi nói có chuyện trọng yếu. Không biết là, rót trà ngon sau, Hoàng Đào đem đặt ở Trần Phi trước mặt cung kính mở miệng nói. Quả thực rất trọng yếu, nói ra cũng dọa cho giật mình. Trần Phi cầm lên trà uống một ngụm, sau đó kỹ càng tỉ mỉ tự thuật khởi về Tiểu Khấu Lăng ba hắn chuyện tình. Hoàng Đào nghe nghe sắc mặt tự thay đổi. Thập, cái gì, nhân thể thí nghiệm. Sau đó hắn nhịn không được mạnh một chút khởi động thân thể đến, vẻ mặt đều là vẻ cây ết yêu ta sợ. Rất hiển nhiên, lấy thân phận của hắn đang nghe loại chuyện này đều rất khó bình tĩnh trở lại, không có hắn, đây quả thực là diệt sạch nhân tính. Hơn nữa, loại này phát rồ thực nghiệm tuyệt đối là ta giang cấm, một khi bị phát hiện, nhất định sẽ không nể mặt nghiêm túc xử lý. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy bản thân cả người tóc gáy đều căn căn dựng lên. Bởi vì... Này thực sự là quá điên cuồng, những người đó lại dám như vậy to gan lớn mật, làm loại này cấm chuyện tình. Không sai, lấy Hoàng thúc người bây giờ cấp bậc này, mới có thể tiếp xúc được tỉnh công an thính cái kia ngành đặc biệt đi. Ta bây giờ hoài nghi chuyện này cùng cổ vũ vòng tròn có quan hệ, lấy thân phận của ngươi, có thể hay không trực tiếp thông báo bên kia, để cho bọn họ phái người đến xử lý. Trần Phi gật đầu, mở miệng nói. Tỉnh công an thính đặc biệt bộ môn. Trần tiên sinh ngươi nói là phi báo đi. Ta đây quả thực biết một chút, chỉ là, ta cấp bậc còn chưa đủ, không có cách nào cùng bên kia người phụ trách trực tiếp trò chuyện. Hoàng phó thị trưởng thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, nhíu mày nói.
cấp bậc còn chưa đủ, vậy làm sao bây giờ? Trần Phi nghe vậy tự nhiên cũng là có một ít vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới Liên Hoàng Đào Thường Vụ Phó Thị trưởng thân phận đều còn chưa đủ, lẽ nào, muốn hắn đi tìm Đồng Văn Thành? Ta ngay tức khắc khởi hành đi tỉnh Lý, đem chuyện này thông báo cho Triệu tỉnh trưởng. Chuyện này tính chất tương đương ác liệt, vì vậy phải nhượng mặt trên cấp tốc coi trọng, không có khả năng trì hoãn nữa. Bất quá ngay sau đó Hoàng Đào như là đã có sở quyết định, đứng lên nói. Triệu tỉnh trưởng, Trần Phi nghe vậy nao nao. Chính là Triệu Chính Thành, Triệu tỉnh trưởng. Những năm gần đây ít nhiều có Triệu tỉnh trưởng, ta mới có thể ngồi trên hôm nay cái này thường vụ phó thị trưởng vị trí. Hoàng Đào ngay tức khắc giải thích. Rất hiển nhiên, cái này Triệu Chính Thành Triệu tỉnh trưởng đúng là hắn sau lưng chỗ dựa vững chắc, dựa. Bất quá Trần Phi ngược lại cũng hình như tương đối quen thuộc tên này, vô luận là ở trên TV, hay hoặc là dân gian phong bình đều thập phần không sai, cầu thật phải cụ thể, vì nước vì dân, làm trên một cái quan tốt hai chữ. Vậy được rồi, ta cũng liền không quấy rầy. Nga, được rồi, người quá qua bên kia tốt nhất nói thêm một câu, nhất lưu cổ vũ giả trình tự dưới cũng đừng tới, loại thực lực đó còn chưa đủ. Trần Phi đầu tiên là gật đầu, sau đó hoặc như là chợt nhớ tới cái gì, nhắc nhở. Nhất lưu cổ vũ giả trình tự, Hoàng Đào tựa hồ đối với cái hạng này có chút xa lạ, nghi ngờ nói. Cái kia ngành đặc biệt người tự nhiên sẽ biết, người chỉ cần chuyển đạt đến những lời này được rồi. Dĩ nhiên, tin hay không tại bọn hắn. Trần Phi cười nói. Nga, tốt lắm, ta hiểu được. Hoàng Đào lúc này mới gật đầu một cái nói. Sau đó hắn liền trực tiếp đi hướng cùng Châu Thị. Đến mức Trần Phi, tắc tự nhiên một mình ly khai chánh phủ thành phố Đại Lâu, chuẩn bị đi Khấu Lăng phụ thân chỗ ở Trung Y phụ thuộc viện nhìn. Hắn ngày hôm qua trước khi đi, đã tạm thời áp chế đối phương trong cơ thể không ổn định nhân tố. Vì vậy bệnh nhân ở tối hôm qua một đêm cũng không có bất luận cái gì phát bệnh trạng thái, mà là trầm ổn ngủ một đêm, sinh mạng thể trinh các loại hơi có tăng trở lại. Thế nhưng Trần Phi ở nghe đến mấy cái này về bệnh hoạn người bệnh trạng thái sau, lại không hiểu chân mày nhíu sâu hơn, tự lẩm bẩm thật chẳng lẽ là một nhóm người làm. Hắn tựa hồ hơi có chút đầu mối. Linh linh, linh linh linh. Nhưng vào lúc này, điện thoại của hắn chợt vang lên, lấy ra nữa vừa nhìn. Điện báo biểu hiện mặt trên lại cư nhiên có vẻ là mụ cái chữ này. Nhất thời, Trần Phi sắc mặt trở nên có chút chột dạ lên, chuyển được điện thoại nhỏ giọng nói mụ, là ngươi sao? Đương nhiên là ta, ngươi bao lâu không gọi điện thoại cho ta? Bên đầu điện thoại kia truyền đến mẫu thân Lâm Linh thanh âm, hơi oán giận cùng bất mãn. Ngạch, cái này, ta đã quên. Cái kia, mụ ngươi gần nhất làm được thế nào? Bệnh cũ có khỏe không? Trần Phi chiến ngu rốt pha trò nói, đột nhiên cảm giác được bản thân không phải là một món đồ. Mẫu thân hắn bởi vì khi còn bé sinh hoạt gian khổ duyên cớ, để lại phong thấp thể hàn bệnh cũ, mà hắn mình bây giờ rõ ràng có năng lực vì mẫu thân mình chữa cho tốt, thế nhưng hắn lại dĩ nhiên đã quên. Ai, thực sự là, yên tâm đi, bệnh cũ mà thôi, đều đã thành thói quen. Nhưng thật ra ngươi ở bên kia thế nào, công tác còn thuận lợi sao? Nhớ kỹ bình thường mặc thêm mấy bộ quần áo, đừng bị cảm. Nghe được mẫu thân mình thanh âm ở bên kia lại nhảy, Trần Phi đột nhiên cảm giác có chút lòng chua xót. Mụ, ngày mai ta phải về đến. Hắn theo ngay tức khắc mở miệng nói rằng, khiến bên đầu điện thoại kia Lâm Linh ngẩn người. Phải về đến, sẽ trở lại đi, phía ngoài vài thứ kia ngươi cũng có thể ăn nị đi. Muốn ăn cái gì, mụ ngày mai đi mua thức ăn làm cho ngươi ăn. Bên đầu điện thoại kia Lâm Linh từ ái nói. Ngươi làm cái gì ta đều thích ăn, Nga, được rồi, cà chua sao trứng canh, là tử kê. Trần Phi một bên oán giận bản thân thật không phải là một món đồ, vừa cùng mẫu thân các loại rỗi rãnh trò chuyện, cảm giác trong lòng mấy phần tiểu áp lực cũng trong nháy mắt đều biến mất không thấy, thời gian trôi qua rất nhanh. Nhân thể thí nghiệm loại này phát rồ tàn nhẫn hành vi, ở quốc nội thuộc về cực kỳ tính chất ác liệt sự kiện. Vì vậy ngay cả đường địa cấp thành phố thường vụ phó thị trưởng Hoàng Đào cũng không dám có chút qua loa đại ý, mã bất đình để tức khắc khởi hành. Đại khái ngay Trần Phi cùng gặp mặt hắn sau mấy canh giờ sau, hắn cũng đã đi tới 200-300 km ra tỉnh chánh phủ Đại Lâu văn phòng, Triệu Chính Thành Triệu tỉnh trưởng bên trong phòng làm việc. Tỉnh Giang Nam tỉnh trưởng Triệu Chính Thành, quân nhân thân phận xuất thân, từng đang xây quốc sau một vị đức cao vọng trọng lão nhân ra dưới sự trợ giúp, tiến nhập con đường làm quan. Trên đường chăm lo việc nước, vì dân, hôm nay đã tỉnh bộ cấp bậc quyền to,
tiếng tăm lừng lẫy tỉnh Giang Nam tỉnh trưởng, thân phận khó có thể tưởng tượng tôn quý. Đường đường một tỉnh dài, hoàn toàn có thể nói là gần với tỉnh ủy người đứng đầu siêu cấp lớn nhân vật. Nếu là có thể ở tiến một bước nói, sợ rằng cũng chỉ có kinh thành cái loại địa phương đó mới chứa chấp, như vậy trình tự ở toàn quốc đều có thể đủ đứng hàng số. Bất quá Triệu tỉnh trưởng những năm gần đây tuổi cũng lớn, trong lòng nhưng thật ra thiếu mấy phần dã vọng, hơn mấy phần nhàn tình nhã trí, bình thường tại gia tu thân dưỡng tính, hưởng thụ thiên luân nhạc, ngược lại cũng nhanh ư. Chẳng qua là khi hắn hôm nay đột nhiên nhận được bản thân một tay đề bạt lên, một vị rất có tiềm lực cũng có rất có năng lực thanh niên nhân điện thoại thời gian, hắn nhưng cũng rốt cục hiếm thấy coi trọng, tự mình ở mình tỉnh trưởng phòng làm việc chờ đối phương đến. Rốt cục, đại khái buổi chiều 3-4 giờ trung tả hữu, Bắc Sơn thị thường vụ phó thị trưởng Hoàng Đào Phong Trần mệt mỏi đi tới tỉnh Giang Nam tỉnh trưởng phòng làm việc. Tới, ngồi đi, Triệu Chính Thành bí thư tự mình cho Hoàng Đào rót một chén trà, mở miệng cười nói. Đa tạ tỉnh trưởng, đa tạ Triệu tỉnh trưởng. Hoàng Đào tuy có một ít thụ sủng nhược kinh, nhưng hắn lúc này nhưng cũng quả thực quá khát, vài canh giờ giọt nước chưa thấm, vì vậy nhìn không được đoan khởi chén kia trà uống một hơi cạn sạch. Chậm rãi uống, có vội vã như vậy sao? Triệu Chính Thành nhìn Hoàng Đào phó uống trà uống được thiếu chút nữa sặc đến hình dạng, nhìn không được có chút tức cười, chậm rãi nói. Ai, Triệu tỉnh trưởng, chủ yếu là sự tình quả thực quá nghiêm trọng. Ta vừa một nhận được tin tức, tự ngay tức khắc ngựa không ngừng vó gọi điện thoại cho ngươi, sau đó đuổi đến nơi này. Trên đường một ngụm nước một ngụm đồ uống đều không uống. Hoàng phó thị trưởng nghe vậy nhất thời nghiêm sắc mặt nói. Phải, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi trong điện thoại cũng nói cho ta rõ, thực sự là, nhân thể thí nghiệm. Triệu Chính Thành tỉnh trưởng nghe vậy thu liếm lại nụ cười trên mặt, sau đó giọng nói hơi có chút nhiệt giận mở miệng nói. Tuy nói, hắn đời này trải qua những mưa gió coi như là nhiều đủ, mênh mông hoa hạ hiếm có dấu người có thể vả, thế nhưng khi hắn nghe được Hoàng Đào trong điện thoại đề cập nhân thể thí nghiệm bốn chữ này lúc, cũng vẫn là không nhịn được thất kinh, chợt lồng ngực nội tràn đầy tức giận lửa giận. Từ hắn ở thời đại kia chủ động tuyển trạch tòng quân tính cách đến xem, vị này Triệu tỉnh trưởng tuyệt đối được cho một vị lồng ngực có nhiệt huyết, tâm hệ Lê Minh Bách tính chính trực người. Vì vậy hắn mới có thể ở nhận được tin tức sau như vậy tức giận. Nhân thể thí nghiệm, cái này nói dễ nghe đều mới là một đám khoa học người điên cuồng hành vi. Nhưng nếu là nói xong khó nghe giờ, hoàn toàn chính là phát rồ. Hơn nữa hoa hạ ta giang đối với cái này một khối, là ôm tuyệt đối phủ định thái độ, cho nên tuyệt không có khả năng nuông chiều. Không sai, chuyện này lúc đầu ta là hoàn toàn không biết chuyện, nhưng là lại có một vị không giống bình thường thanh niên nhân nói cho ta biết. Hoàng Đào đoán chừng là chân thực tìm không được cái gì hình dung từ hình dung Trần Phi, thẳng thắn dùng cái không giống bình thường. Không giống bình thường, thế mà Triệu Chính Thành tỉnh trưởng nghe vậy lại ngẩn người. Cái này, chính là vị trẻ tuổi kia hẳn không phải là cùng chúng ta vậy người thường, mà là ủng hữu trùng trùng bất khả tư nghị năng lực, vũ lực thập phần cường đại. Hoàng Đào cũng không biết giải thích thế nào. Cổ vũ giả, dị năng giả, ngược lại thì tuy rằng Hoàng Đào nói không thế nào rõ ràng, thế nhưng Triệu Chính Thành tỉnh trưởng nhưng cũng thoáng cái liền hiểu. Đúng, đúng, không sai. Trước hắn hình như là đề cập qua mình là một vị cổ vũ giả, hãy cùng phi báo bên trong những người đó vậy. Hoàng Đào vừa nghe đến Triệu Chính Thành tỉnh trưởng trong miệng hình dung từ, nhất thời trước mắt sáng ngời, gật đầu nói. Vậy xem ra đối phương cũng hẳn không phải là người bình thường. Bởi vì nếu chỉ là thông thường cổ vũ giả, cũng sẽ không làm cho như vậy giật mình mới đúng. Triệu Chính Thành bí thư lẩm bẩm một tiếng. Rất hiển nhiên, lấy hắn hôm nay thân phận, cộng thêm đã từng hơn 10 năm quân lữ cuộc đời, dĩ nhiên đối với này chính mình siêu phàm vũ lực cổ vũ giả không xa lạ gì. Chỉ bất quá, nếu đơn thuần là tam lưu, nhị cấp tác dụng tầng thứ cổ vũ giả, coi như lợi hại hơn nữa, cường đại trở lại, cũng không có khả năng lợi hại đến nhượng một vị thường vụ phó thị trưởng đều kinh ngạc như thế trình độ. Vì vậy, đối phương sẽ phải ở đây cơ sở trên cường đại hơn. Nhất niệm đến nước này, Triệu tỉnh trưởng trên mặt cũng không cấm lộ ra mấy phần vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói tiếp. Ừ. Hoàng Đào nghe vậy gật đầu, tiếp tục lái miệng nói vị kia. Ta gọi hắn là Trần Tiên Sinh, Trần Tiên Sinh nói đã đem vị kia bị thực nghiệm người đưa đến ta khu phố trị phụ thuộc viện tiếp thu trị liệu, hơn nữa, cũng thông chi ngành công an 24 tiếng đồng hồ luân phiên giám hộ. Bất quá hắn lại làm cho ta mau chóng báo lên phi báo,
để cho bọn họ phái ra chuyên môn thành viên đến xử lý chuyện này, nhưng là của ta cấp bậc thiếu, vì vậy ngay tức khắc cho ngươi lão gọi điện thoại. Trần tiên sinh nói không sai, chuyện này tính chất quả thực cũng đủ ác liệt, ảnh hưởng thập phần không tốt, cũng quả thực bởi vì nhượng phi báo bên kia xuất động. Hắn còn nói chút gì? Triệu Chính Thành tỉnh trưởng gật đầu, lại tiếp tục hỏi. Hắn còn nói, nga, được rồi, hắn còn nói, những nhất lưu cổ vũ giả trình tự dưới cũng đừng tới, thực lực thiếu. Hoàng Đào hồi tưởng Trần Phi theo như lời nói, sau đó xác định nói. Cái gì, những nhất lưu cổ vũ giả trình tự dưới trực tiếp đừng tới, ngươi xác định. Triệu tỉnh trưởng nghe vậy trái tim không khỏi mạnh nhảy động một cái, biểu tình cũng so với trước trở nên càng ngưng trọng. Nhất lưu cổ vũ giả trình tự, bảy chữ này Hoàng Đào có thể không rõ ràng lắm, cho nên mới nói đơn giản như vậy, thế nhưng hắn Triệu Chính Thành lại đúng bảy chữ này ẩn chứa hàm nghĩa nhất thanh nhị sở. Ở quân đội nhất là đặc biệt trong bộ đội, sẽ có một loại binh vương xưng hô, kỳ thực chính là đối với thực lực mạnh nhất quân nhân vinh xưng. Thử nghĩ một chút, mấy trăm vạn người trong quân đội, cũng chỉ có như vậy hơn mười mấy trăm người có tư cách được xưng là binh vương, kỳ hàm kim lượng tự nhiên không cần nói cũng biết. Thế mà nhất lưu cổ vũ giả trình tự, lại là hoàn toàn giống như là binh vương thậm chí hơi có vượt qua đáng sợ tồn tại. Nhưng bây giờ đối phương lại cư nhiên mở miệng muốn cho cái này đám nhân vật tự mình đứng ra tiếp nhận chuyện này, lẽ nào, chuyện này nước đục, thật có sâu như vậy. Phải biết rằng mặc dù là phi báo cái loại này cấp tỉnh đặc biệt bộ môn, có thể sánh ngang nhất lưu cổ vũ giả thành viên, phỏng chừng tối đa cũng không vượt lên trước 10 người. Ta biết nên làm gì bây giờ? Ngươi bây giờ ngay tức khắc phản hồi Bắc Sơn thị xử lý chuyện này, nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ tốt người bị hại. Ta sẽ mau chóng thông chi phi báo bên kia phái người đi qua, xử lý chuyện này. Triệu tỉnh trưởng thở một hơi thật dài, sau cùng đánh nhịp nói. Hắn quyết định tự mình cho phi báo gọi điện thoại. Ta hiểu được, tỉnh trưởng xin yên tâm, ta sẽ xử lý tốt chuyện bên kia. Hoàng Đào nghiêm túc gật đầu một cái nói. Cùng lúc đó, Trần Phi đang ở Bắc Sơn khu phố trị phụ thuộc viện là Giặc Lăng phụ thân xem bệnh. Trần ca ca, ba ta hắn đêm qua cư nhiên không phát bệnh, người thực sự là thật lợi hại. Người nhất định có thể trị hết ba ta, đúng không? Tiểu Khấu Lăng nhìn đặc biệt bên trong phòng bệnh cha mình ngủ yên dáng dấp, lại cùng mấy ngày hôm trước dọa người dáng dấp đối nghịch so với, nhịn không được kích động nói. Dĩ nhiên, đáp ứng rồi chuyện của ngươi, vô luận như thế nào nhất định sẽ nói được thì làm được. Trần Phi vừa cười vừa nói. Trần bác sĩ, tánh mạng của bệnh nhân kiểm tra triệu chứng bệnh tật đã hoàn toàn ổn định lại, cũng rất bình thường, chỉ là trong cơ thể hắn xả loại gen. Chỉ bất quá một bên Đỗ lão lại lo lắng nói. Căn cứ trung y âm dương ngũ hành nguyên lý, bên trong cơ thể tự có một bộ vận hành lý luật, cho nên mới có thể kiện kiện khang khang, không tai không bệnh, nhưng bây giờ, tại nơi lý luận trong lại lẫn vào kỳ quái nào đó vật, nhưng lại đột nhiên trở nên bình tĩnh. Cái này không khỏi nhượng hắn càng thêm lo lắng, sợ là mưa xối xả bình tĩnh như trước. Trong cơ thể hắn đồ vật Đỗ lão các ngươi tựu không cần quan tâm, ta sẽ nhìn làm. Bất quá, chiếu tình huống trước mắt đến xem, bệnh nhân còn không cách nào tiếp thu ta đặc biệt trị liệu, xem ra, được qua một đoạn thời gian nữa. Trần Phi vuốt cằm lẩm bẩm. Đây cũng không phải hắn nói bậy, mà là bệnh bên trong cơ thể tình hình quả thực không lý tưởng. Dù sao những người đó ở trên người hắn làm thực nghiệm thế nhưng thất bại, dưới tình huống như vậy, tự nhiên không thể qua loa đại ý. Hơn nữa, lấy hắn bây giờ năng lực, kỳ thực cũng không có 100% nắm chặt có thể cứu người, vì vậy, hắn ngược lại cũng muốn chờ hắn đột phá đến luyện khí tứ trọng sau lại bắt đầu trị liệu. Dù sao đến lúc đó, hắn cũng đã xưa đâu bằng nay, loại này vấn đề nhỏ, còn chưa phải là dễ dàng dễ như trở bàn tay. Linh linh linh. Ngay vào lúc này, Trần Phi điện thoại di động vang lên lên. Trần Phi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó từ túi quần trong móc ra hắn đồ cổ nặc cơ á điện thoại di động. Chỉ là ở nhìn thấy điện báo biểu hiện lúc, trong mắt hắn nhưng không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Bởi vì lại là một cái mã số xa lạ. Này, xin chào, ta là Trần Phi, xin hỏi ngươi là. Trần Phi chợt chuyển được điện thoại, nghi ngờ mở miệng nói. Phi ca xin chào, ta là Diệp Tử Lâm. Bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo êm tai giọng nữ. Diệp Tử Lâm. Trần Phi nghe được tên này hiển nhiên ngẩn ra, sau đó trần chờ nói ngươi là ngày đó ở cùng châu thị, kẻ dối trá, không đúng. Hoa Chí Nam bạn gái. Cũng may là hắn hôm nay trí nhớ thập phần cường hãn,
vừa nghe đến tên của đối phương, tự không rõ nhớ tới đối phương hình như là ngày đó hắn ở cùng Châu Thị gặp gỡ, lúc đó Hoa Chí Nam bạn gái. Thế nhưng, bọn họ không phải là không quen biết sao? Hắn gọi điện thoại cho mình làm gì? Phi ca, người còn nhớ rõ ta, thật sự là quá tốt. Cái kia, là như vậy, ta ngày hôm nay gọi điện thoại cho ngươi, là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Bên đầu điện thoại kia Diệp Tử Lâm đầu tiên là một trận kinh hỉ, sau đó lại có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói rằng. Lúc đầu giữa bọn họ cũng không sao giao tình, hơn nữa ở trên thứ hai sau cũng thật lâu không liên lạc, nhưng bây giờ, hắn đưa một cái đối phương gọi điện thoại chính là tìm đối phương hỗ trợ, tự nhiên cũng vẫn còn có chút không tư. Nguyên lai thật đúng là ngươi a, bất quá ngươi là làm sao biết điện thoại ta, hỗ trợ cái gì? Thế mà nghe vậy Trần Phi lại hơi có chút cau mày nói. Bởi vì hắn rất khẳng định bản thân cũng không có cho đối phương lưu bị điện giật nói, đến mức hỗ trợ. Hắn cũng không phải đại nhà từ thiện, chưa có nhiều như vậy thời gian rỗi nơi hỗ trợ. Cái kia, cái này, Phi ca ngươi nghe ta giải thích, là như vậy, lúc đầu chuyện này ta là không chuẩn bị làm phiền ngươi, bởi vì trước đã xin nhờ Hoa Thiếu. Bất quá, Hoa Thiếu bên kia nhưng thật giống như tạm thời đụng với cái gì việc gấp, ở Ma Cao đuổi không trở lại, sau đó hắn liền đem điện thoại của ngươi chia ta, nhường ta gọi điện thoại cho ngươi. Bên đầu điện thoại kia Diệp Tử Lâm vừa nghe Trần Phi cái loại này giọng nói, tự ngay tức khắc minh bạch hắn hình như có chút không rất cao hứng, chợt cẩn cẩn rực rực mở miệng nói. Nga, như vậy à, là kẻ dối trá tiểu tử kia đem điện thoại ta đưa cho ngươi, vậy được rồi, chuyện gì? Vừa nghe đến cái này Trần Phi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Nếu là kẻ dối trá cho hắn tìm tới chuyện phiền toái, còn có thể làm sao? Không tiếp cũng chỉ có thể nhận a. Cảm tạ Phi ca. Bên đầu điện thoại kia Diệp Tử Lâm nghe được Trần Phi nói, lúc này mới hơi thở dài một hơi, tiếp tục nói Phi ca, là như vậy, ngươi còn nhớ rõ lần trước chúng ta nhắc tới Thi Âm sao? Chính là ta cùng Phi song hảo tỉ muội. Thi Âm, Nga, còn nhớ rõ, hắn làm sao vậy? Trần Phi vuốt cằm hồi suy nghĩ một chút, lập tức mở miệng nói rằng. Hắn là nhớ kỹ ban đầu ở cùng Châu Thị đêm đó có nhắc tới tên này, hơn nữa, có người nói còn giống như lớn lên xinh đẹp quá. Chỉ tiếc đêm đó không thấy người. Thi Âm hắn mấy ngày nay đến Bắc Sơn Thị đi, bất quá cũng đi du lịch, mà là bị điều nhiệm đến rồi Bắc Sơn đài truyền hình thành phố, thủ tục đều đã làm xong. Bên đầu điện thoại kia Diệp Tử Lâm vội vã mở miệng nói. Bắc Sơn đài truyền hình thành phố, vân vân chờ đã, ta hình như nhớ được các ngươi không phải đã nói, cái kia cái gì Thi Âm, là tỉnh đài truyền hình chủ trì đài sao? Làm sao sẽ bị điều đến chúng ta Bắc Sơn thì tới? Trần Phi nghe vậy, nhất thời có chút nghi ngờ mở miệng hỏi. Hắn hiện tại trí nhớ tốt, vì vậy nhớ kỹ đêm đó hắn còn có Cố Phi song đều từng nói qua, cái kia cái gì Thi Âm hình như là tỉnh Giang Nam đài truyền hình người chủ trì. Có thể như thế nào bị điều đến Bắc Sơn tới? Là Thi Âm hắn ở tỉnh đài truyền hình đắc tội người, hơn nữa người nọ bối cảnh còn rất không bình thường, ở tỉnh đài truyền hình đều có đầy đủ chính là lời nói quyền. Vì vậy, tự thành như vậy. Bên đầu điện thoại kia có chút tức giận nói rằng, nhưng lại có vẻ hữu khí vô lực. Không có biện pháp a, hiện thực chính là như vậy. Đối phương ở tỉnh đài truyền hình chính mình hết sức quan trọng địa vị, bọn họ loại tiểu nhân vật này có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể nắm lỗ mũi bị. Nga, nguyên lai là như vậy. Bất quá ngươi sẽ là muốn cho ta đem bằng hữu ngươi lại lần nữa lộng trở về đi. Nói thật, cái này việc ta có thể không giúp được. Không lớn như vậy năng lực. Trần Phi nghe vậy có chút chột dạ nói rằng, tỉnh đài truyền hình, chỗ kia hắn liền đi đều không đi qua, chớ nói chi là có quen hay không, vậy làm sao giúp? Phi ca ngươi lại đang nói đùa, ta làm sao có thể sẽ nhờ ngươi loại này chuyện không thể nào. Hơn nữa, mặc dù là ngươi có biện pháp đem Thi Âm lộng trở lại, có người kia ở, phỏng chừng Thi Âm cũng nguyện ý chạy nữa trở về đi. Bên đầu điện thoại kia Diệp Tử Lâm gắt giọng. Điều này cũng đúng. Có cái kia đã đắc tội tỉnh đài truyền hình đại nhân vật ở, hắn loại này tiểu chủ trì tức chính là có thể trở về nữa, hơn phân nửa cũng là chịu tội, vì vậy căn bản không ý nghĩa. Trần Phi tỉnh ngộ nghĩ như vậy, trong miệng lại hỏi được rồi, vậy rốt cuộc là chuyện gì mà? Diệp tiểu thư ngươi cũng đừng lại thừa nước đục thả câu. Vậy được rồi, Phi ca ta đây liền nói thẳng, tối hôm nay ở Bắc Sơn thị hào hưởng hội sở, theo Thi Âm nói sẽ có chàng chúc mừng tiệc tối. Thi Âm hắn một người ở Bắc Sơn thì cuộc sống không quen, cũng sợ đến lúc đó tự mình một người lẻ loi chạy đi,
bị người khi dễ, cho nên muốn tìm cá nhân theo nàng cùng nhau tham gia. Diệp Tử Lâm nghe vậy, liền khai môn kiến sơn gọn gàng dứt khoát nói. Tựu cái này, ngược lại thì Trần Phi nghe vậy ngẩn người. Tựu cái này, bên đầu điện thoại kia, Diệp Tử Lâm dùng giọng khẳng định mở miệng nói. Ai, thực sự là, ta còn tưởng rằng cái gì ghê gớm, người nói sớm đi. Vừa vặn ta tối hôm nay không có việc gì, người đợi gọi nàng trực tiếp gọi điện thoại cho ta đi. Trần Phi vừa nghe nguyên lai tựu loại này tiểu chuyện hư hỏng, vẻ mặt im lặng hình dạng, không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng rồi. Phi ca người đáp ứng rồi, thật sự là quá tốt. Phi ca, người xem thi âm vừa xong các người Bắc Sơn Thị, cuộc sống không quen, bằng hữu tính toán đâu ra đấy tựu một mình ngươi, vì vậy đợi ngươi cần phải nhiều giới thiệu vài vị bằng hữu cho nàng nhận thức nga. Bên đầu điện thoại kia Diệp Tử Lâm vừa nghe thấy Trần Phi nguyên lai tốt như vậy nói, nhất thời làm bộ thảm thương vì bằng hữu mình mưu phúc lợi. Giới thiệu ta mấy cái bằng hữu cho nàng nhận thức, người nói Bắc Sơn Thị này nha nội, người đây các chỉ sợ cũng phải thất vọng, Bắc Sơn Thị cái gọi thượng lưu vòng tròn ta căn bản không chín, cũng không mấy cái người quen. Trần Phi lúc này mới nghe hiểu ý của đối phương, việc đảo bạch nhãn trước đó nhắc nhở. Phi ca người thật biết nói đùa. Ngươi xem ta đây lần còn tin hay không ngươi? Ta bất kể rồi, thì âm tự giao cho ngươi nữa, dù thế nào đến lúc đó hắn muốn là bị ủy khuất ta phải đi Hoa Thiếu cáo trạng. Hừ hừ, bên đầu điện thoại kia Diệp Tử Lâm kiều tích tích nói. Rất hiển nhiên, hắn đương nhiên không tin Trần Phi lần chuyện ma quỷ, phải biết rằng Tiếu Minh Tiếu Thiếu đây chính là tỉnh Giang Nam vòng tròn nội có mặt mũi phú nhị đại, mà có thể bị hắn như vậy tôn kính phi ca, thậm chí ngay cả quốc nội tiếng tăm lừng lẫy giải trí giáo phụ. Hoa số truyền thông Lưu Tổng đều đối kỳ coi trọng như vậy, lại tại sao sẽ ở mình làm thượng lưu vòng tròn không có gì người quen ni? Đến mức nói lúc này đây tuy rằng không phải là vì chính hắn, thế nhưng hắn, Thi Âm, Cố Phi song ba người lại từ lâu tình như tỉ muội, tự nhiên rất hy vọng tỉ muội của mình Thi Âm, có thể cấp tốc ở đất khách tha hương Bắc Sơn Thị đặt chân, không bị ngoại nhân khi dễ. Đây cũng là hắn mình biết mình cùng Trần Phi không quen, cũng kiên trì gọi cú điện thoại này duyên cớ. Cáo trạng ta còn chưa phải là không, ai, quên đi, ta đợi sẽ tự mình nhìn làm đi. Trần Phi chỉ cảm thấy một trận đau đầu, sau đó thẳng thắn chết thì chết đi mở miệng nói. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể kỳ vọng Hoàng Phong tiểu tử kia buổi tối sẽ đi, hoặc, muốn mặc kệ gọi điện thoại cho hắn quên đi, nếu không hắn đi chưa tìm bằng hữu gì cho cái kia cái gì Thi Âm nhận thức. Vãi loại này khổ tội thực sự là ngẫm lại đều tội a. Hắc hắc. Ta chỉ biết phi ca ngươi tốt nhất, ta đây tự cúp điện thoại trước, nhường Thi Âm cho ngươi đánh tới. Bên đầu điện thoại kia Diệp Tử Lâm cười hắc hắc nói, một bộ nữ hán tử giọng làm nũng. Hắn tựa hồ cũng mạc thanh sợ Trần Phi tính tình, đây không phải là dễ nói gạt nha, vừa rồi đem cô nãi nãi sợ nhảy dựng lên. Nha, thực sự là, Trần Phi nghe được tiếng cười hắc hắc, nhịn không được buồn bực kêu thành tiếng, vẻ mặt khổ ép. Chỉ chốc lát sau. Điện thoại của hắn lại vang lên, lúc này đây vẫn là cái không nhận biết số xa lạ, bất quá Trần Phi lại trực tiếp nhấn chuyển được kiện, hữu khí vô lực nói lầm bầm này. Xin chào, xin hỏi là Trần Phi, Trần Tiên Sinh sao? Ta là Quan Thi Âm, Tử Lâm bằng hữu. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc một chút, theo liền vang lên một đạo non mềm thanh thúy thanh âm nữ nhân, giống như là cái loại này thập phần có mị lực dây thanh ở bản thân bên tai nói nhỏ vậy. Khiến Trần Phi nguyên bản vất vả sắc mặt trong nháy mắt bị kiềm hãm, trong lòng như là có mèo con móng vuốt đang bắt vậy, trong nháy mắt tinh thần tới. Không hổ là chủ trì thân phận của người, thanh âm này thực sự là tuyệt, quá câu người, hắc hắc. Tựa hồ đêm nay cái này cũng không tính là khổ gì tồi đi. Quan tiểu thư xin chào, Diệp tiểu thư nói cái kia cái gì chúc mừng tiệc tối ngay đêm nay. Ngươi xem ta lúc nào đi đón ngươi hợp, Trần Phi mở miệng cười nói rằng. Nếu không Trần tiên sinh ngươi bây giờ cứ tới đây đi, ta ở trường trinh đường cây cao su lâm cửa tiểu khu chờ ngươi. Cự ly tiệc tối bắt đầu còn có mấy người tiếng đồng hồ, nếu không, trước hết ở nhà của ta đem cơm ăn đi. Bên đầu điện thoại kia, câu thanh âm của người cư nhiên như thế nói rằng. Ở nhà ngươi, ăn. Trần Phi nghe vậy tự nhiên có chút sững sờ, lắp bắp nói. Trần tiên sinh không muốn sao, vậy nếu không chúng ta còn là đi ra ngoài ăn đi. Thanh âm bên đầu điện thoại kia nhất thời có chút ủy khuất nói, trong nháy mắt trở nên ta thấy do liên. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Trần Phi nghe vậy lúc này mới cả người một cái giật mình, liền vội vàng lắc đầu tích cực phủ nhận nói. Nói đùa,
nhân ra một người nữ sinh chính mồm mời bản thân đi nhà nàng ăn, đây là lên núi đao xuống biển lửa cũng phải đi à. Nếu không, thế nào không làm? Thất vọng lão thiên gia cho cơ hội tốt như vậy, người nói là không. Trần tiên sinh ngươi mau chạy tới đây đi, ta đoán chừng 10 phút sau xuống lầu, ngay cửa tiểu khu chờ ngươi. Bên đầu điện thoại kia vang lên Quan Thi Âm tràn ngập xuyên thấu lực tiếng cười, điện thoại theo bị cúp. Bắc Sơn thị trưởng Trinh đường cây cao su lâm tiểu khu, đây là một chỗ coi như là tương đối nổi danh xa hoa tiểu khu, chu vi cũng tương đối phồn hoa, Trần Phi mở ra hắn chạy băng băng GL400 trên đường thẳng tắp tự giết tới rồi, hơn nữa trong lòng đã ở vẫn hiếu kỳ đối phương đến tột cùng lớn lên hình dáng ra sao tử. Như vậy có xuyên thấu lực câu thanh âm của người, cộng thêm Diệp Tử Lâm, Cố Phi song hai người nhất trí khen ngợi. Trần Phi bây giờ là thực sự thật tò mò, cái này Quan Thi Âm, là thật lớn lên rất đẹp sao? Này, Quan tiểu thư, ta đã đến. Ừ, ta đã thấy ngươi, Trần tiên sinh, bên này. Trần Phi đem xe của mình đứng ở ven đường, một bên bấm đối phương điện thoại, một bên chợt nghe đến cách đó không xa có người chính hướng phía hắn bắt chuyện. Đó là một vị thân cao chừng 1 thước 67, 68 tả hữu tóc dài xóa vai nữ tử, một đôi thon dài chân bị thật chặt vận động kiện thân khố bao vây lấy, ăn mặc khéo léo linh lung màu hồng giày thể thao, đem gần như hoàn mỹ nửa người dưới đường cong đột hiển đi ra, mị lực cảm 10 phần. Trở về suốt mãn phân. Thêm vào, hắn một màn kia non mềm đen thùi mái tóc đỉnh chóp còn mang theo đỉnh đầu bằng gam mũ trùm đầu tử, mà vành nón dưới chính là một trương mang theo nhợt nhạt mỉm cười trắng nõn khuôn mặt, hợp với hiếm thấy nguyệt nha bàn cười mắt. Làm cho nhìn quả thực có chút kinh diễm. Trần tiên sinh xin chào, ta là Quan Thi Âm. Chỉ thấy hắn cười hướng Trần Phi đi tới, một đôi nguyệt nha bàn cười mắt giống như là muốn đem người tô chết vậy, vươn trắng nõn tay tự giới thiệu mình. Ngạch, ngạch, xin chào, ta là Trần Phi, rất hân hạnh được biết. Trần Phi đỏ mặt, không sai, hắn lần này là quả thật đỏ mặt. Quần áo đồ thể thao giả trang cười mắt đại mỹ nữ, cộng thêm gần như hoàng kim tỷ lệ thon dài chân. Nước trượt như nền vậy trắng noản da thịt. Đây quả thực hoàn toàn chính là của hắn style, ai nha, không được, trái tim gia tốc hoàn toàn không dừng được. Giảng đạo lý, tuy nói chúng ta Trần Đại Thiếu từ lâu xưa đâu bằng nay, thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa, cùng người thường hoàn toàn bất đồng, có thể từ tâm lý độ lớn của góc xuất phát hắn nhưng vẫn là cái vừa tốt nghiệp thiếu niên, mới từ ngây ngô ngây thơ răng ngà tháp đi tới, nhất kiến trung tình cái gì tự nhiên cách hắn không phải là rất xa xôi. Loại cảm giác này thật giống như một ngày nào đó, người ở sân trường tản bộ lúc bỗng nhiên đâm đầu đi tới một vị tóc dài phất phới mỹ nữ, vô luận là thướt tha tư thái, tinh tế không nhiều lắm chút nào non mềm vòng eo, gần như hoàn mỹ tỷ lệ thon dài chân, trắng noãn không rảnh da thịt. Dù thế nào tổng có một chút là của ngươi style, trong lúc lơ đảng gặp nhau, tự nhiên mà vậy cũng liền theo tâm bang bang nhảy. Rất hiển nhiên, đây là một loại không khỏi lực hấp dẫn. Thật giống như hơn 10 tuổi hài tử điên cuồng đuổi theo trên TV minh tinh vậy. Ngươi nói bọn họ ngốc, kỳ thực cũng không phải, cũng liền chỉ là lúc còn trẻ không bị ước thúc truy cầu mà thôi. Mà Trần Phi hiện tại liền có chút loại cảm giác này, thật giống như năm đó đầu tiên mắt ở trên TV nhìn thấy mình thích nhất nữ đoàn minh tinh vậy. Chỉ là khác biệt duy nhất ngay cho hắn hôm nay trưởng thành, sẽ không lại như vậy xung động. Trần tiên sinh, xin mời, nhà của ta ở nơi này bên trong tiểu khu. Đúng lúc này, Quan Thi Âm động nhân giọng nữ lại lần nữa khi hắn bên tai vang lên, chợt ăn mặc quần áo thể thao sức hoàn mỹ thân ảnh đã xoay người tiến nhập cây cao su lâm tiểu khu. Quan tiểu thư ngươi không phải là vừa mới đến Bắc Sơn mấy ngày sao? Nơi này là, mướn phòng ở. Trần Phi đi theo đối phương đi vào cây cao su lâm tiểu khu một cái nhà đơn nguyên lâu, ở trên đường tùy tiện tìm kiếm đề tài nói. Đúng vậy, nơi này cách ta hiện tại đi làm địa phương tương đối gần. Hơn nữa tiền thuê tương đối mà nói cũng tương đối hợp, tối trọng yếu là có thể một cái quý trả tiền, vì vậy ta ở nơi này ở. Đi vào đống đơn nguyên lâu thang máy, Quan Thi Âm một bên nhấn 11 tầng nút thang máy, vừa cười gật đầu nói. Nga, thế vẫn là thật không tệ, phụ cận đây thông nhau, hoàn cảnh, ẩm thực cái gì đều rất tiện lợi, hơn nữa cự ly đài truyền hình thành phố cũng quả thực rất gần, lúc đầu đương sơ ta đều có muốn tới đây bên này mướn một căn phòng. Chỉ là sau lại có những chuyện khác trì hoãn, tự bỏ lỡ cùng Quan tiểu thư ngươi trở thành hàng xóm cơ hội thật tốt ha. Trần Phi một bên làm bộ áo não mở miệng nói, một bên nhãn thần nhưng ở Quan Thi Âm cặp kia bị tu thân vận động quần hoàn mỹ bao gồm thon dài trên len lén chuyển động.
giảng đạo lý, Trần Phi cho tới bây giờ không cảm giác mình có cái gì vô sỉ quá. Rõ ràng đối phương là ở cùng bản thân nói chuyện phiếm, có thể hắn lại cư nhiên ở không yên lòng liếc trộm người khác thon dài. Trên đời này tại sao có thể có người vô sỉ như vậy? Chỉ bất quá Trần Phi mặc dù đang trong nội tâm âm thầm khinh bỉ bản thân, thế nhưng hắn cặp kia trình lượng trong mắt lại vẫn còn có chút chăm chú chuyển không đi con mắt. Phải biết rằng thật coi như, hắn mấy ngày này tới nay đã gặp qua mỹ nữ cũng không coi là thiếu, nhìn như nhu nhược lại hết sức kiên cường Mộ Dung San, tính cách ngay thẳng cùng cái tiểu nói nhiều dường như Sở Diễm đại tiểu thư, một bên truy đuổi mộng tưởng một bên nhưng cũng kiên thủ điểm mấu chốt Cố Phi xong, còn có cái kia tuy rằng chỉ gặp qua một lần, nhưng cảm giác trong nóng ngoài lạnh Triệu Hâm. Các nàng đều không ngoại lệ đều là trong mắt người bình thường nhan sắc cực kỳ cao nữ thần cấp bậc nhân vật, nhưng nếu là chỉ so với giác cái này một đôi thon dài trắng nõn nói, Trần Phi còn là cho rằng lúc này đứng ở hắn trước mắt Quan Thi Âm sẽ càng tốt hơn. Phải, vậy nếu không Trần tiên sinh ngươi bây giờ cũng có thể rời đến ở, vừa vặn bên cạnh ta phòng ở, chủ cho thuê nhà đều còn không có tìm được khách trọ. Quan Thi Âm nghe vậy lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, trêu ghẹo vậy mở miệng nói. Đúng lúc này, thang máy đã đi tới lầu 11, vì vậy cửa thang máy cũng thuận thế mở ra, nhưng ngay khi Quan Thi Âm, Trần Phi hai người chuẩn bị đi ra thang lầu là lúc, có một vị mặc Armani áo sơ mi hơn 20 tuổi nam tử, đột nhiên rất là phong cách ngăn trở ở cửa thang máy chỗ, trong tay đang cầm một thanh hoa hồng, phảng phất rất là tiêu sái đặt ở chóp mũi dưới người một cái, sau đó trên mặt lộ ra một tia tự cho là đúng rất mê người, rất khốc huyễn dáng tươi cười, hướng về phía Quan Thi Âm hô Thi Âm. Xem ra chúng ta thật là có duyên, lại gặp mặt. Đến mức Trần Phi cái này một thân hàng vỉa hè hàng tên, đương nhiên bị vị kia tự cho là rất khốc huyễn nam sĩ cho bỏ quên. Làm sao ngươi biết ta ở nơi này? Thế mà Quan Thi Âm lại càng không có cho vị kia tự cho là rất thiêu sái, rất khốc huyễn nam sĩ một điểm khuôn mặt tươi cười, tương phản lạnh như băng nói rằng. Tại đây Bắc Sơn Thị, còn không có ta Trịnh Khuông Nghĩa muốn biết lại không nghe được chuyện tình. Thi Âm, từ ta ở trên phi cơ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta tự vững tin ta là thật thực sự thích ngươi. Vì vậy cái này bó buộc 99 đóa hoa hồng tự đại biểu cho tâm ý của ta, Thi Âm, tặng cho ngươi, đợi chúng ta đi tháp truyền hình lầu cao nhất Caesar Đinh Ốc nhà hàng ăn thế nào. Ta đã phái người ở phía trên kia định vị trí tốt. Tư thái tiêu sái, khốc huyễn tự xưng vi Trịnh Khuông Nghĩa nam tử quả thực chuồn mất được bay lên, những lời này biểu lộ cái kia thâm tình quả thực khiến Trần Phi đều phải cảm động. Cái này vãi chính là quả thực Oscar đêm. Xin lỗi, xin ngươi không nên quấy rầy cuộc sống của ta. Ta đã rất rõ ràng nói cho ngươi biết, ta không thích ngươi, mời ly khai. Thế mà Quan Thi Âm nhưng không có giống như cái loại này tiểu nữ sinh vậy dễ dàng như vậy bị cảm động, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên nói, sau đó lôi kéo Trần Phi từ Trịnh Khuông Nghĩa bên cạnh gặp thoáng qua. Ngươi, Thi Âm, tốt xấu ta cũng như thế thích ngươi. Không đến mức như thế không để cho ta Trịnh Khuông Nghĩa mặt mũi đi. Trịnh Khuông Nghĩa vừa nghe đến Quan Thi Âm cự tuyệt bản thân, hơn nữa ngay sau đó lại còn kéo lên bên cạnh Trần Phi ống tay áo, cái này nhất thời làm hắn trong con ngươi nổi lên lau một cái tức giận vẻ, mạnh đưa tay bắt được cánh tay của nàng. Buông tay, ngươi làm gì? Quan Thi Âm gặp đối phương cư nhiên như thế quá phận, dĩ nhiên trực tiếp đi tới bắt được cánh tay của nàng, không khỏi mặt cười biến sắc. Làm gì? Thi Âm, ngươi có thể không nên hiểu lầm ta, ta cũng liền chỉ là muốn mời ngươi ăn một bữa cơm mà thôi, ở chúng ta Bắc Sơn thì tốt nhất tháp truyền hình tầng chót Caesar Đinh Ốc nhà hàng. Trịnh Khuông Nghĩa nghe vậy trong ánh mắt có lau một cái tức giận, nhưng vẫn là cố nén ngoài cười nhưng trong không cười nói, giọng nói chân thật đáng tin. Xem vui đùa, hắn Trịnh Khuông Nghĩa là ai? Đây chính là toàn bộ Bắc Sơn thì tiếng tăm lừng lẫy đại lão, ngay cả các loại thương giới đại ngạc. Chính đàn nhân viên quan trọng bình thường đều biết cho hắn mấy phần mặt mũi, nhưng bây giờ, hắn lại cư nhiên bị một nữ hài tử cự tuyệt. Cái này sao có thể được? Này, ta nói ngươi đến cùng có xấu hổ hay không a? Ngươi không có nghe gặp Thi Âm đều nói đối với ngươi không có hứng thú sao, lại còn như thế mặt dày mày dạn lại ở chỗ này, ai, thực sự là người tới tiện thì không địch. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên từ hắn bên tai vang lên một đạo diễu cợt thanh âm. Nhất thời làm Trịnh Khuông Nghĩa sắc mặt âm trầm. Ngươi nói cái gì? Chỉ thấy hắn một bên cầm lấy Quan Thi Âm cánh tay, một bên căm tức nhìn Trần Phi, khiển trách. Ta nói, ngươi chính là cái tiện nhân, người tới tiện thì không địch. Trần Phi đương nhiên không thèm quan tâm đối phương uy hát yêu ta, diễu cợt nói, một tay bỗng nhiên chụp vào Trịnh Khuông Nghĩa vai. Ngươi,
ngươi xác định ngươi biết ta và vị tiểu thư này là quan hệ thế nào? Đừng cái gì đều xem không hiểu tình thế, tự mạc danh kỳ diệu lao tới anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi coi là vật gì vậy? Trịnh Khuông Nghĩa gặp Trần Phi lại dám như vậy chào phúng hắn, nhưng lại vươn một tay chộp vào trên bả vai của hắn, nhất thời trong lòng tuôn ra một cơn tức giận, thế nhưng, hắn lại tựa hồ như không muốn ở giai nhân trước mặt lộ ra bản thân đáng ghê tởm một mặt, bởi vì như vậy sẽ giảm bớt mình ở đối phương trong lòng phần ấn tượng, sở hữu lại mạnh mẽ nhẫn nại xuống tới, nhìn Trần Phi nhãn thần lạnh lùng uy hát yêu ta nói. Ta là vật gì còn không dùng ngươi quan tâm, ta nói, trước buông tay đi. Trần Phi nghe vậy khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt cười nhạt, chợt chộp vào đối phương vai cái tay kia nhẹ hơi dùng lực một chút, đối phương sắc mặt ngay tức khắc tự thay đổi, chộp vào Quan Thi Âm cánh tay năm ngón tay ngay tức khắc buông lỏng ra. Ngươi, 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 tiểu tử, ngươi có biết hay không ta Trịnh Khuông Nghĩa là ai? Trịnh Khuông Nghĩa bị đau bưng bản thân vai, quát lạnh. Hắn lúc này là thật phẫn nộ rồi, phải biết rằng hắn Trịnh Khuông Nghĩa là ai? Đây chính là toàn bộ Bắc Sơn thị trên đường đều có tiếng tăm lừng lẫy đại ca cấp bậc nhân vật, vô luận là đi tới chưa, cũng không có ai dám như thế không để cho hắn Trịnh Khuông Nghĩa mặt mũi, nhưng là bây giờ, hắn lại cư nhiên bị một cái nho nhỏ hơn 20 tuổi thanh niên nhân mạo phạm. Đây quả thực là đại bất kính, là đối với hắn Trịnh Khuông Nghĩa nhục nhã. Quan Thi Âm thấy tình cảnh này cũng hơi có chút mặt cười biến sắc. Bởi vì tuy rằng hắn cũng không biết cái này mặt dày mày dạn dây dưa mình Trịnh Khuông Nghĩa, đến tột cùng là thân phận gì. Thế nhưng đoạn thời gian trước hắn đã thấy quá đối phương đi theo phía sau một đoàn bảo tiêu, hơn nữa còn là cái loại này trên người xăm theo dọa người hình xăm, vừa nhìn tự biết không phải là hàng tốt gì tên. Ngươi là ai? Ta đương nhiên biết, không phải là một muốn ăn thiên Nga con cóc sao? Bất quá lão huynh, ngươi hạ lần tuyển định mục tiêu trước có đúng hay không hẳn là trước chiếu soi gương. Chỉ ngươi cái này mặt mày, có đúng hay không có chút quá lạc hậu rồi. Thế mà Trần Phi lại vẫn như cũ chỉ là chào phúng vậy cười cười, chợt vẻ mặt làm trò ngược mở miệng. Đừng nói hắn không biết đối phương đến tột cùng là ai, có thể mặc dù là đã biết, có thể thế nào. Lấy hắn hiện nay trình tự cùng thực lực căn bản cũng không biết sợ, vì vậy, quản mẹ là ai. Đều trước trở thành dây anten bảo bảo rồi hãy nói. Con cóc, phốc suy. Quan Thi Âm nghe vậy nhìn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười, cặp kia nguyệt nha bàn cười mắt làm người ta trong lòng ngứa một chút không được. Mà Trịnh Khuông Nghĩa nghe vậy lại sắc mặt chợt biến, rốt cục hiện ra lau một cái vặn vẹo thần sắc dữ tợn, mắt lộ ra hung quang nói tiểu tử, người muốn chết có đúng hay không? Nói nhấc chân hướng về phía Trần Phi cái bụng đạp tới. Trần tiên sinh cẩn thận. Quan Thi Âm thấy thế thiếu nụ cười trên mặt nhất thời trệ ở, nguyệt nha bàn ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Ta nói chỉ ngươi cái này ba chân mèo công phu còn muốn theo ta động thủ, có đúng hay không có điểm quá ngây thơ rồi. Thế mà Trần Phi nhưng căn bản không đem đối phương một cước kia không coi vào đâu, chỉ thấy kỳ nhẹ nhàng cười, bỗng nhiên một cái tát hung hăng phiến ở đối phương trên mặt, sau đó còn thuận thế rơi xuống cổ đối phương trên nhẹ nhàng nắm chặt, nhất thời Trịnh Khuông Nghĩa không chỉ có nghĩ trên mặt nóng hừng hực đau đớn, trên cổ hoàn hảo giống như bị năm cây lạnh như băng thiết điều kẹp lấy vậy, làm hắn trong nháy mắt hô hấp gấp gáp. Đôi mắt co rút lại, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu dường như đậu tương bàn cồn cồn đi xuống mặt rơi. Buông tay, con mẹ nó ngươi để xuống. Hắn cuồng loạn sắc mặt trắng bệch nói. Ừ, Trần Phi nghe vậy khẽ nhíu mày, lòng bàn tay trong lúc đó lực đạo thoáng lớn mấy phần. Để xuống, buông tay, xin lỗi, cầu ngươi buông tay a. Cảm giác được cái cổ gian truyền đến hít thở không thông vậy áp lực, Trịnh Khuông Nghĩa tựa hồ rốt cục sợ, run giọng cầu xin tha thứ. Không gọi, Trần Phi thấy thế, ngược lại cũng cười nhạt buông lỏng tay ra. Trên thực tế hắn lúc đầu cũng không nghĩ tới đem đối phương thế nào, chỉ là đối phương miệng kia ba hơi có chút bẩn, hắn mới nhịn không được muốn giúp đối phương dọn dẹp một chút. Dù sao thân phận của hắn bây giờ cũng chính là cái hộ hoa sứ giả, ừ, chính là như vậy meo meo. Tiểu tử, người có gan, đợi cho Trần Phi buông tay ra sau, Trịnh Khuông Nghĩa lấy tay bưng cái cổ há mồm thở dốc. Sắc mặt dữ tợn dùng tay chỉ Trần Phi phẫn phẫn nộ quát, phảng phất là nộ tới cực điểm. Chớ nhìn hắn lúc này chật vật như vậy, có thể hắn Trịnh Khuông Nghĩa lại xác xác thật thật là cái này Bắc Sơn thị trên đường đại lão cấp nhân vật khác, chưa từng đã bị như vậy xâm phạm cùng vũ nhục. 20 năm trước, Trịnh Khuông Nghĩa phụ thân sáng lập Hắc Y Giúp, chính là đương đại Bắc Sơn thị cường đại nhất, kinh khủng nhất dưới đất Hắc Bang tổ chức, chỉ là sau lại phụ thân hắn nhưng bởi vì cường long hổ báo đường đến.
mà Tráng Niên mất sớm, vì vậy Trịnh Khuông Nghĩa khi hắn rất lúc còn trẻ đã thừa kế nghiệp cha, tiếp nhận phụ thân hắn danh hạ sở hữu sản nghiệp, bao quát nhận không ra người dưới đất Hắc Y giúp. Dĩ nhiên, khi đó rất nhiều người cũng không nhìn tốt hắn, thậm chí còn có chút dụng tâm kín đáo lão gia này ở lúc đó hưng phong tác loạn, ý đồ đem tuổi quá trẻ Trịnh Khuông Nghĩa đuổi dưới đại lão vương tọa, bản thân tiếp quản Hắc Y giúp. Chỉ là, tại nơi cái Hắc Y giúp Tần Lâm tan rã hỗn loạn thời kỳ, lúc đó tuổi quá trẻ Trịnh Khuông Nghĩa lại dùng hắn thiết huyết cùng với không chút nào nhớ tình xưa, nhưng tất cả mọi người thấy được hắn thủ đoạn tàn khốc. Sở hữu không có hảo ý người toàn bộ cho trấn áp, một cái đều không chạy mất. Toàn bộ cắm. Mà hết thảy này, cũng để cho tất cả mọi người ý thức được tiểu tử này có thể cùng hắn đã Tráng Niên mất sớm cha vậy, giết cái giết người không chớp mắt nhân vật hung ác, có tư cách thống lĩnh Hắc Y giúp. Sau phát triển tự nhiên cũng như điện ảnh trong nhân vật chính đãi ngộ vậy, nguyên bản Bắc Sơn thị lớn nhất dưới đất Hắc Bang tổ chức Hắc Y giúp, tuy rằng bị cái kia cường đại đến thái quá quá giang long hổ báo đường hung hăng áp chế, nhưng cũng không có bất kỳ thế lực nào, bất luận kẻ nào dám khinh thường bọn họ, vững vàng cầm giữ Bắc Sơn thị đệ nhị đại bang phái địa vị. Mà hôm nay, Trịnh Khuông Nghĩa sớm đã qua 30 tuổi, tại nơi cái bị người kính úy Hắc Bang đại lão vị trí đủ ngồi vững vàng 7-8 năm, tự nhiên không thể tránh sinh ra tùy tâm sở dục tâm, vô cùng cuồng ngạo. Nhưng bây giờ, hắn đường đường Hắc Y giúp long đầu đại lão, vừa rồi lại bị một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân bóp cổ, thiếu chút nữa nhanh hít thở không thông, điều này làm cho hắn có thể nào đủ tiếp thu. Tiểu tử, tốt, ngoại trừ 7-8 năm trước, tại đây Bắc Sơn thì còn không ai dám đối với ta như vậy làm càn. Ta khuyên người tốt nhất ngay tức khắc nhanh lên rời đi nơi này, bằng không, chúng ta đi nhìn. Bất quá Trịnh Khuông Nghĩa ngược lại cũng thông minh, biết Trần Phi thân thủ có thể dễ dàng đưa hắn treo lên đánh, vì vậy bỏ lại một câu ngoan thoại tựu ma lưu lăn đi. Chỉ là hắn rời đi lúc cái loại này âm ngoan ánh mắt, cộng thêm rất trong lời nói giấu kín hung ác, lại câu đều tỏ rõ chuyện này hiển nhiên sẽ không như vậy tựu kết thúc. Cái kia, Trần Tiên Sinh cảm ơn ngươi, nếu không lời của ngươi, ta cũng không biết cũng bị ghét tên dây dưa tới khi nào ni. Đợi được Trịnh Khuông Nghĩa vẻ mặt âm trầm ma lưu lăn đi vào thang máy, trước vẻ mặt kinh hoàng quan thi âm lúc này mới thật to thở dài một hơi, hướng về Trần Phi nói cảm tạ. Bất quá đang nói một tất, hắn lại có một ít lo lắng mở miệng nói bất quá hắn mới vừa nói những lời này. Trần Tiên Sinh, không quan hệ sao? Ta lần đầu tiên ở phi trường nhìn thấy hắn thời gian, thấy hắn đi theo phía sau 7-8 cái loại này hung ác bảo tiêu, hơn nữa vừa nhìn chính là cái loại này. Hắc xe sẽ. Đối với hắn loại này phổ phổ thông thông đài truyền hình người nữ chủ trì, cái loại này cả người văn đầy dọa người hình xăm đầy mặt dữ tợn hung ác tên, đương nhiên rất có lực đánh vào, vì vậy kỳ thực trong lòng nàng lúc này cũng rất sợ. Xã hội đen, quan tiểu thư đừng lo lắng, bọn họ cũng không dám tới đây loại xa hoa tiểu khu nháo sự đi. Rồi hãy nói, không phải là còn có cảnh sát sao? Chút lòng thành kéo, Trần Phi tự nhiên không thèm để ý chút nào nói. Cái gì, xã hội đen, hắn liên nghe tiếng toàn thế giới hương cảng xã đoàn đều dễ dàng giết một đứa tiến bảy ra, đến mức cái gì Bắc Sơn thì cái gọi Hắc Bang bang phái, quên đi, còn là đừng nói giỡn. Tới một người hắn đều có thể đánh một đôi, đến 10 người thẳng thắn đều có thể trực tiếp đưa bọn họ đoàn diệt, dễ dàng làm việc gọn gàng. Vậy được rồi, dù thế nào, ngày hôm nay chuyện này cảm ơn ngươi. Còn có, nếu không ngươi liền kêu ta thi âm đi. Ta chung quanh bằng hữu đều là gọi ta như vậy. Có lẽ là vừa rồi vừa ra hộ hoa sứ giả tiết mục sâu quan đại mỹ nữ Phương Tâm, vì vậy, hắn lúc này cư nhiên chủ động kéo vào mình và Trần Phi quan hệ giữa. Mặt cười ửng đỏ, một đôi mắt cười đến giống như Nguyệt Nha Bàn. Đó là đương nhiên tốt rồi, thì âm, nếu không ngươi về sau cũng thẳng thắn gọi tên ta đi, nếu không cảm giác là lạ. Bất quá, quan thì âm, quan thế âm, ngươi tên này thật đúng là thật lợi hại. Đại từ đại bi quan thế âm Bồ Tát, ha ha ha. Trần Phi nghe vậy tự nhiên cười gật đầu, bỗng nhiên lại trêu ghẹo nói. Không sai. Quan thế âm, quan thế âm. Xem hắn ngay từ đầu nghe được cái tên này thời gian, đã cảm thấy tên này quả thực như bức a, trong truyền thuyết đại từ đại bi quan thế âm Bồ Tát. Chỉ là ngay từ đầu bọn họ còn không có quen như vậy, vì vậy hắn cũng không biết xấu hổ lấy ra nữa nói, đến mức hiện tại nha. Đương nhiên là để tăng giữa bọn họ hữu nghị lạc, hì hì. Ai, đừng nói nữa, ta tên này cũng không biết bị người cười bao nhiêu lần. Còn chưa phải là mẹ ta là tin Phật, đương sơ không phải cho ta lấy cái tên này,
nói có thể có được Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ. Quả nhiên, vừa nghe đến cái này cha, ngay cả Quan Thế Âm đại mỹ nữ cái loại này thành thục độc lập tính cách, lúc này cũng không khỏi có chút mặt cười gạt ra đống lớn phiền muộn. Phải biết rằng bây giờ mọi người là rất bát quái, lại hơn nữa hắn còn miễn miễn cường cường cũng coi là cái nhân vật công chúng, là đài truyền hình người chủ trì, vì vậy bình thường sẽ có bạn trên mạng ở hắn trước sở đã làm tiết mục địa chỉ trang web nhắn lại bản trên, nhắn lại trêu chọc tên của nàng. Vì vậy dần ra, nàng đều nhanh điên rồi, ngay cả cặp kia mê người Nguyệt Nha bàn cười mắt đều buồn bực nhíu chung một chỗ, như là một đang ở xanh muộn khí tiểu kim mao chó. Phốc suy, nói không chừng mẹ ngươi là thật để xin chào, trên đời này thế nhưng có rất nhiều thứ đều nói không rõ, tỉ như, bản đại thiếu võ công. Hát hát hát, thấy tình cảnh này, dĩ vãng tình thương vi số âm Trần đại thiếu ngày hôm nay cư nhiên lại khai khiếu, nhãn lực kính nhi thẳng phá thiên tế, khóe miệng cong lại, một cái kinh điển Lý Tiểu Long OSS tiện tay sẽ, được kêu là một cái huyễn khốc, tiêu sái. Ha ha, Trần Phi ngươi thật đúng là đùa. Bất quá, ngươi có phải thật vậy hay không biết võ công a? Ta xem ngươi vừa rồi cư nhiên lợi hại như vậy, cứ như vậy vỗ, một chảo, thật là chết thảo nhân ghét tên đã bị chế phục. Quan Thi Âm nhìn không được che miệng cười ha ha, không nghĩ tới Trần Phi đột nhiên trở nên thú vị như vậy, Nguyệt Nha bản cười mắt rất lóe sáng. Hơn nữa không chỉ có như vậy, hắn ở Trần Phi nhắc tới võ công hai chữ này thời gian, còn cư nhiên làm người ta ngoài ý muốn biểu hiện ra rất lớn lòng hiếu kỳ, thậm chí còn lém lỉnh nghiêm trang tự mình xuất thủ, học Trần Phi trước ở giữa không trung bỉ hoa vài cái, tràng diện thật đẹp câu người không muốn không muốn. Phốc suy, tốt rồi, ta nói Quan Thi Âm đại mỹ nữ, ngươi không phải nói muốn mời ta ăn cơm không? Lẽ nào chúng ta ở nơi này bên ngoài ăn? Trần Phi nhịn không được cười ra tiếng, sau đó làm bộ nghiêm trang mở miệng nói. À, cái gì đó? Cơm có cái gì tốt thức ăn, hành? Vậy nếu không, chúng ta tự vào đi thôi. Quan Thi Âm một bị Trần Phi đã quấy rầy đến đã biết sao tốt hăng hái, nhất thời ngay tức khắc nhịn không được khịt khịt mũi, bất mãn hừ hừ ra. Nhưng lập tức hắn lại đột nhiên có chút đỏ mặt, bởi vì nàng lúc này mới nhớ tới, nàng và Trần Phi, hình như vừa mới nhận thức. Thấy thế, Trần Phi nhịn không được âm thầm cười, trên mặt nhưng vẫn là nghiêm trang dáng dấp. Quả nhiên a, bản đại thiếu cái này lạt mềm buộc chặt liêu muội kỹ xảo còn là bảo đao chưa lão tích. Giang hồ tuy rằng không gặp ca thân ảnh, nhưng vẫn là có ca truyền thuyết kéo. Đây chính là ta thuê phòng, mời đến đi. Một lát sau, Quan Thi Âm mở ra bản thân chỗ ở cửa phòng. Trần Phi nhất thời rất ánh mắt tò mò đi vào trong biên trộm phiêu, phát hiện đây là một gian rất điển hình độc thân nhà trọ kết cấu phòng ở, toàn bộ mặt mũi phòng chừng tối đa cũng chỉ có 3-40 bình phương, nhưng là lại bố trí thập phần ấm áp, không có lại để cho người thoạt nhìn trước mắt sáng ngời năm màu đồ án, đồng thời cũng có phảng phất là tràn đầy tính trẻ con âu thức lụa trắng phấn hồng giường lớn. Trừ lần đó ra, Trần Phi còn chú ý tới ở căn phòng này tử nội duy nhất cũng coi là tương đối rãnh rỗi khoáng khu vực, bất ngờ để một tòa kiểu mới chạy bộ cơ, mặt trên đắp một cái phần phật vòng cùng với một cây màu hồng nhảy dây. Thấy tình cảnh này, Trần Phi khóe miệng hơi buộc vòng quanh lau một cái tiêu ý, bỗng nhiên nói Thi Âm, xem ra ngươi rất thích màu hồng a. A, làm sao ngươi biết? Quan Thi Âm nghe vậy ngẩn ra, không hiểu có chút tiểu hoảng loạn, nhưng là nghi ngờ nói. Đương nhiên là nhìn ra được lạc, người xem cái giường này, cái này cây nhảy dây, còn có tường này trên lấy màu hồng làm chủ bích họa đồ án, còn ngươi nữa trên chân mặc cái này song vận. Trần Phi nói bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện ánh mắt của mình lại len lén liếc lên cặp kia gần như hoàn mỹ tỷ lệ hai chân, đặc biệt tại nơi điều bó sát người quần vận động hoàn mỹ phù hợp tân trang dưới, sở hiện ra làm người ta trái tim bang bang nhảy tu sửa CSNG, quả thực làm cho khó có thể tự ức. Này, ngươi nhìn cái gì chứ? Quan Thi Âm ngay từ đầu còn nghi hoặc Trần Phi nói thế nào nói bỗng nhiên tự dừng lại, mà khi hắn tiếp chạm đến Trần Phi lóe lên mâu quang, chợt hình như hiểu, mặt cười hơi đỏ bừng gắt giọng. Chỉ là thanh âm kia lại càng ngày càng nhỏ thanh. A, xin lỗi, kìm lòng không đậu. Trần Phi chuyện phiếm loạn kéo giải thích, cuối cùng là miễn cưỡng đem phần này xấu hổ che giấu xuống phía dưới. Nếu không ngươi ngồi trước một hồi đi. Bên kia có máy nước uống cùng ly giấy, ngươi nếu khát nước nói, tự mình rót. Ta trước nấu ăn nấu cơm, Quan Thi Âm phỏng chừng cũng hiểu được hơi chút có như vậy một tia xấu hổ, vì vậy xoay người làm bộ đi chủ phòng lò bếp trên mang hoạt. Chỉ là hắn lại vừa mới vừa đi tới lò bếp bên cạnh,
Nguyệt Nha Bàn con mắt đẹp tùy tiện như vậy đảo qua, chợt ngoài ý muốn kêu lên, ai nha, phá hủy, ta đã quên. Thi âm, chuyện gì xảy ra? Trần Phi nghe được thanh âm này tự nhiên nhịn không được hỏi. Cái kia, ta hình như quên mua tương du cùng muối. Lúc đầu vừa rồi dưới lúc đi đón người nói thuận tiện đi mua, kết quả, ta quên. Quan Thi Âm có chút ngượng ngùng nói rằng. Cái này giản đơn, người ở nhà chờ ta sẽ, chỉ cần tương du cùng muối đúng không? Ta xuống phía dưới mua. Trần Phi nghe vậy cười cười, đứng lên nói. Ừ, nếu không nhiều hơn nữa mua hai cái trứng gà. Quan Thi Âm trước hoàn hảo giống như có chút không tốt lắm ý tứ, sau đó hoặc như là đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng về đang ở đổi giày Trần Phi nói. Chỉ là nói vừa xong, hắn lại có một ít đỏ mặt, dù sao nào có hắn xin đừng người đến nhà mình ăn, còn muốn khách nhân mang hoạt đạo lý. Nha, thực sự là, thật là mất mặt a. Quan Thi Âm sở mướn ở cây cao su lâm tiểu khu coi như là tương đối có đẳng cấp, chung quanh nguyên bộ phương tiện vô luận là siêu thị, chợ bán thức ăn, nhà hàng tiệm cơm, trạm xe buýt đài chờ đều đầy đủ mọi thứ, vì vậy Trần Phi cũng không cần chạy nữa đi chỗ rất xa mua tương du, muối, còn có trứng gà. Ngay tiểu khu phía ngoài bên trong siêu thị thì có. Mà đúng lúc này, Quan Thi Âm quan đại mỹ nữ chính không có hình tượng chút nào ghé vào màu hồng trên giường lớn, một trương trắng nõn không tì vết mặt cười đỏ rực, như là còn đang là chuyện lúc trước mà cảm thấy không có ý tứ. Chỉ là đúng lúc này điện thoại di động của nàng chợt vang lên. Tâm tư còn có chút mơ mơ màng màng, Quan Thi Âm xem cũng không thấy liền nhận. Thi Âm a, nghe nói người cùng Phi Ca cùng một chỗ. Cảm giác thế nào? Bên đầu điện thoại kia cư nhiên truyền đến Cố Phi Song thanh âm, trêu chọc giọng trong hơi một ít dị dạng. Chỉ là Quan Thi Âm mình bây giờ đều mơ mơ màng màng, đầy đầu đều ở đây, cảm giác mình có chút mất mặt, ngược lại cũng không phát giác ra được bản thân tốt khuê mật trong giọng nói dị dạng, theo bản năng nói rằng ngươi nói Trần Phi a, ừ. Người khác còn thật không tệ. Đó là dĩ nhiên, nếu không Phi Ca hai lần giúp ta, ta hiện tại cũng không biết phải làm gì ni. Người ở đây Bắc Sơn bên kia đã dàn xếp xuống sao? Công tác giao tiếp thế nào? Bên đầu điện thoại kia Cố Phi Song như là dương dương đắc ý nói rằng, sau đó lại thập phần quan hệ mở miệng nói. Đương nhiên đã dàn xếp tốt rồi, chỉ là bên này nhưng thật giống như cũng có cái tiện nữ nhân xem ta không vừa mắt. Ta hôm qua mới lần đầu tiên đi báo danh tự nhằm vào ta, nha, thực sự là. Bất quá, Cố Phi Song đồng chí người giọng điệu này tựa hồ có điểm không đúng lắm a. Nói mau, thành thật khai báo, người có đúng hay không cùng cái kia Trần Phi xảy ra chút gì? Ừ tương đương. Cố Phi Song liên tục hai lần giọng nói có chút chừng mực, Quan Thi Âm mặc dù là trễ nải nữa, lúc này cũng phát hiện, theo trên mặt hiện ra hiếu kỳ bảo bảo thần sắc, giọng nói lại như là hạ lóc trinh thám, nghiêm trang. Nha, nào có, Thi Âm ngươi đừng loạn có chịu không? Ta chẳng qua là cảm thấy Phi Ca giúp ta nhiều lần như vậy, vì vậy trong lòng đặc biệt cảm kích hắn mà thôi. Cứ như vậy, ngươi chớ nói lung tung. Bên đầu điện thoại kia Cố Phi Song giọng trở nên càng không thích hợp lên, giống như là mặt cười đỏ rực, dùng một loại gạo nếp vậy nhỏ giọng âm ngượng ngập nói. Nha nha, hoa si Cố Phi Song, ngươi không biết là thực sự kịch truyền hình thấy nhiều rồi đi. Cái gì cảm tạ hắn giúp ta nhiều lần như vậy, trong lòng đặc biệt cảm kích hắn. Ngươi xem ta tin hay không, này, Phi Song, ngươi không biết là thực sự thích hắn đi. Tuy rằng hắn cũng tốt giống như quả thực rất, Quan Thi Âm nói cư nhiên thiếu chút nữa nói lỡ miệng, hoàn hảo đúng lúc phanh lại dừng lại. Rất cái gì, này, Thi Âm ngươi đừng nói chuyện chỉ nói phân nửa a. Cố Phi Song gặp Quan Thi Âm nói ấp a ấp úng, ngay tức khắc nghi ngờ nói. A. Cũng không có gì nữa, cũng chính là hắn vừa rồi đuổi đi một cái ghét tên, thoạt nhìn hình như biết võ công hình dạng, rất em mờ an. Quan Thi Âm nghe vậy tuy rằng nhẹ bỗng nói, nhưng cũng mặc danh kỳ diệu trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi một màn, không khỏi một đôi xinh đẹp hai mắt biến thành nguyệt nha, giống như là bảo thạch vậy, tràn đầy mị lực. Cắt, đó là dĩ nhiên, ta đều nói Phi Ca hắn rất lợi hại. Ta phỏng chừng tầm thường 3 năm cái bảo tiêu đều khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Ngươi tin hay không? Vừa nghe đến Quan Thi Âm khoa Trần Phi rất em mờ an, bên đầu điện thoại kia Cố Phi Song nhịn không được tiểu ý dạng nhưng mà lên, hăng hái bừng bừng mở miệng nói. Hắn đương nhiên còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước phát sinh ở trên phi cơ một màn kia. Lạc Thiên Kỳ mập mạp chết bầm ít nói cũng có 200 cân đi lên, lại bị Trần Phi một cước tựu cho đạp bay, rơi thất điên bát đảo, làm sao có thể không lợi hại. Uy,
Hoa Si A, Hoa Si A, Cố Phi song ta phát hiện ngươi bây giờ là thực sự không cứu, ngươi đây là phát tình sao? Nghe đến đó, Quan Thi Âm nhịn không được trêu nói. Phi, ngươi mới phát tình ni, Thi Âm ngươi nhớ kỹ, Phi ca tính cách rất tốt, bất quá chỉ là muốn nhớ kỹ một điểm, nghìn vạn chớ cùng hắn đối nghịch, bằng không đáng tin sẽ cũng xui xẻo. Ta bên này muốn bắt đầu chụp làm trò, tự cúp trước. Bên đầu điện thoại kia Cố Phi song vội vã cúp điện thoại. Nha, tiểu nha đầu này cuộn phim dài bản lãnh, lại dám trước đeo cô nãi nãi điện thoại. Quan Thi Âm nghe được bên tai truyền tới đô đô thanh, nhất thời có chút bất mãn nói lầm bầm. Người lại té nằm màu hồng trên giường lớn một trận lém lỉnh đờ ra, có chút mơ hồ trong óc lộn xộn hồi tưởng vừa rồi, Trần Phi vì hắn hành động hộ hoa sứ giả một màn kia, còn có, tên sắc lang đó nhìn lén mình đại chân dài một màn kia. Suy nghĩ một chút hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Có đẹp mắt như vậy sao? Các ngươi cái này xú nam nhân, mỗi lần đều thích lén lén lút lút nhìn lén ta chỗ này. Quan Thi Âm non mềm ngón tay nhẹ nhàng mà ở hắn cặp kia mê người đại chân dài trên lướt qua, tùy theo phập phồng hoàn mỹ đường cong giống như là trời cao ban tặng vậy, tràn đầy co giãn, cũng tràn đầy đồng thoại vậy ma lực. Bởi vì nếu là có nam nhân có thể ở đây nhìn thấy một màn này nói, sợ rằng sẽ nổi điên. Mà hắn nhưng chỉ là dường như lóe sáng bảo thạch vậy hai mắt nguyệt nha bàn cười cười, có chút bất mãn độc thoại bĩu môi. Lão bản, tính tiền. Bên kia, ngay Trần Phi ở siêu thị đang chuẩn bị tính tiền thời gian, hắn chợt phiết đến cách đó không xa có một thần sắc cực kỳ bất thiện tên, chính vẻ mặt hung ác tướng hướng hắn cười lạnh đi tới. Mà ở người nọ bên cạnh, còn lại là một tả một hữu hai cái thoạt nhìn rõ ràng rất khôi ngô tên. Cánh tay trên bắp thịt đều cùng trong tivi diễn này siêu cấp bảo tiêu vậy, trước ngực phình cơ ngực cũng đem trước người màu đen tê tuất băng bó quá chặt chẽ, vừa nhìn chính là luyện gia tử. Chu vi không ít người đều sợ hãi tránh được. Rất hiển nhiên, vẻ mặt hung ác tướng nam tử, chính là trước bị hắn một trận giáo huấn Trịnh Khuông Nghĩa. Người này là tìm giúp đỡ tới. Thực sự là âm hồn không tiêu tan a. Trần Phi có chút im lặng nỉ non một câu, chợt sắc mặt bình thản trả tiền. Hướng về siêu thị lão bản vừa cười vừa nói lão bản, đồ vật trước thả ngươi cái này, ta đợi sẽ tới cầm. Tiểu tử, cẩn thận một chút, siêu thị lão bản hiển nhiên là cái nhiệt tâm người, thế nhưng hắn nhưng vẫn là không dám trêu chọc chỉ là tư thế cũng rất dọa người Trịnh Khuông Nghĩa đoàn người, cuối cùng chỉ sẽ nhỏ giọng như vậy nói một câu nói, nhượng Trần Phi bản thân cẩn thận. Ừ, ta đã biết. Trần Phi gật đầu cười, chợt xoay người hướng về đã đi tới hắn thân trước mặt. Vẻ mặt hung ác bộ dáng Trịnh Khuông Nghĩa thản nhiên nói ta nói ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu tan a. Ai, quên đi, qua bên kia công viên đi, người bên kia ít một ít. Trịnh Khuông Nghĩa vừa nghe Trần Phi cái này không kiên nhẫn giọng nói, phản xạ có điều kiện chính là giận dữ, bất quá hắn nhưng vẫn là kiềm chế ở tâm tình của mình, ánh mắt nhìn lướt qua chu vi, chợt khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng nói tiểu tử thối, vậy như ngươi mong muốn. Ngày hôm nay ta xem ngươi chạy đàng nào. Chạy. Trần Phi nghe vậy nhìn lướt qua đối phương bên cạnh hai người kia, chợt khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt giễu cợt nói ngươi chỉ sợ là suy nghĩ nhiều quá, chỉ bằng hai người bọn họ. Ngươi! Hai tay Trần không nghĩ tới bản thân hai người cũng đích thân tới, Trần Phi còn con này một cái chừng 20 tuổi, gầy yếu cùng cái con gà con tử tựa như thanh niên nhân, lại còn dám lớn lối như vậy, ở hai người bọn họ trước mặt biểu hiện ra như vậy tư thái cuồng ngạo, chợt trong ánh mắt hiện ra lạnh ý lão bản. Đợi ta nghĩ cắt đứt chân của hắn. Vậy cũng chớ cho ta khách khí. Đã xảy ra chuyện gì đều từ ta Trịnh Khuông Nghĩa chịu trách nhiệm. Nghe vậy, Trịnh Khuông Nghĩa khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Bắc Sơn thị trưởng Trinh đường cây cao su lâm tiểu khu phụ cận công viên, còn chưa tới buổi tối mọi người tản bộ thời gian tốt nhất, vì vậy cái chỗ này bây giờ người đi đường qua lại còn không nhiều. Trần Phi, Trịnh Khuông Nghĩa đám người ở tiến nhập chỗ ngồi này công viên sau. Tự thẳng tắp hướng về ít người hẻo lánh địa phương đi. Thật đúng là đừng nói, tiểu tử ngươi nhưng thật ra rất trên nói. Cố ý mang chúng ta tới đây loại công viên hẻo lánh góc, là muốn quỳ trên mặt đất cầu ta bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi yên tâm, ngươi nếu đồng ý quỳ xuống nói, ta Trịnh Khuông Nghĩa cũng là có thể cân nhắc bỏ qua cho ngươi nga, ha ha ha. Làm Trần Phi bọn người ngừng sau, vẻ mặt cuồng ngạo Trịnh Khuông Nghĩa tiện tay bỏ qua tàn thuốc, dùng chân hung hăng đạp đạp. Càn rỡ cười to nói. Phải biết rằng, hắn Trịnh Khuông Nghĩa thế nhưng Bắc Sơn thị trên đường tiếng tăm lừng lẫy hắc y giúp đại lão. Đỉnh đầu không chỉ có hai nhà cấp 4 sao tửu điếm, ngũ gia cây TV,
Tam gia giả tổng hội, cái khác chân dục tắm rửa tiệm cái gì loạn thất bát tao càng một đống lớn, từ lâu cũng coi là đại lão trong thành công giặt trắng cọc tiêu nhân vật. Chỉ là ngày hôm nay hắn nhưng ở Trần Phi trên tay ăn biết, đương nhiên muốn lập tức tìm trở về. May là ngày hôm nay hắn vừa vặn đi theo mang theo bên trong bang nghiêu bức nhất hai cái kim bài đả thủ, hơn nữa cái kia chết tiệt tiểu tử còn không có chạy. Đương nhiên thật tốt giáo dục một chút hắn một phen. Được rồi, ta nói ngươi không trang bức có thể chết sao? Cũng chỉ có hai cái này ngu xuẩn không người khác, muốn mặc kệ các ngươi một khối lên đi, ta không có thời gian. Sau đó Trần Phi nhưng thật giống như căn bản là không có giảng bọn họ không coi vào đâu, như vậy khinh miệt không kiên nhẫn nói rằng, nhất thời làm Trịnh Khuông Nghĩa mang tới kim bài đả thủ giận dữ. Mẹ, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ lại nói chuyện với người nào? Tin hay không lão tử cắt đứt chân của ngươi? Một người trong đó vẻ mặt hoành nhục tên nhất thời hung ác xông lên, hướng về Trần Phi một miệng thối nói. Không vội. Thế nhưng Trịnh Khuông Nghĩa lại vào lúc này bỗng nhiên đưa tay ngăn cản hắn, sau đó dùng một loại ngoạn vị cười nhạt khinh miệt nhìn Trần Phi tiểu tử, nói thật, ta Trịnh Khuông Nghĩa đã thật lâu chưa thấy qua ngươi lớn lối như vậy người. Bất quá kiêu ngạo về kiêu ngạo, dù sao cũng phải có một hạn độ. Dù sao ở xã hội này có thể không phải là người nào ngươi đều có thể đủ đắc tội, tỉ như ta, ngươi hiểu chưa? Hắn nói, cư nhiên đột nhiên giở mặt một cước hướng phía Trần Phi một mình đá tới, cái này tiểu bỉ thằng nhãi con cư nhiên làm cho đánh lén. Nhược trí. Nhưng vấn đề là Trần Phi là ai? Đây chính là thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa nhân vật Ngưu Bức, cũng là đường đường tiên thiên cấp bậc cường giả đệ tử, hôm nay kỳ thực lực càng đạt tới luyện khí tam trọng đỉnh. Tự nhiên dễ dàng lại tránh được đối phương một cước này, chợt thoáng giương tay một cái. 3. Trịnh Khuông Nghĩa bừng đau đớn mặt trực tiếp mông. Con mẹ nó ngươi, lại đánh ta mặt. Đương nhiên một tả một hữu đứng ở Trịnh Khuông Nghĩa bên cạnh hai cái hắc y giúp kim bài đả thủ cũng mông. Trần Phi là thế nào xuất thủ? Hai người bọn họ tựa hồ cũng hình như không phản ứng kịp. Phải biết rằng đi theo Trịnh Khuông Nghĩa bên cạnh hai cái bưu hãn hộ vệ áo đen. Đây chính là hiện nay hắc y bên trong bang lợi hại nhất kim bài đả thủ, tương đương với tối có thể đánh. Nhưng bây giờ, bọn họ nhưng ngay cả Trần Phi động tác đều không thấy rõ, lão bản mình, đại lão tự lại bị đánh. Điều này có thể nhường trên mặt bọn họ không nóng lặt nữa, cảm giác mất mặt. Tiểu tử thối, người muốn chết. Vì vậy tự sau đó một khắc, tự thấy bọn họ vẻ mặt hung ác xông tới, cả người cơ thể cốt cách bộc phát ra dọa người kéo kẹt tiếng vang. Mẹ! Cho lão tử giết chết hắn. Đã xảy ra chuyện gì đều từ ta Trịnh Khuông Nghĩa chịu trách nhiệm, đánh cho ta đoạn chân của hắn. Đến mức như vậy bị phiến gương mặt Trịnh Khuông Nghĩa lúc này là thật nổi giận, chỉ thấy thứ nhất tay bưng nóng hừng hực khuôn mặt, một bên sắc mặt dữ tợn giận dữ hét, trong giọng nói mang theo hung ác. Vâng, lão bản. Hai cái hắc y giúp kim bài đả thủ nghe vậy, trên mặt chợt không khỏi nhất tề lộ ra tàn nhẫn màu sắc. Chỉ thấy bọn họ một bên lại hướng phía Trần Phi chậm rãi tới gần, một bên lại tận lực làm ra đong đưa cái cổ còn có bóp quả đấm tư thái, nhếch miệng lên khởi nụ cười tàn nhẫn, thật giống như tự nhận là loại hành vi này rất khốc huyễn, rất bạo lực vậy, một người trong đó hướng phía Trần Phi miệt thị nói tiểu tử thối, lại dám đúng lão bản chúng ta động thủ, người thật đúng là ăn gan hùm mật gấu. Ha ha, cùng hắn nói như thế lời thừa làm gì? Trực tiếp đem tay hắn chân đều cắt đứt. Nhưng hắn kiếp sau ở trên giường bệnh vượt qua. Tên còn lại đồng dạng cười lạnh một tiếng nói. Này, này, các ngươi xem bên kia, là có người hay không đang đánh cái a? Hư, câm miệng cho ta, ngươi không muốn sống nữa. Nhỏ giọng một chút, chớ để cho những người đó nghe. Chúng ta còn là đi nhanh lên đi. Đi cái gì đi, chúng ta trốn xa một chút xem cuộc vui thế nào. Loại này náo nhiệt không có thể như vậy bình thường có thể thấy. Thế nhưng sẽ ở đó hai cái hắc y giúp kim bài đả thủ từng bước ép sát, hướng phía Trần Phi cười lạnh một tả một hữu vây bắt đầu lúc, cách đó không xa lại phảng phất có dần dần nhiều lên người đi đường phát hiện một màn này, vang lên thanh âm xì xào bàn tán. Trong đó có người có vẻ rất hốt hoảng, đương nhiên cũng có người có vẻ hăng hái bừng bừng. Hiển nhiên trên thế giới này đến chỗ nào đều không thiếu hụt người to gan. Thích vô giúp vui thực sự là thiên tính của con người. Mẹ! Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không cho ta mau ra tay? Cho ta phế đi, Trịnh Khuông Nghĩa thấy tình cảnh này nhìn không được sắc mặt âm trầm thúc giục. Cái này nếu chờ một lát nữa người càng nhiều hơn nói, thì phiền toái, vì vậy phải tốc chiến tốc thắng.
Nhưng vấn đề là hắn giọng điệu này hung ác nói đều còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy bị hai kim bài đả thủ vi trụ Trần Phi bỗng nhiên khẽ động, cứ như vậy một quyền một cước, sau đó chợt nghe đến liên tiếp lùi nặng nề nhanh chóng nổ vang thanh, bang bang. Quả đấm của hắn cùng đầu ngón chân hung hăng oanh đánh vào hai cái kim bài đả thủ hông của Gian cùng với ngực. Oanh, oanh. Lại sau đó chính là hai tiếng ầm ầm ngã xuống đất thanh âm, hai cái vóc người cực kỳ hung hãn kim bài đả thủ cứ như vậy ngã xuống. Sắc mặt trắng bệch quỳ dạp trên mặt đất nửa ngày cũng vô pháp đứng lên. A, Nga sao, cái này vãi. Cách đó không xa, này trốn ở góc xem náo nhiệt người đi đường vừa thấy được một màn này, lúc này đều có chồng ba kinh rơi xuống đất cảm giác. Kỳ trong mắt càng giống như kim ngư ánh mắt vậy bạo lồi đi ra, ngơ ngác sửng sốt nửa ngày nói không nên lời nói. Bọn họ cũng không phải người mù, tự nhiên đã sớm nhìn ra, hai cái cả người cơ thể phình hắc y nhân. Nhãn thần biểu tình thoạt nhìn dữ như vậy ác, nhưng lại dĩ nhiên muốn tại đây quang thiên hóa dưới đánh người, tuyệt đối không là thứ tốt gì. Đồng thời hai người kia còn lớn như vậy khổ người, người thường nhìn không theo tựu chột dạ. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại cư nhiên bị một cái thoạt nhìn rất nhu nhược thanh niên nhân ba quyền hai chân sạch sẽ lưu loát đánh ngã đến. Há có thể không cho giật mình. Cái này vãi, thực sự nghiêu bức a. Lẽ nào đây là trong truyền thuyết cao thủ võ lâm? Hoác 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 hoác, ngươi, đến mức mới vừa rồi còn vẻ mặt phách lối Trịnh Khuông Nghĩa, hiện tại cũng hoàn toàn mất hết cái loại này không ai bì nổi kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ, hắc bang đại lão tư thái. Hắn kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ đều bị đè xuống, kinh nếu còn tò te vậy cả người run rẩy chỉ vào Trần Phi, căn bản không thể tin được. Phải biết rằng dưới tay hắn hai người này thế nhưng bên trong bang công nhận kim bài đả thủ, hắn rành mạch từng câu cái này thực lực của hai người. Mặc dù là so ra kém trong truyền thuyết những thần kia bí cổ vũ giả, nhưng ít ra bình thường cái gì quốc tế đồng bài bảo tiêu, quốc tế ngân bài bảo tiêu, coi như là một đối một. Cũng tuyệt không khả năng là đối thủ của bọn họ, nhưng là bây giờ. Vãi cứ như vậy một cái hồn người mặc mấy trăm đồng tiền hàng vỉa hè hàng phổ thông thanh niên nhân, lại cư nhiên đưa hắn hắc y bên trong bang hai viên huy chương vàng đại tướng đơn giản gạt ngã, cái này vãi là đang nói đùa. Trịnh Khuông Nghĩa cảm giác mình sắp điên rồi. Thế nào, như vậy thì không được. Không phải nói muốn đánh gãy tay của ta cùng chân sao, đến a. Đúng lúc này, Trần Phi bỗng nhiên mở miệng cười nói, lại rõ ràng trong giọng nói mang theo trào phúng. Trải qua trước rằng co, sau khi giao thủ, tuy nói hắn quả thực cảm giác được hai cái gọi là hắc bang kim bài đả thủ thực lực tạm được, đoán chừng mới có thể có cái sánh ngang nhị lưu cổ vũ giả trình độ. Nhưng vấn đề là loại tầng thứ này ở hắn hôm nay trong mắt, đã xa xa thiếu nhìn. Nếu không hắn ngày hôm nay tâm tình tốt, cũng không muốn đem mấy người bọn hắn người thường thế nào, hậu quả kia thì không phải là đơn giản như vậy. Ta nói, con cóc tiên sinh, người còn có cái gì? Không chiêu tiếp tục lấy ra đến a, bằng không, tự cái này lưỡng ngu xuẩn thực sự thiếu xem a. Trần Phi liếc mắt một cái lúc này rốt cục có thể miễn cưỡng đứng lên lưỡng đại hán áo đen. Nhếch môi cười to nói. Ngươi nói cái gì, lưỡng hắc y giúp kim bài đả thủ giận dữ, cũng không dám lần thứ hai đơn giản xuất thủ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi cho là hiện tại xã hội này là cái gì, có thể đánh thì ngon. Ngươi có tin ta hay không Trịnh Khuông Nghĩa dễ dàng tìm 10 người trăm cái người cùng ngươi đánh, ngươi nhiều bức nữa, còn có thể một cái đánh 100 sao. Trịnh Khuông Nghĩa nghe Trần Phi như vậy trào phúng bản thân. Tức bể phổi, sắc mặt tái xanh mắng uy hát yêu ta nói. Phải biết rằng hắn Trịnh Khuông Nghĩa là ai? Đây chính là cái này Bắc Sơn thị thế giới dưới đất hắc bang đại lão long đầu. Cái gì kích thước tràng diện chưa thấy qua? Ngươi lại có thể đánh thắng được 10 cá nhân, 100 người. Được rồi, coi như ngươi có thể đánh thắng, lẽ nào ngươi còn có thể cùng thương, súng cùng công nghệ cao đối nghịch? Đương sơ ngươi quá giang long hổ báo đường nghiêu bức nữa. Còn chưa phải là bị đích thân hắn búng không dưới 10 người trong truyền thuyết cổ vũ giả. Cái loại này hoàn toàn là dựa vào công phu ăn cơm mọi người còn như vậy, người một người trẻ tuổi, một tiểu nhân vật. Nghiêu bức nữa có thể nghiêu bức đi nơi nào. Ta Trịnh Khuông Nghĩa còn thật không tin, người có thể so sánh thương súng so với đạn lợi hại hơn. Phải, chúng ta đi tiểu lạc, bất quá trước đó, được trước từ người cái này thu chút lợi tức a. Bất quá Trần Phi ngày hôm nay tâm tình quả thực thật không tệ, chỉ là cái này không óc tên nhưng vẫn như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, làm hắn rốt cục có chút phiền, sắc mặt trầm xuống, hai mắt bắn ra lau một cái ánh mắt âm lạnh. Ngươi,
ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết nếu là ngươi, dám. Trịnh Khuông Nghĩa một đôi trên Trần Phi ánh mắt âm lạnh, nhất thời cảm thấy cả người lạnh lẽo, sắc mặt chợt biến. Chỉ là hắn lần này uy hát yêu ta ngôn ngữ đều vẫn chưa hoàn toàn thốt ra, Trần Phi cũng đã cười lạnh đi tới trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống, mặt mang trào phúng, sau đó vươn tay ra phảng phất tùy ý vậy ở bả vai hắn các đốt ngón tay chỗ gật một cái. Mọi người chợt nghe gặp răng rắc một tiếng, Trịnh Khuông Nghĩa cánh tay kia cư nhiên thoáng cái tựu vô lực buông xuống rơi xuống, trở nên sụi lơ, khiến người sau quá sợ hãi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Trịnh Khuông Nghĩa không nghĩ tới Trần Phi lại dám làm như vậy, trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên âm trầm tới cực điểm, thanh âm hung ác đến cực điểm. Như ngươi nhìn thấy, cũng chính là đem ngươi cái tay này tạm thời phế bỏ mà thôi, coi như một điểm nhỏ tiểu nhân giáo huấn đi. Bất quá, bản đại thiếu còn là kiến nghị ngươi tốt nhất ở trong vòng 3 ngày tìm cái kháo phổ giờ trung y cho ngươi bó xương, nếu không, ngươi cái tay này tự có khả năng thực sự phế bỏ nga. Ha 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 ha. Trần Phi cười ly khai, ở lại tại chỗ Trịnh Khuông Nghĩa đi nhìn không được đánh chiến tranh lạnh, trong ánh mắt hiện ra kinh hoàng, cuồng nộ màu sắc. Cái gì, trong vòng 3 ngày phải tìm cái kháo phổ trung y cho hắn bó xương, nếu không hắn cái tay này tựu thật sự có khả năng bị phế rơi. Cái này khinh người quá đáng. Lão bản chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu tử kia rất lợi hại, chỉ sợ cũng coi là chúng ta bên trong bang tứ đại kim bài đả thủ súng lại. Cũng không thấy là đối thủ của hắn, trừ phi, có thể mời được sư gia tự mình xuất thủ. Một vị ngực còn có Trần Phi giày vết chân hắc y nhân đi tới Trịnh Khuông Nghĩa bên cạnh, vẻ mặt âm lãnh nói. Phải biết rằng, hắn thế nhưng hắc y bên trong bang công nhận tứ đại kim bài đả thủ một trong, nhưng bây giờ nhưng ngay cả một cái hơn 20 tuổi tuổi nhỏ mọi người đánh không lại, đây quả thực có chút quá mất mặt. Thỉnh sư gia xuất thủ, không được, chút chuyện nhỏ này tại sao có thể đi phiền phức sư gia? Thế mà Trịnh Khuông Nghĩa nghe vậy lại không chút do dự lắc đầu, sắc mặt âm trầm hừ lạnh nói hanh. Cũng liền chỉ là đánh không thắng hắn mà thôi, chẳng lẽ còn không có thủ đoạn khác có thể đối phó hắn. Đi thôi, về trước đi đem ta cái tay này nhận trở lại hàng nói. Bọn người kia lần thứ 2 xám xịt lăn đi sau, Trần Phi tự nhiên cũng ngay tức khắc ngựa không ngừng vó chạy vội hồi siêu thị đi, cầm lấy tương du, muối, trứng gà, tại nơi siêu thị lão bản vẻ mặt giật mình vẻ mặt. Ma Lưu Tiểu chạy trở về cây cao su lâm tiểu khu. Dù sao có hắn ở công viên đình lại đoạn thời gian đó, trời biết qua bao lâu, trên lầu vị kia đến cùng chờ phiền không có. Người tại sao lâu như vậy mới vừa về, không biết là lạc đường đi. Quả nhiên, Trần Phi vừa về tới quan thi âm độc thân nhà trọ trong, người nào đó liền dùng một loại không vui giọng lầm bầm. Nói đùa, cũng chính là gọi hắn xuống phía dưới mua cái tương du, muối, trứng gà mà thôi. Không cần phải thời gian dài như vậy đi. Cái này đều gần nửa canh giờ, hơn nữa rõ ràng tiểu khu bên ngoài không phải là có một nhà siêu thị sao. Lẽ nào hắn thật lạc đường, không tìm được. Ngạch, cái này, cái kia, vừa rồi đột nhiên có điểm cái bụng khó chịu, vì vậy tựu, hắc hắc. Trần Phi nghe vậy lúng túng cười cười, trong lúc nhất thời cũng không biết cần giải thích như thế nào, thẳng thắn viện như vậy một cái lấy cớ. Nga, đem đồ vật cho ta đi. Người đi nghỉ trước một chút. Quan Thi Âm nghe vậy nhìn không được mắt trợn trắng, nhưng là quả thực không biết xấu hổ tiếp tục hỏi nữa. Sau đó chỉ thấy hắn vươn trắng nõn hoạt nộn tay, từ Trần Phi trong tay nhận lấy 9 liu mang, xoay người đi hướng lò bếp bắt đầu mang hoạt. Không thể không nói Quan Thi Âm tài nấu nướng của rất tốt, thậm chí có một ít ngoài dự đoán mọi người, vì vậy cũng để cho Trần Phi loại này chủ phòng sát thủ mở rộng tầm mắt kiến thức một thanh. Mà khi bọn hắn ăn cơm tối xong, cũng thu thập tắm xong nồi bát bầu bồn sau, Trần Phi lợi lưu loát tìm đã bị Quan Thi Âm đỏ mặt chạy tới ngoài cửa phòng. Bởi vì giờ khắc này đã không sai biệt lắm, hắn cần phải nhanh một chút thay buổi tối dự tiệc lễ phục dạ hội, trang điểm trang phục một chút, thế nhưng hắn sở mướn ở độc thân nhà trọ nhưng không có dư thừa gian phòng, phòng khách, phòng ngủ, chủ phòng đều dính liền nhau, buồng vệ sinh quá nhỏ cũng không quá hợp. Vì vậy, cũng chỉ có thể ủy khuất Trần Phi một chút. Cứ như vậy, Trần Phi đợi chừng có gần nửa giờ, rốt cục nghe được độc thân nhà trọ cửa bị mở ra thanh âm. Chỉ thấy ăn mặc một khoản hồng nhạt dài khoản gợi cảm lôi ti sáng phiến lễ phục dạ hội Quan Thi Âm, kỳ tha thướt vóc người bị hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra, cuộn sóng phập phồng mê người đường cong, nguyệt nha bàn mê người mỉm cười. Nhất là một đôi gần như hoàng kim tỷ lệ non mềm thon dài chân, càng ở một đôi thủy tinh chói mắt giày cao gót làm nổi lên dưới.
có vẻ ánh sáng 10 phần, sáng chói nếu bảo thạch, làm cho trong nháy mắt tự xem ngây người. Ngoan ngoãn, ngươi rốt cuộc là người chủ trì còn là đại minh tinh a? Ngươi mặc đồ này nếu đi ra ngoài đi dạo, khẳng định trở về suốt 100%, không biết sẽ câu dẫn ra bao nhiêu ngây thơ xuân tâm. Trần Phi nhịn không được cảm thán nói. Phải biết rằng đây chính là cùng nàng trước hoàn toàn bất đồng tuyệt nhiên lưỡng chủng phong cách, nếu là đổi thành người thường khẳng định không có biện pháp đơn giản tiêu hóa. Thế nhưng, cứ như vậy nửa đến tiếng đồng hồ, hắn lại cư nhiên thực sự hoàn mỹ như vậy thay đổi, từ có thể nổi lên ra song mỹ vóc người vận động nữ thần, đến dường như bảo thạch vậy lóe sáng nguyệt nha cười mắt màu hồng lễ phục dạ hội ngôi sao, nha, đây quả thực có chút không để cho cái khác nữ tính đường sống a. Trần Phi bừa bộn nghĩ đến. Phi, nói bậy chút gì ni, mau đỡ ta đi thôi. Nga, được rồi, ngươi lái xe tới sao? Quan Thi Âm nghe vậy nhìn không được đảo cặp mắt trắng dã, sau đó lại nhìn không được hỏi. Bởi vì phải là Trần Phi không có lái xe tới nói, hắn bước này trang phục, sẽ rất phiền phức, rất phiền phức. Mở, tự ở dưới lầu, đi thôi ta mang ngươi xuống phía dưới. Trần Phi gật đầu, sau đó những Quan Thi Âm kéo tay mình. Đi tới cây cao su lâm tiểu khu ngoại hắn xe Mercedes đỗ địa điểm. Qua, đây là ngươi xe, mà ở vừa nhìn thấy Trần Phi chạy băng băng tọa giá sau, Quan Thi Âm nhất thời nhìn không được vui vẻ nói. Chạy băng băng GL400 giá đại khái là ở 110 vạn đến 140-150 vạn trong lúc đó, tuy nói còn so ra kém cái loại này cái gì Ferrari, Lamborghini xe thể thao, nhưng so với người thường mà nói. Có thể lái nổi loại này trăm vạn cấp bậc hào xe đã coi là rất nghiêu ép, rất lợi hại. Hơn nữa cái này vẫn có thể rất rõ ràng cho nàng một loại tín hiệu, đó chính là Trần Phi tuyệt không giống như trong miệng hắn nói như vậy khiêm tốn, tất nhiên là ở Bắc Sơn thị thượng lưu vòng tròn có địa vị nhất định. Bằng không, nếu thật là người thường lại làm sao có thể mua được loại này trăm vạn cấp bậc hào xe ni. Mà loại này vừa có tiền, có thể đủ ở Bắc Sơn thị thượng lưu vòng tròn ủng người có địa vị nhất định. Chính là hắn hiện nay thập phần bức thiết cần. Bởi vì dù sao hắn bây giờ là từ tỉnh đài truyền hình rớt xuống, thuộc về người từ ngoài đến, tiên thiên tính tựu sẽ phải chịu bài xích. Cho nên hắn nếu là muốn mau chóng tại đây Bắc Sơn đài truyền hình thành phố đặt chân nói, như vậy thì chỉ có cái này một cái biện pháp. Đó chính là mau chóng tìm được người làm núi dựa của nàng, nhưng muốn khi dễ, bài xích người của nàng có chỗ cố kỵ. Cái này là biện pháp tốt nhất. Mà chính mình trăm vạn cấp bậc hào xe, lại tính tình rất tốt Trần Phi, nhượng nàng nhìn thấy phương diện này hy vọng, vì vậy, hắn lại có thể mất hứng ni. Nghĩ đến đây, tâm tình càng thêm tốt Quan Thi Âm nhìn không được trêu ghẹo nói thật không nghĩ tới, ngươi còn cái ẩn núp Phú Nhị Đại a. Thật có tiền. Phú Nhị Đại, không sai, hắn đúng là cho là như vậy, nếu không chỉ bằng Trần Phi loại này hơn 20 tuổi, như thế nào đi nữa xuất sắc. Lại làm sao có thể mua được nuôi được khởi loại này hào xe ni. Dù sao giá vượt đắt tiền hào xe lại càng không phải là cũng chỉ có xe giới đơn giản như vậy. Ngoài ra còn có rất nhiều. Phú Nhị Đại, được rồi, người cũng đừng. Trần Phi nghe vậy đương nhiên là có một ít không nói gì, bất quá hắn đều còn chưa nói hết. Chợt nghe gặp bên cạnh đi ngang qua có một vị vẻ mặt kiêu ngạo nam tử từ trong lỗ mũi phảng phất là chẳng đáng vậy phát ra hanh một tiếng. Mà ở vị kia vẻ mặt kiêu ngạo nam tử trong lòng, có một vị trang phục xinh đẹp gợi cảm nữ tử nhìn thấy một màn này, càng nhịn không được là khanh khách nở nụ cười, sau đó giơ tay lên vỗ nhẹ đánh xuống vẻ mặt kiêu ngạo nam tử trong ngực, kiều tích tích nói Trương Thiếu, ngươi nghe không, ta vừa rồi hình như nghe được có người ở trước mặt ngươi khoe giàu ni. Có tiền. Dứt lời, trang phục xinh đẹp nữ tử còn cố ý phảng phất khinh thường quét Trần Phi bên kia liếc mắt. Sau đó nhưng thật giống như là nhìn thấy người quen vậy đột nhiên ngây ngẩn cả người, ánh mắt rơi vào Quan Thi Âm trên mặt tự tiếu phi tiếu nói u, đây không phải là mới tới quan muội muội sao? Thế nào ngươi cũng ở phụ cận đây sao, vậy thì thật là xảo. Đây cũng là bạn trai ngươi đi, ừ tương đương tuổi còn trẻ có thể lái lên loại xe này cũng xem là không tệ, chỉ là cũng học một ít người như vậy ánh mắt chật hẹp, dù sao đây là trên kẻ có tiền còn là thật nhiều đi, ngươi nói là đi. Trương Thiếu. Hiểu rõ Mỹ, Mỹ Linh Tỷ, xin chào. Quan Thi Âm nghe vậy nhìn không được mặt cười hiện ra lau một cái hơi giận, bởi vì đối phương trong miệng một ít người rất hiển nhiên là ở trong tối chỉ hắn. Bất quá vừa nghĩ tới thân phận của đối phương, hắn nhưng vẫn là cắn môi đè xuống trong lòng ủy khuất, bài trừ vẻ tươi cười hô. Đối phương tên là Giải Mỹ Linh, chính là hiện nay Bắc Sơn đài truyền hình thành phố một khoản đương hồng tiết mục người nữ chủ trì.
hơn nữa coi như là cần đài truyền hình 1 tỷ. Mặc dù nói đối phương mặc danh kỳ diệu luôn nhằm vào hắn, nhưng hắn hôm nay dù sao cũng là mới đến, cuộc sống không quen, tự nhiên không muốn nhiều trêu chọc cái gì là không phải. Ha ha, quả thực một ít người thoạt nhìn tựa như ếch ngồi đáy giếng. Cũng liền chừng trăm vạn tiểu phá xe mà thôi, nhà của ta Gaza đều có vài chiếc lười mở. Thật cho rằng có thể lái lên loại xe này đã cảm thấy trên đời này tự tính hắn có tiền nhất, thật là không có kiến thức. Vẻ mặt kiêu ngạo nam nhân lúc này cũng trào phúng vậy nói rằng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ là hắn đang nói lời này lúc, một đôi hèn mọn hai mắt lại không kiềm hãm được rơi vào quang thải diệu nhân Quan Thi Âm trên người chuyển động. Rất hiển nhiên, hắn là bởi vì nghĩ Quan Thi Âm lớn lên ngoại gợi cảm đẹp, lại là một trương khuôn mặt xa lạ, vì vậy sinh ra hứng thú nồng hậu. Trương thiếu. Sau một khắc, vừa vặn có bảo tiêu đem một chiếc lửa đỏ Ferrari ra, ổn ổn đương đương dừng lại vẻ mặt kiêu ngạo nam tử bên người. Thấy tình cảnh này, vẻ mặt kiêu ngạo nam tử càng giống như là khổng tước xòe đuôi vậy cảm giác mình tài trí hơn người, một bên ngồi trên xe một bên hướng Quan Thi Âm chào hỏi hẳn là tiện đường đi. Nếu không cùng nhau, trên xe còn có phòng trống, mà hắn làm như vậy hoàn toàn xem đều không xem Trần Phi liếc mắt, rất hiển nhiên, cái này là căn bản không đem Trần Phi không coi vào đâu. Trương thiếu tương đương giải Mỹ Linh thấy tình cảnh này tự nhiên sắc mặt chợt biến, một bên yểu điệu quấn lên cái gọi là Trương thiếu. Một bên nhãn thần còn vô tình hay cố ý cho Ngô Lị Lị một cái cảnh cáo. Trong đôi mắt đẹp rõ ràng hiện lên vẻ không thích cùng đố kỵ. Nói đùa, tờ này ít không biết là hắn giải Mỹ Linh mất bao nhiêu tâm tư, tìm bao nhiêu khổ công mới bắt, làm sao sẽ cho phép một mình ngươi tiểu tiện nhân đến cướp. Vậy tuyệt đối không có khả năng. Cái kia, Trương thiếu cảm tạ, bất quá vẫn là không cần. Bằng hữu ta sẽ đưa ta đi qua. Bất quá tự sau đó một khắc. Hắn nghe phát Quan Thi Âm như vậy thức thời cự tuyệt nói, yêu mị gương mặt của cái này mới lộ ra dáng tươi cười. Xinh đẹp đấy đà ma quỷ vậy vóc người thật chặt dán hướng chỗ tài xế ngồi trên Trương thiếu, tràn ngập sức dụ dỗ làn gió thơm tràn ngập bên trong xe, hắn làm nũng nói Trương thiếu, xem ra người khác không để cho ngươi mặt mũi ni. Ta còn là đi trước đi. Hanh, không tán thưởng, Trương thiếu nghe được Quan Thi Âm cư nhiên cự tuyệt hắn, nhất thời sắc mặt bất mãn hừ lạnh nói. Trương thiếu, lẽ nào nhân gia còn chưa đủ được không? Giải Mỹ Linh thấy thế nhất thời ném một cái mị nhãn cho Trương thiếu, nhu nhược không có xương tùm ngọc thủ nhẹ nhàng ở bắp đùi của hắn trên sờ soạng một chút. Ba, người cái này tiểu lãng hóa, tốt, làm sao có thể không tốt ni? Trương thiếu gặp giải Mỹ Linh cái này tao sóng hình dáng, nhất thời trong lòng cùng mèo ngứa tựa như, nhịn không được trọng trọng vỗ xuống vẻ đẹp của nàng mông, cười nói. Vậy ngươi còn muốn ở Mỹ Linh trước mặt thông đồng những nữ nhân khác, Trương thiếu, ngươi thật là xấu nha. Giải Mỹ Linh yểu điệu nói rằng, mà hắn đang nói lời nói này lúc, còn cố ý run lên dưới vậy đối với đầy đặn ngọc nữ phong, tạo nên làm cho lòng người nhảy đường cong, nhượng Trương thiếu một đôi hèn mọn hai mắt nhất thời trở nên cực nóng lên. Ai nha, ta bất quá xem hắn hình như là ngươi đồng sự, liền nhớ lại tốt tâm tiện đường nha. Nếu tiểu bảo bối của ta không đồng ý, chúng ta đây thì đi đi. Hắc hắc, đi thôi. Trương thiếu hồi tưởng lại giải Mỹ Linh ở trên giường cùng hắn chơi đùa tao sóng hình dáng, nhất thời cũng đem cái gì Quan Thi Âm vứt đến sau ót, dưới chân nhấn cần ga một cái, nhất thời Ferrari dường như cởi cương ngựa hoang vậy xông ra, siêu cấp làm người khác chú ý. Tuy nói có thể có tiền ở phụ cận đây mua nhà, trên cơ bản đều được cho bác Sơn thị tương đối giàu có gia đình, thế nhưng giống như cái kia cái gì Trương thiếu loại này có thể có tư cách có khả năng Ferrari loại này hào xe, cũng còn là cực nhỏ, cho nên mới chọc người ước ao. Dưới so sánh, Trần Phi loại này chừng trăm vạn chạy băng băng hào xe, cũng biến thành không có trước như vậy làm cho chú mục. Bởi vì, này chính là hơn 100 vạn cùng hơn 300 vạn trong lúc đó chênh lệch. Mà ở thấy tình cảnh này, Quan Thi Âm trên mặt không lại hiện ra lau một cái ủy khuất vẻ. Lúc đầu hắn còn muốn mượn Trần Phi thế, làm cho thấy phía sau nàng là có người cho nàng làm chỗ dựa vững chắc, vì vậy đừng khi dễ hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại một lần nữa bị giải Mỹ Linh nhằm vào, trào phúng, lại hơn nữa cái kia cái gì Trương thiếu hơn 300 vạn Ferrari một khối hợp, vốn là hảo tâm tình mất giáo, trở nên rất không xong. Cái này thực sự rất ủy khuất được không? Nhưng dù vậy, hắn nhưng vẫn là rất nhanh thu liếm lại bản thân tâm tình hỏng bét. Hơi có thần sắc có chút lúng túng nhìn Trần Phi, nói xin lỗi Trần Phi xin lỗi, nếu không phải là bởi vì ta duyên cớ,
bọn họ cũng sẽ không như vậy ghim ngươi. Lúc đầu có thể lái lên trăm vạn cấp bậc hào xe, Trần Phi tự nhiên không nên đã bị như vậy khinh thị cùng vũ nhục. Nhưng bây giờ, hắn lại bởi vì mình duyên cớ, đã bị cái gì Trương Thiếu mọi cách trào phúng cùng khinh thị nhưng lại nói hắn trăm vạn cấp bậc tọa giá hào xe, là nhỏ phá xe, đồng thời còn vô lực phản bác, điều này làm cho trong lòng nàng hết sức xin lỗi, nghĩ thật có lỗi Trần Phi. Ta đây tiểu phá xe, đến bây giờ Trần Phi đều vẫn không nói gì, chỉ là ở đối phương mở ra cái gọi là hào xe nghênh ngang mà đi, Quan Thi Âm hướng hắn nói xin lỗi thời gian, hắn mới nhịn không được lấy tay sờ sờ cằm, sắc mặt cổ quái cười cười. Ai, thế nào đến chỗ nào đều có loại này tự cho là não xê sinh vật, thích đem địa vị của mình, tư thái mang thật cao, sau đó làm bộ rất siêu nhiên, rất không ai bì nổi hình dạng châm chọc khiêu khích, lấy biểu hiện bản thân tài trí hơn người thân phận địa vị. Nhưng vấn đề là một chiếc phá Ferrari tự thật nghiêu như vậy. Trần Phi nhịn không được khẽ lắc đầu một cái, chợt ôm đại nhân không nhớ tiểu nhân quá tâm thái, mở miệng cười nói cái này có cái gì tốt so đo. Đi thôi, đi đâu? Hào hưởng hội sở ngươi biết chưa? Đêm nay chúc mừng tiệc tối sẽ ở đó cử hành. Quan Thi Âm gặp Trần Phi cũng không vì chuyện vừa rồi mà sanh muộn khí, cuối cùng cũng mặt cười lộ ra Nguyệt Nha bàn mỉm cười, sau đó mang theo làn váy, khom lưng ngồi vào chạy băng băng GL400 chỗ ngồi kế tài xế. Có thể là bởi vì xe này sàn xe chân thực quá cao, lại tăng thêm hắn hôm nay mang giày cùng với y phục đều rất không có phương tiện, cho nên khi hắn khom lưng tiến xe lúc tự nhiên biên độ cũng rất đại. Lễ phục giả hội lôi TV lĩnh bị tạo ra, lộ ra trong đó trắng noản mảnh rẻ trợt da thịt, cùng với từ trắng rất tròn bộ vị, làm cho chỉ cảm thấy cổ họng trở nên lửa nóng. Khụ khụ. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi hơi có chút lúng túng ho khan một tiếng, sau đó phiết quá. Hồi tưởng vừa rồi đối phương nói tiệc tối vị trí, bỗng nhiên ngẩn ra nói hào hưởng hội sở. Đó không phải là... Đúng vậy, chính là hào hưởng hội sở, người không có khả năng không biết đi. Ta nghe người ta nói, đây chính là Bắc Sơn thị tối cao đương xa hoa nhất tư nhân hội sở. Quan Thi Âm thấy thế cũng không cấm có chút sững sờ. Bởi vì ở nàng nhìn lại Trần Phi tuy rằng bình thường có thể sẽ có chút điệu thấp, nhưng cũng không thể có thể liên địa phương tốt nhất. Tối cao cấp tư nhân hội sở cũng không biết đi. Biết nhưng thật ra biết, bất quá, quên đi không có gì. Trần Phi nghe vậy lúc đầu muốn lão lão thật thật thẳng thắn, thừa nhận bản thân tự mới chỉ đi qua địa phương quỷ quái một lần, nếu là hoặc làm người thường, khẳng định ký ức cũng sớm đã mơ hồ, sẽ không nhớ kỹ cần hội sở vị trí cụ thể ở đâu. Bất quá, trí nhớ của hắn lực lại so với người bình thường mạnh gấp 10 gấp trăm lần, chỉ là hơi nhớ lại một phen. Liền hồi tưởng lại hào hưởng hội sở vị trí cụ thể, vì vậy cũng liền không lại nói nhảm nhiều. Chỉ là hắn như thế một cái lộp bộp, cộng thêm quả thật có chút dị thường biểu hiện, khiến Quan Thi Âm rốt cục có chút ý thức được tựa hồ người này trước nói đều là thật. Hắn hình như thật tại đây Bắc Sơn thị thượng lưu vòng tròn không có gì người quen, cho nên mới phải liên vốn là tối cao cấp tư nhân hội sở vị trí đều chưa quen thuộc. Trần Phi, nghĩ đến đây, Quan Thi Âm không khỏi có chút tối ám sốt ruột. Hắn trước cố ý gọi điện thoại xin nhờ mình khuê mật, làm cho các nàng giới thiệu một vị thích hợp Bắc Sơn thị người địa phương bồi bản thân tham gia đêm nay trễ yến, kỳ thực nói trắng ra là chính là muốn tại đây Bắc Sơn thị thượng lưu trong vòng lộ ló mặt. Đồng thời cũng muốn để cho nàng đài truyền hình cái kia mới vòng tròn người biết, hắn Quan Thi Âm mặc dù là mới đến, nhưng là hay là đang cái này Bắc Sơn thị có người mạch, có bằng hữu. Nhưng là bây giờ hắn cũng đã minh bạch. Bản thân trước ý tưởng ngây thơ sợ rằng đã rơi vào khoảng không, bởi vì hắn hình như thật tại đây Bắc Sơn thị thượng lưu vòng tròn không có gì người quen. Nhưng dù vậy, bởi vì thoáng cái thất vọng mà có lòng muốn thốt ra trách cứ nói như vậy, lại chỉ ở nửa đường trên, đã bị hắn yên lặng thu đi trở về. Nhân gia rõ ràng là hảo tâm đến giúp mình, nếu là tiếp qua phân quá nghiêm khắc, nàng kia Quan Thi Âm tự thành người nào. Vậy tuyệt đối không được. Làm sao vậy? Ngược lại thì Trần Phi không nhận thấy được Quan Thi Âm dị dạng, vừa nghe đến đối phương gọi ra tên của mình, ngay tức khắc nghi hoặc ứng tiếng nói. Không có việc gì, người dụng tâm lái xe. Nghe vậy Quan Thi Âm đôi mắt đẹp hiện lên Nguyệt Nha bàn lóe sáng màu sắc, gắt giọng. Âu! Trần Phi nghe vậy ánh mắt hơi lóe lên, bỗng nhiên nói Thi Âm a, tuy rằng ta tại đây Bắc Sơn thì cái gọi thượng lưu vòng tròn không có gì người quen, bất quá tối nay cũng sẽ không ném mặt của ngươi mới đúng. Ngươi yên tâm đi, nếu vừa rồi lưỡng tên lại tới tìm ngươi phiền phức, ta sẽ nhường bọn họ đẹp mắt. Trần Phi tuy rằng tính tình tốt thì tốt giờ,
nhưng hắn lại không ngốc, chỉ là phát hiện quan thi âm cùng trước hơi có chút không giống, tự tìm hiểu nguồn gốc đoán được đối phương đang suy nghĩ gì. Lúc đầu làm một danh ở tỉnh đài truyền hình đã bị xa lánh người, lẻ loi một mình đi tới nơi này đất khách tha hương Bắc Sơn Thị. Quan thi âm ngay từ đầu muốn mượn hắn quang loại hành vi này hoàn toàn không gì đáng trách, cũng vẻn vẹn chỉ là muốn để cho mình tại đây Bắc Sơn Thị cấp tốc đặt chân, không bị người khi dễ mà thôi. Hơn nữa trước thảo nhân ghét gặp nhau. Trần Phi cảm giác mình nếu không tỏ thái độ nói, vị miễn tự quá không nam nhân một ít, chẳng lẽ không đúng sao? Nha, nói bậy chút gì ni, trong lòng ta mặt cũng không có trách cứ người ý tứ, đừng loạn tưởng. Quả nhiên quan thi âm nghe vậy nhất thời có chút ngượng ngùng lên, mặt cười đỏ rực, giống như là có bí mật nhỏ của mình bị phát hiện. Ha ha, ta đương nhiên không loạn tưởng. Bất quá đêm nay cái này cái gì chúc mừng tiệc tối đến cùng là chuyện gì xảy ra? Biết là ai khởi xướng tổ chức sao? Trần Phi thấy thế khẽ mỉm cười một cái, thích thời điểm vòng vo đề tài nói. Nga, ngươi nói đêm nay à? Đêm nay trận này tiệc tối mục đích là để ăn mừng Cao Thiếu tai nạn xe cộ khang phục. Cao Thiếu ngươi nên biết đi, chính là vốn là lớn nhất đầu dòng xí nghiệp Thương Hải tập đoàn Cao Tổng Nhi Tử. Vừa nghe Trần Phi nhắc tới đêm nay cái này chính sự mà. Quan thi âm tự nhất thời nghiêm túc nói. Từ vốn là nguyên thị uy bí thư Mạc Thành Minh thăng ám hàng, rời đến tỉnh Giang Nam những thành thị khác sau, cho tới nay, dĩ kỳ duy như thiên lôi sai đâu đánh đó hiện tượng thiên văn tập đoàn cũng cấp tốc làm ra phản ứng, kỳ tập đoàn dưới trướng sở hữu sản nghiệp hầu như đều lục tục cấp tốc triệt tư ly khai. Mà coi đây là nguyên giờ, vốn là cái khác vài đại đầu dòng xí nghiệp tự nhiên vững vàng bắt được cái này cơ hội thật tốt. Điên cuồng từng bước xâm chiếm hiện tượng thiên văn tập đoàn lưu lại thị trường ghế trống, nhân cơ hội trắng trợn mở rộng, sau cùng từ lấy Cao Chí Nam sở trưởng quản Thương Hải tập đoàn được ích lớn nhất, hôm nay nghiễm nhiên đã có Bắc Sơn thị đệ nhất long đầu xu thế. Vì vậy Cao Chí Nam nếu đồng ý nhượng dưới tay hắn Thương Hải tập đoàn hoàn toàn đưa ra thị trường, mà không phải cũng chỉ có trong đó một hai nhà công ty con nói, chỉ sợ hắn Cao Chí Nam có tài phú sẽ nhanh chóng kéo lên trên một cái kinh người bậc thang. Tự nhiên cũng bởi vậy, Cao Chí Nam hôm nay ở Bắc Sơn thị thân phận địa vị cũng lớn không giống với, khá có vài phần nhà giàu nhất tư thái. Vì vậy có thể nghĩ, giống như Cao Chí Nam loại này nghiễm nhiên Bắc Sơn thị thủ phủ cấp bậc đại nhân vật, kỳ công tử đêm nay tự mình làm bản thân khởi xướng tổ chức khang phục chúc mừng tiệc tối, đối với ngoại giới mà nói, có lớn bực nào lực ảnh hưởng. Hắn quan thi âm như vậy một cái mới đến tiểu đài truyền hình người nữ chủ trì, tại sao có thể không coi trọng? Cao Thiếu, Cao Chí Nam nhi tử. Thế nhưng Trần Phi nghe vậy, lại nhất thời trên mặt hiện ra biểu tình cổ quái. Làm nửa ngày lại là Cao Chí Nam con của hắn, chính là đương sơ bị hắn diệu thủ hồi xuân cứu sống lại công tử ca, bản thân cho mình tổ chức khang phục chúc mừng tiệc tối. Cho tới bây giờ, hắn đều còn nhớ rõ tiểu tử kia đương sơ hình như là bởi vì đua xe gặp chuyện không may, không chỉ là một tay nát bấy tính gãy xương. Còn có lồng ngực xuất huyết nhiều, xương bể đầu đâm vào lá phổi. Nghiêm trọng như vậy bệnh trạng sợ rằng đổi bất cứ người nào đến đều không có biện pháp cứu sống, sau cùng còn chưa phải là bản đại thiếu y thuật vô song, trạch tâm nhân hậu. Ngạch, khụ. Dù thế nào mặc kệ nói như thế nào mình làm sơ bắt hắn cho cứu, tuy rằng sau cũng vẫn không gặp mặt, nhưng là coi là hắn danh chính ngôn thuận ân nhân cứu mạng đi. Xem ra, đêm nay hẳn là xem như là ổn. Trần Phi vẻ mặt cười híp mắt thầm nghĩ. Vào đêm, Bắc Sơn thị Hải Giang khu. Cái này là cả Bắc Sơn thị tối tới gần mẫu sông Hải Giang khu, vì vậy phong cảnh thập phần ưu mỹ, hoàn cảnh tú lệ, do đó hấp dẫn đến rồi chứa nhiều sang trọng khu biệt thự ở chỗ này đột ngột từ mặt đất mọc lên, tấc đất tấc vàng. Nhất là cái này khu tới gần vùng ven sông một đời, càng các loại xa hoa nhà hàng, quán bar, phú hào câu lạc bộ ùn ùn, thậm chí còn có du thuyền trú cảng. Là Bắc Sơn thị ban đêm địa phương náo nhiệt nhất. Tuy rằng đã qua có một đoạn thời gian, nhưng Trần Phi dù sao vẫn là đã tới một lần, bằng hắn hôm nay cường hãn trí nhớ cấp tốc tìm được rồi hào hưởng tư nhân câu lạc bộ vị trí cụ thể, đem xe chậm rãi lái vào cần sẽ đại môn. Mà nơi này cũng vẫn là cùng hắn đã từng tới lần kia vậy náo nhiệt, cửa chính địa phương xe nổi tiếng tập hợp, như là tiệp báo, chạy băng băng, mã toa lạp đế, có chờ vân vân chờ đã. Trong đó đặc biệt một chiếc bọn họ rất quen thuộc màu lửa đỏ Ferrari thập phần hấp dẫn mắt người cầu. Tại sao lại là bọn hắn, thực sự là oan gia ngõ hẹp. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị quan thi âm nhìn không được nói lầm bầm. Rất hiển nhiên, hắn lúc này là thập phần không muốn gặp lại đối phương.
Được rồi, xuống xe đi, dù thế nào đợi đi vào cũng còn chưa phải là muốn gặp được. Lẽ nào ngươi không cảm thấy hắn ở ngươi mặt hãy cùng xấu tiểu vịt tựa như, tốt và xấu, ha ha ha. Trần Phi cười trêu ghẹo một tiếng, đã đi xuống xe đem chìa khóa xe của mình đưa cho đứa bé giữ cửa. Xe của hắn rất hiển nhiên còn muốn chuyển một chuyển. Phốc suy, chỉ ngươi miệng sẽ nói, mau hơn điểm tới, ta tốt kéo ngươi. Quan Thi Âm nghe được Trần Phi như vậy đẹp đẽ nói, nhịn không được thổi phù một tiếng nở nụ cười, Nguyệt Nha Bàn cười mắt có vẻ thập phần lóe sáng, tràn đầy mị lực. Tuy rằng thân thể của hắn cao cũng không có giống như Sở Diễm đại tiểu thư như vậy tiếp cận hoàn mỹ tỷ lệ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, chừng một thước 67, 68. Tại nơi song thủy tinh lóe sáng giày cao gót làm nổi lên dưới, hắn đứng ở ước chừng theo một thước 8 thân cao Trần Phi bên cạnh có vẻ rất hợp, làm người ta phảng phất là kim đồng ngọc nữ vậy, hấp dẫn không ít đi ngang qua tân khách kinh diễm ánh mắt. Đến mức cái kia cái gì Trương Thiếu cùng với giải Mỹ Linh bên kia sẽ có vẻ dùng mình rất nhiều, bởi vì Trương Thiếu là một tiểu ải cái, tuy rằng khuôn mặt thoạt nhìn có chút tuấn tú, nhưng vấn đề ải chính là ải A. Đặc biệt giải Mỹ Linh đều đã tận lực chỉ mặc rất thấp giày cao gót, lại cư nhiên cũng còn nếu so với hắn cao hơn chừng nửa cái đầu, cái này chân thực không có biện pháp, làm cho buồn cười a. Quan muội muội, thật là tấu xảo a, chúng ta lại gặp mặt. Giải Mỹ Linh vừa thấy được cách đó không xa như vậy trói lọi Quan Thi Âm, hơn nữa ở bên cạnh hắn nam bạn Trần Phi cũng còn như vậy đẹp trai, còn mở trăm vạn cấp bậc hào xe, nhất thời quyến rũ trong ánh mắt xẹt qua một tia bất mãn cùng đố kỵ. Tiêm tiếng nói kỳ quái. Tuy rằng hắn nam bạn rất có tiền, cũng khẳng định so với mặt trắng nhỏ kia càng có thân phận, địa vị, có thể vấn đề. Hắn là thật ải a. Làm Bắc Sơn đài truyền hình thành phố đích đáng nhà hoa đán, tối đương hồng tiết mục duy nhất người nữ chủ trì, giải Mỹ Linh ở trong đài địa vị tự nhiên cao hơn gia Quan Thi Âm rất nhiều. Dù sao người sau đây vẫn chỉ là mới đến, căn cơ bất ổn, hai người tự nhiên không cách nào đánh đồng. Có thể dù vậy, hắn vì sao còn muốn như vậy không hiểu nhầm vào Quan Thi Âm. Kỳ thực nguyên do trong này vô cùng đơn giản, bởi vì nàng đố kỵ Quan Thi Âm hoàn mỹ vóc người, dung mạo, cho rằng đối phương có khả năng uy hiếp ta được bản thân hôm nay thân phận, địa vị, cho nên mới phải như vậy lòng dạ chật hẹp, luôn luôn chọn đâm. Ha ha, tự giới thiệu mình một chút, bản thân Trương Toàn Phong, phụ thân ta là vốn là cục vệ sinh cục trưởng Trương Khai Niên. Không biết hai vị xưng hô như thế nào? Đúng lúc này, Trương Thiếu đem chìa khóa xe giao cho đứa bé giữ cửa sau, cũng là vẻ mặt kiêu ngạo đi tới tự giới thiệu mình. Kỳ trên mặt rõ ràng mang theo hồng nhuận cùng với đường làm quan rộng mở. Bọn họ trước rõ ràng cho thấy so với Trần Phi hai người trước lên đường, nhưng bây giờ lại cư nhiên lạc hậu ở phía sau bọn họ đến. Rất hiển nhiên, cái này trên đường nhất định là đi làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Nếu không, Trương Thiếu cùng với giải Mỹ Linh ăn mặc vì sao có chút mất trật tự ni. Nga, nguyên lai người dĩ nhiên là Trương Cục trưởng Nhi Tử. Trương Thiếu, Quan Thi Âm tuy rằng không phải là Bắc Sơn thị người địa phương, nhưng rõ ràng đúng cái vòng kia tình huống là đã làm công khóa. Cho nên khi hắn vừa nghe đến Trương Toàn Phong tự giới thiệu thời gian, nhất thời có chút giật mình, bởi vì thị cục vệ sinh cục trưởng công tử loại thân phận này, ở hắn loại này tiểu người chủ trì trong mắt đã coi như là phi thường như bức. Cũng khó nói cái kia giải Mỹ Linh đặt lên hắn sau, sẽ thay đổi lớn lối như thế. Có người nói giải Mỹ Linh cũng là bởi vì leo lên thì cục vệ sinh cục trưởng Nhi Tử cái này cây cao chi, mới thuận lợi trở thành trong đài nóng bỏng nhất nhiệt tiết mục người chủ trì, hơn nữa còn là duy nhất một cái. Ha ha! Trương Toàn Phong hiển nhiên rất đắc ý thân phận của mình, cho nên khi hắn nhìn thấy Quan Thi Âm lộ ra lại giật mình như thế biểu tình sau, nhất thời trên mặt tự lại hiện ra vẻ kiêu ngạo, không ai bì nổi. Nhẹ bỗng gật đầu, chợt lại đem ánh mắt trào phúng quét về phía Trần Phi, nói vị này chính là. Thoạt nhìn rất lạ mặt, cũng không giống như là chúng ta người của bên trong vòng A. Rất hiển nhiên, hắn ở lấy loại này khoan dung giọng hướng Trần Phi lúc nói chuyện, đặc biệt làm trong miệng hắn nhắc tới vòng tròn hai chữ kia, kỳ cử chỉ thần thái nhất thời phảng phất du nhiên nhi sinh một loại u buồn cảm. Bởi vì khi hắn người như thế xem ra, cái vòng kia, tự đại biểu cho thân phận, địa vị. Đại biểu cho ngươi là vốn là thậm chí toàn bộ tỉnh Giang Nam Thượng Lưu vòng tròn một thành viên, đại biểu cho ngươi là người trên người. Mà bây giờ Trần Phi tuy rằng mở ra chừng trăm vạn nhập môn xe, nhưng hắn Trương Toàn Phong lại nghĩ xa lạ, hình như chẳng bao giờ ở trên chảy vòng tròn gặp qua người này,
vì vậy nhất thời rất đương nhiên cho rằng Trần Phi cũng chính là cái tiểu nhân vật, không đáng giá nhắc tới. Vòng tròn, ha ha, ở ta cái vòng kia, người cái này mặt mày cũng quả thực rất xa lạ, phỏng chừng cũng không ai muốn ý nhận thức. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt cười lạnh cười, thốt ra một câu làm cho rất giật mình nói. Hắn tuy rằng tính tình tốt, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn tự thực sự không còn cách nào khác, con mẹ nó ngươi cùng cái giường như vẫn ở trước mặt ta bi bi, không mệt mỏi sao? Thảo! Ngươi! Rất hiển nhiên, vừa nghe đến Trần Phi như vậy giọng giễu cợt, cái gì Trương Thiếu trực tiếp mông? Bởi vì hắn chẳng bao giờ nghĩ tới Trần Phi lại dám như vậy nói chuyện với hắn. Ngươi nói cái gì? Cũng dám đúng Trương Thiếu nói như thế, ngươi cho là ngươi là ai, mở chiếc phá bôn chỉ không dậy nổi. Trương Thiếu thế nhưng mở Ferrari, mà giải Mỹ Linh nghe Trần Phi lại dám như vậy đối với nàng nam bạn nói, đầu tiên là sửng sốt, sau đó không phong độ chút nào hét dầm lên. Như là nghe được trên đời này hoang đường nhất trò cười. Nói đùa, ngươi coi là vật gì vậy? Có tư cách ở nhà của ta Trương Thiếu trước mặt nhắc tới vòng tròn. Thật cho rằng mở phá bôn chỉ không dậy nổi a, nhà của ta Trương Thiếu thế nhưng mở Ferrari. Đây chính là Ferrari. Trăm vạn cấp bậc hào xe, đối với phổ thông thậm chí vậy giàu có gia đình, có thể có được như vậy một chiếc hào xe đều đã coi như là phi thường tốt vô cùng, chí ít sẽ bị tuyệt đại đa số người ước ao. Nhưng vấn đề là, nếu là muốn đem loại xe này đem Ferrari so với, vậy hiển nhiên còn là hoàn toàn không ở một tầng thứ, thiếu tư cách. Giải Mỹ Linh ngươi được rồi. Đừng tưởng rằng lớn lên miệng có thể nói lung tung. Chạy băng băng làm sao vậy? Cái này chạy băng băng ngươi mua được sao? Lúc đầu Quan Thi Âm thì không phải là cái loại này đặc biệt nhìn được tức giận người, trước đều đã bị ngươi giải Mỹ Linh trào phúng quá một lần, hôm nay dĩ nhiên lại một lần nữa chỉ vào Trần Phi mũi chỉ mặt gọi tên châm chọc, hắn nhất thời cũng đồng ý không làm, gương mặt lạnh lùng mở miệng nói. Cũng không lại nguyện ý muốn Trương Thiếu thị cục vệ sinh cục trưởng công tử thân phận tôn quý. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, còn có biết hay không quy củ? Lão nương ta, giải Mỹ Linh rất hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, ngươi Quan Thi Âm tự một cái vừa tới đài truyền hình tân nhân, lại dám chỉa về phía nàng cái này trong đài một tỷ mũi mắng, đây là muốn phiên thiên. Nhất thời làm kỳ như là mèo bị đạp trúng đuôi vậy, âm thanh kêu lên. Tốt rồi, kêu la cái gì? Là hắn các loại này không thân phận không địa vị tiểu nhân vật. Có tư cách gì đáng giá chúng ta tính toán? Vừa vặn nhà của ta tại đây câu lạc bộ trong có cổ phần, gọi người trực tiếp đưa bọn họ đánh đuổi được. Thế mà Trương Thiếu lại đột nhiên hình như không nhìn được phất phất tay nói, vẻ mặt khinh thường hình dạng. Làm vốn là cục vệ sinh cục trưởng nhi tử, hắn lại còn nói nhà mình tại đây câu lạc bộ có cổ phần, nhưng lại nói xong như vậy đương nhiên, tựa hồ nghiễm nhiên đã quên quốc gia tại chức công vụ nhân viên kỳ cá nhân, kỳ gia đình không cho phép khinh thường cái này điều quy định. Khiến Trần Phi đôi mắt xẹt qua một tia tinh mang. Đúng, Trương Thiếu người nói đúng, chúng ta là thân phận gì, theo chân bọn họ loại tiểu nhân vật này tính toán cái gì, rơi phân. Trực tiếp gọi người đem bọn họ đánh đuổi được rồi. Các ngươi, còn sững sờ ở cái này làm gì? Không phải muốn chúng ta tìm bảo an đến đuổi các ngươi, mới bằng lòng đi. Giải Mỹ Linh nghe vậy liên tiếp hiêu Trương Bạt Hổ mũi hướng về phía Thiên Đạo. Đúng vậy, bản thân thân phận gì? Làm sao có thể cùng Trần Phi, Quan Thi Âm loại tiểu nhân vật này tính toán, nếu truyền đi còn không giảm bớt thân phận của nàng. Mà hôm nay tại đây hào hưởng câu lạc bộ, mặc dù có Cao Thiếu tự mình khởi xướng tổ chức chúc mừng tiệc tối, nhưng chân chính có tư cách đạt được thư mời người, nhưng cũng không nhiều. Bởi vì, này một lần chúc mừng tiệc tối trên thực tế là nửa công khai tính chất, chỉ cần ngươi có cái kia con đường có thể đã bị mời, mặc dù là miệng, hay là thẳng thắn tân khách mời tới, đều có thể. Đến mức này chân chính có tư cách từ Cao gia cầm trong tay đến thư mời người, tắc đều không ngoại lệ, đều là cái loại này ở Bắc Sơn thì có mặt mũi đại nhân vật, tỉ như lúc này đứng ở hắn bên cạnh Trương Thiếu. Vài vị khách nhân, xảy ra chuyện gì sao? Cách đó không xa, có người bán hàng kiên trì đi tới, trang làm trước không có gì cả nghe được. Ngươi không nghe được lời nói của ta. Hai người này không biết từ đâu xuất hiện, xem bộ dáng là chuẩn bị trà trộn vào câu lạc bộ. Đây là ta thư mời, bà ta là Trương Khai Niên, mau đưa hai cái này không mời mà tới tên đuổi ra ngoài, tiết kiệm lưu lại nơi này kéo thấp thân phận của chúng ta. Trương Toàn Phong lấy ra một trương rượu màu đỏ thư mời, vẻ mặt khinh thường hướng về phía Trần Phi hai người cười lạnh nói. Mẹ,
vừa rồi gặp các ngươi lưỡng không phải là rất hoành, hiện tại lão tử nhìn ngươi còn có biện pháp nào, lẽ nào các ngươi còn có thể xuất ra Cao gia Tống xuất mời. Trương Toàn Phong trong lòng như vậy giễu cợt nghĩ, chợt trên mặt trào phúng chí cực sắc mặt bỗng nhiên cứng lại rồi, nhân, bởi vì hắn cư nhiên thấy Quan Thi Âm sẽ theo tay cầm tay trong túi sách, móc ra một chương cùng hắn giống nhau như đúc thư mời. Thư mời đúng không, ta cũng có muốn hay không cầm kiểm tra một chút. Quan Thi Âm vẻ mặt giận dữ mở miệng nói, nếu không hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, xin nhờ bản thân khuê mật Từ Tiếu Thiếu sắp tới một chương thư mời, vậy hắn cùng Trần Phi hiện tại nhất định phải mất mặt vứt xuống nhà. Liên Câu lạc bộ đại môn cũng còn chưa tiến vào, sẽ bị đuổi ra ngoài. Cái này, đây thật là quá ghê tởm. Xin lỗi, vị nữ sĩ này, xin đem thư mời cho ta nhìn một cái. Phục vụ viên kia ngay tức khắc tiếp nhận thư mời cẩn thận kiểm tra, sau đó vẻ mặt cười khổ hướng về Trương Toàn Phong nói Trương Thiếu, thư mời là thật. Vì vậy ta tưởng các ngươi trong lúc đó khả năng có cái gì hiểu lầm. Cái gì, ngươi nói của nàng thư mời lại là thực sự. Giải Mỹ Linh nghe vậy bất khả tư nghị hét dầm lên. Phải biết rằng hôm nay Cao gia Cao Thiếu đó là hạng thân phận. Liên hắn Giải Mỹ Linh cái này đài truyền hình thành phố 1 tỷ đều không có tư cách bắt được Trương thư mời. Có thể không nghĩ tới bây giờ phục vụ viên kia lại còn nói, cái này thư mời là thật, cái này mới tới tiện nữ nhân cư nhiên có thể xuất ra Cao gia tự mình phát ra thư mời. Điều này làm cho hắn nhất thời trong lòng một vạn cái không thăng bằng lên, trong mắt thiêu đốt hừng hực lòng đố kỵ. Thực sự, Trương Toàn Phong rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới, đối phương cư nhiên có thể xuất ra thực sự thư mời, nhất thời sắc mặt âm trầm. Bất quá hắn lại ngay sau đó đột nhiên cười lạnh cười. Khóe miệng lộ ra khinh bỉ nói thư mời có lẽ là thực sự, nhưng ngươi không cảm thấy bọn họ không tư cách sao? Là bởi vì bọn hắn nhà rất có tiền, vẫn là cùng ta vậy, ba ta là vốn là cục vệ sinh cục trưởng Trương Khai Niên. Theo ta thấy, cái này thư mời nhất định là tiện nữ nhân trộm. Ba, Trương Thiếu nói còn không có nói, một đạo thanh thúy bạt tai thanh ở lối đi nhỏ trong chói tai vang lên. Ngươi hắn mà lại dám đánh ta? Trương Toàn Phong Trương Thiếu thế nào cũng thật không ngờ, tại đây hào hưởng câu lạc bộ địa bàn của hắn, trước mắt cái này thoạt nhìn nhân vật vô hại tiểu nhân vật lại dám trực tiếp phiến hắn cái tát, thoáng cái làm hắn trực tiếp kinh một tay cầm nóng hừng hực mặt, một tay chỉ Trần Phi, trực tiếp mơ hồ. Mà Giải Mỹ Linh hiển nhiên cũng giống như vậy, một đôi quyến rũ mắt sường như mắt kim ngư vậy đột xuất đến, thật giống như hoàn toàn không thể tin được một màn này tựa như, cả người đều choáng váng. Ngươi, Trần Phi. Thậm chí ngay cả Quan Thi Âm lúc này đều xem ngây người, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên như thế em mờ an. Ở biết rõ đối phương là thị cục vệ sinh cục trưởng công tử tình huống dưới, đều lại còn dám như thế sạch sẽ lưu loát xuất thủ, một cái tát hung hăng vẫy ở đối phương trên mặt. Phải biết rằng đây chính là vốn là thị cục vệ sinh cục trưởng nhi tử, nhưng bây giờ nhưng vẫn là bị Trần Phi ở trước mắt bao người, không chút khách khí quạt một bạt tai. Đây quả thực để cho nàng có điểm không thể tin được. 3. Bắt được thanh thúy bạt tai thanh thật giống như mọi người bên tai quanh quẩn. Khốn cây S.I.O.T.A, ngươi hắn ma lại dám đánh ta. Trương Toàn Phong cả khuôn mặt đều khí thảm, được kêu là một cái mặt chợt xanh chợt tím, giận sôi lên. Hắn Trương Toàn Phong tuy rằng không tính là cái này Bắc Sơn Thị, cái này tỉnh Giang Nam đỉnh cấp phú nhị đại, nhưng cũng tốt xấu có cái địa cấp thành phố cục vệ sinh cục trưởng cấp bậc cha đi. Mấy năm nay không biết có bao nhiêu lão bản để lấy lòng hắn. Ở trước mặt hắn biết vâng lời, ăn nói khép nép, nhưng bây giờ, hắn lại bị Trần Phi một cái tát hung hăng vẫy ở trên mặt. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn Trương Toàn Phong từ nhỏ đến lớn đều không đã bị quá như vậy nhục nhã. 3. Có thể giữa lúc cái này ở đây tất cả mọi người ngây ra, thanh thúy dễ nghe tai chàng pháo tay cư nhiên lại một lần nữa rất rõ ràng vang lên. Đánh ngươi làm sao vậy? Không phục ngươi cắn ta à? Chỉ thấy Trần Phi khốc huyễn quăng Trương Toàn Phong Trương đại thiếu hai cái tát, lúc này còn cùng không có chuyện gì người vậy, cười nhạt trào phúng. Kỳ khóe miệng lại rõ ràng vẽ bề ngoài theo một loại nhàn nhạt độ cung, làm cho cảm giác được một loại nồng nặc chẳng đáng. Con mẹ nó ngươi, khốn cây S.I.O.T.A, các ngươi còn đứng xa như vậy, cho ta lo lắng làm gì? Ba ta là Trương Khai Niên, là nhà này câu lạc bộ cổ đông. Cho lão tử đánh, đánh chết cái này cẩu vật. Lại dám vẫy tai ta quang, xảy ra chuyện ba ta Trương Khai Niên phụ trách. Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu chưa từng bị ủy khuất như vậy, bị người trước mắt bao người quạt hai cái tát, tức giận đến cái cổ đều lớn, cuồng loạn giận dữ hét.
Thế nhưng này hào hưởng câu lạc bộ phục vụ viên thấy tình cảnh này, lại nào dám động thủ thật đánh người. Dù sao bọn họ cũng liền chỉ là người bán hàng mà thôi, một đám trong lòng kêu khổ khuyên can nói Trương thiếu ngươi trước yên tĩnh một chút, yên tĩnh một chút. Lãnh tĩnh cái dám, mấy người các ngươi có đúng hay không không nghe được ta nói chuyện, ba ta là Trương Khai Niên, đánh cho ta, hung hăng đánh, xảy ra chuyện ba ta sẽ giúp ta phụ trách. Thế mà Trương Toàn Phong lúc này đang ở nổi nóng, đâu chịu được như vậy nồng nặc khuất nhục. Chính là mấy cái câu lạc bộ phục vụ viên cư nhiên cũng dám làm trái hắn Trương Toàn Phong nói, cái này có ý tứ. Nhìn không thấy hắn Trương Đại Thiếu. Ba. Thế nhưng lại có một đạo thanh thúy bạt tai thanh cắt đứt Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu chửi bới. Trên mặt lại trong nháy mắt trở nên đau rát. Ta nói ngươi có phải bị bệnh hay không a? Phải ta nhiều vẫy ngươi vài cái tát mới bằng lòng yên tĩnh, ra ngứa thiếu. Trần Phi vẻ mặt im lặng nhìn lại ngây ra Trương Toàn Phong. Tận tình khuyên. Vãi ta đây đều cái tát thứ ba, đều đánh phiền, lão nhân gia ngươi có thể yên tĩnh giờ không? A, 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 ta, khốn cây idiota, ta giết chết ngươi. Trương Toàn Phong tự nhiên không nghĩ tới bản thân cư nhiên lại bị Trần Phi quăng một cái tát, nhất thời tức giận đến bể phổi, cả người run, rốt cục nhịn không được bản thân bàn về tay áo sẽ khô. Dừng tay, nhưng vào lúc này, một đám hắc y nhân vội vội vàng vàng tới rồi. Một vị như là câu lạc bộ người phụ trách thốn đầu quát lạnh. A Binh, người tới thật đúng lúc, tiểu tử này hắn ma lại dám đánh ta, cho ta giết chết hắn. Mà Trương Đại Thiếu vừa thấy được thốn đầu hắc y nhân đám người đến, ngay tức khắc như là gặp được cái gì cứu tinh, nhảy dựng lên lớn tiếng nói. Có thể là lời của hắn thanh đều còn chưa nói hết, lại bị thốn đầu hắc y nhân ngắt lời nói Trương Thiếu. Lão bản nhượng ta cho ngươi biết đừng ở chỗ này biên đến gây chuyện chuyện. Nếu hắn không là khả năng sẽ cho Trương Cục trưởng gọi điện thoại. Cái gì? Ta gây sự. Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu gương mặt đỏ lên đều cùng chư can tựa như, ta con mẹ nó đều bị người đủ quạt ba lỗ tai, đây là ta gây sự. Ngươi có đúng hay không mắt mù, còn phải cho ta ba gọi điện thoại. Chợt chỉ thấy hắn thở hổn hển nói rằng A Binh, người hắn mà cho ta mở to hai mắt thấy rõ ràng. Ta đây đều bị hắn quạt ba lỗ tai, hay là ta Trương Toàn Phong gây sự. Tuy rằng nghe hắn nói như vậy lên, quả thực rất ủy khuất, đường đường thì cục vệ sinh cục trưởng nhi tử, nhưng ở như vậy trước mắt bao người bị phiến lỗ tai. Thế nhưng hắn nhưng không nghĩ muốn nếu không phải là bởi vì chính hắn làm, Trần Phi lại nào có thời gian dỗi để ý tới hắn. Mà đang nghe Trương Toàn Phong giống giận, được xưng là A Binh thốn đầu hắc y nhân cẩn thận nhìn một chút Trương Đại Thiếu mặt. Quả thực phát hiện có hàng hà mấy cây đỏ tươi giấu ngón tay, chợt lạnh lùng trên mặt hiện ra lau một cái vẻ kinh dị, xoay người nghĩ Trần Phi lạnh lùng nói tiên sinh, tin tưởng đêm nay ngươi cũng là để làm khách. Vì vậy cũng đừng nhượng chúng ta quá khó khăn làm, được không? Đâu có, lần sau chú ý. Trần Phi cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên tốt như vậy nói, trái lại có chút ngượng ngùng lên, lúng túng cười cười nói. Mà ở nhìn thấy một màn này, chúng ta Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu đương nhiên trong nháy mắt tạc mau, đó là một cái cả người run, giận sôi lên A Binh ngươi có ý tứ. Ta con mẹ nó đều bị quạt ba lỗ tai, ngươi lại vẫn đối với hắn khách khí như vậy. Có đúng hay không cho là có lão bản của các ngươi ở sau người chỗ dựa, có thể không coi ai ra gì. Ta cho ngươi biết, ba ta thế nhưng Trương Khai Niên, chọc tới ta, đừng trách ta mẹ đối với ngươi không khách khí. Hắn Trương Toàn Phong như thế nào đi nữa nói cũng là thị cục vệ sinh cục trưởng công tử nhi tử, nhưng lại bị Trần Phi như vậy trước mắt bao người quạt ba cái tát. Theo lý thuyết, tại đây hào hưởng câu lạc bộ, đến rồi hắn địa bàn của mình, hẳn là hoàn toàn có thể tìm hồi bãi. Nhưng bây giờ con mẹ nó ngươi tự một cái bảo tiêu đầu lĩnh, lại dám dùng cái loại này giọng nói đến cảnh cáo ta còn chưa tính, nhưng lại đúng Trần Phi nói khách khí như vậy, hắn há có thể không giận. Quả thực hổn hển. Đối mặt Trương Toàn Phong như vậy nhục mạ, bị trở thành A Binh thốn đầu hắc y nhân biến sắc, trong ánh mắt hiện ra lau một cái nhiệt nộ, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi áp chế trở lại, lạnh lùng nói Trương Thiếu, ta cũng chỉ là thay lão bản truyền cái nói mà thôi. Bên trong cao thiếu yến hội cũng nhanh muốn bắt đầu, các người đây là không chuẩn bị tiến vào sao. Cao thiếu yến hội, mà đang nghe thốn đầu hắc y nhân cái này năm chữ, Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu rốt cục có chút tỉnh táo lại. Sắc mặt hắn âm trầm như nước, lại thấy ở đây tất cả đều là câu lạc bộ bảo tiêu, hơn nữa Trần Phi còn động một chút là phiến hắn cái tát, cũng không dám giống như nữa trước lớn lối như vậy,
chỉ dám vẻ mặt âm trầm chỉ vào Trần Phi mũi răng cắn nghiến lợi nói tiểu tử, chúng ta đi nhìn. Nga, ta tùy thời xin đợi. Trần Phi bình thản trả lời một câu, không thèm để ý chút nào. Ngươi, hanh, gặp Trần Phi như vậy không đem bản thân không coi vào đâu. Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu tuy rằng gương mặt đều khí nát, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, lôi kéo một bên sắc mặt tái nhợt Giải Mỹ Linh đi. Đi thôi, thì âm, chúng ta vào đi thôi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi khóe miệng hơi ngoéo. Một cái, hướng về đứng ở bên cạnh mình vẻ mặt ngốc lăng quan thi âm cười nói. Người này, ba hắn thế nhưng cục vệ sinh cục trưởng, nhưng lại tại đây hào hưởng trong câu lạc bộ mặt có cổ phần, người sẽ không sợ hắn trả thù ngươi sao? Nghe được Trần Phi thanh âm, quan thi âm cái này mới chậm rãi bừng tỉnh, có chút lo lắng mở miệng nói rằng. Ở nàng nhìn lại, Trần Phi ngày hôm nay loại này cử động cố nhiên hết giận, có thể vị miễn vẫn còn có chút quá xung động đi. Dù sao đây chính là vốn là cục vệ sinh cục trưởng nhi tử, mở ra hơn 300 vạn Ferrari hào xe. Sợ cái gì, đó là ba hắn, cũng không phải hắn, nếu là hắn còn dám đến chít chít hoa hoa, ta bảo chứng vài cái tát phiến hắn hoài nghi nhân sinh. Hoác hoác hoác, Trần Phi vẻ mặt không có vấn đề, nghiêm trang sái bảo nói. Nói đùa, lấy hắn bây giờ trình tự chưa còn cần kiêng kỵ cái gì cục vệ sinh cục trưởng. Không phải là lười theo chân bọn họ không chấp nhận mà thôi. Ai, đầu của ta đau quá. Quan thi âm nghe vậy tự nhiên có chút khóc không ra nước mắt. Hắn ngày hôm nay tìm Trần Phi đến, vốn là muốn mượn hắn ở Bắc Sơn thì thân phận rất nhanh dung nhập xã hội thượng lưu, có thể không nghĩ tới bây giờ đến, cũng còn không dung đi vào ni, cũng đã trước đem trong đài mặt 1 tỷ cộng thêm Bắc Sơn thì cục vệ sinh cục trưởng nhi tử đều đắc tội. Ta đây cuộc sống gia đình tạm ổn a tương đương thế nào tự khó qua như vậy ni. Ai, mệt rác không yêu, thật là nhớ khóc. Trương Thiếu, chúng ta làm sao bây giờ? Vừa rồi tựa hồ có không ít đi ngang qua tân khách đều thấy được, muốn là bọn hắn chuyển đi. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy buông tha cái kia tiểu tiện nhân, còn có cái kia mặt trắng nhỏ. Tiến nhập hào hưởng câu lạc bộ tư nhân thang máy, Giải Mỹ Linh liền vẻ mặt oán độc mở miệng nói. Lúc đầu làm trong đài 1 tỷ, cũng được công nhận xinh đẹp nhất một cái, hắn Giải Mỹ Linh trước đây kỳ thực còn không có như thế tự ti. Có thể theo quan thi âm đến, hắn lại phát hiện dĩ vãng rõ ràng đều chắc là của nàng cực nóng chú mục, lại toàn bộ đều chạy tới cái kia tân nhân, tiện trên người nữ nhân, điều này làm cho hắn không kiềm hãm được ghen ghét dữ dội, cho rằng quan thi âm tranh đoạt của nàng quan tâm độ. Cho nên hắn mới có thể như vậy không giải thích được nhằm vào người. Hơn nữa ngày hôm nay hắn lúc đầu chuẩn bị ở trước mặt mọi người để mà huyền diệu nam bạn Trương Đại Thiếu, lại bị quan thi âm mang đến mặt trắng nhỏ trước mặt mọi người đánh mặt. Hơn nữa căn bản sẽ không đem nàng Giải Mỹ Linh không coi vào đâu, điều này làm cho hắn há có thể không giận, há có thể không đố kỵ, oán hận. Buông tha bọn họ, ta Trương Toàn Phong từ nhỏ đến lớn đều không thu được như vậy nhục nhã, làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Thế mà Trương Đại Thiếu nghe vậy ngay tức khắc sắc mặt dữ tợn nói. Rất hiển nhiên, cho tới bây giờ, trong lòng của hắn lửa cũng còn không chân chính đánh xuống đi. Thế nhưng ta xem mặt trắng nhỏ kia hình như có chút địa vị, bằng không làm sao có thể xuất ra cao gia thư mời. Thế mà Giải Mỹ Linh nghe vậy lại cố ý nói như vậy. Hắn đương nhiên không có khả năng tin tưởng, tự quan thi âm tiểu tiện nhân có thể xuất ra cao gia thư mời, vì vậy khẳng định nhất định là mặt trắng nhỏ kia cho hắn, cái này khiến hắn đố kỵ vạn phần, bởi vì nàng cũng không có trương thư mời. Có cái dám địa vị, hắn lại có lai lịch có thể theo ta Trương Toàn Phong so với sao? Ba ta thế nhưng bổn thì cục vệ sinh cục trưởng, còn có, thư mời nhất định là bọn họ trộm được, nghe hiểu sao? Trộm được, Trương Đại Thiếu nghe vậy tức giận khinh thường nói. Nói đùa, mặt trắng nhỏ kia thân phận gì, làm sao có thể có tư cách cùng hắn Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu so với? Chỉ là hắn lại đã quên bản thân mới vừa rồi còn bị Trần Phi lỗ tai phiến ba tiếng vang, đều thiếu chút nữa không đánh ngây ra, hiện tại Trần Phi người đi, tự lại kiêu ngạo lên. Đó là, thư mời nhất định là bọn họ trộm được, nếu không chỉ bằng cái loại này bọn họ thân phận tiểu nhân vật, khẳng định liên nhảy qua vào cửa tư cách cũng không có. Giải Mỹ Linh gặp Trương Đại Thiếu bão nổi nào còn dám lời thừa, ngay tức khắc không chút do dự nũng nịu lấy lòng nói. Rắn nước vậy vòng eo không e dè đã qua trên người hắn cọ, trước ngực từ trắng lắc lư. Cùng cái loại này tâm cao khí ngạo, tự nhận là tài trí hơn người nha nội bất đồng.
hắn Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu là phi thường vô cùng tâm cao khí ngạo, tự nhận là tài trí hơn người, bằng không cũng sẽ không như vậy tao bao đi mua lưỡng Ferrari, thật giống như e sợ cho bên ngoài người không biết nhà hắn có tiền vậy, cũng không sợ bị người nhớ thương. Vì vậy chúng ta phi thường tao bao Trương Đại Thiếu đang nghe trong lòng gia nhân thổi phồng, lại gặp được kỳ nũng nịu, hoa lộ ướt át tao sóng hình dáng, bỗng nhiên là cái gì lỗ tai đều bị ném sau ót. Hắn một bộ đắm đuối dáng dấp, một thanh ôm trầm giải mỹ linh thân hình như rắn nước, đột nhiên dương dương đắc ý cười nói ta hình như cho tới bây giờ đều không đã nói với ngươi đi. Ta kỳ thực còn có cái biểu đệ, gọi Cao Nguyên. Cao Nguyên, tên này hình như rất quen, Trương thiếu người biểu đệ là. Thế mà giải mỹ linh lại một bộ thần sắc nghi hoặc. Cái gì, ngươi cư nhiên không biết Cao Nguyên tên này, thực sự là tóc dài kiến thức ngắn. Cao Nguyên ngươi không biết, Cao Chí Nam Cao Tổng ngươi tổng phải biết đi. Trương Đại Thiếu trang bức thất bại, có chút thở hổn hển bất mãn nói. Cao Chí Nam Cao Tổng ta đương nhiên biết, có vấn đề gì không? Trương thiếu ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết có được hay không, Mỹ Linh ta hiếu kỳ nha. Giải Mỹ Linh mặc cho nhưng mà còn là một bộ đầu óc mơ hồ dáng dấp, chợt nhìn không được yểu điệu bất mãn làm nũng nói. Cao vót êm dịu ở Trương Đại Thiếu trước mặt phát thành từ trắng cuộn sóng, phảng phất như là rất có quy luật vậy đánh vào Trương Đại Thiếu cánh tay, khiến người sau tiểu phúc một trận ngọn lửa trên lùi, miệng khô lưỡi khô. Người cái này tiểu lãng hóa mà. Trương Đại Thiếu nhịn không được vẻ mặt cười xấu xa nói, tay không thành thật ở Giải Mỹ Linh trước ngực dùng sức sờ soạng hai thanh. Sau đó mới mở miệng nói Thương Hải Tập đoàn Cao Tổng gọi Cao Chí Nam, con của hắn Cao Thiếu, ứng với nên gọi tên gì? Cao Thiếu gọi cái gì? Được rồi, Cao Thiếu tên hình như liền kêu Cao Nguyên. Oa, Trương Thiếu, Cao Thiếu hắn lại là người biểu đệ. Giải Mỹ Linh nói, đột nhiên hồi tưởng lại Cao Thiếu vốn tên là tựa hồ liền kêu Cao Nguyên, nhất thời thoáng cái hoàn toàn giật mình lên. Phải biết rằng từ sự kiện lần này sau khi phát sinh, Cao Chí Nam thủ hạ chính là Thương Hải Tập đoàn không chỉ có cấp tốc đi ra trước tiểu khốn cảnh, vẫn còn hiện tượng Thiên Văn Tập đoàn lưu lại khối này đại bánh gato trên cắn một ngụm lớn, toàn bộ xí nghiệp cấp tốc mở rộng, các loại hạng mục ngoài dự đoán của mọi người hồi báo giá trị cực kỳ cao, kiếm được bồn mãn bát mãn. Cái này trực tiếp dẫn đến vốn là những nhà khác đầu dòng xí nghiệp, hôm nay đã có một ít theo không kịp Thương Hải Tập đoàn tầng thứ, bị rất xa bỏ qua. Hôm nay Thương Hải Tập đoàn, Cao gia nghiễm nhiên đã là Bắc Sơn thị đệ nhất thủ phủ, thậm chí ở toàn quốc trong phạm vi đều có phúc bố tư tài phú trên bảng nhỏ nhoi. Có thể nghĩ, hôm nay đã xưa đâu bằng nay Cao Thiếu, chính mình một vị Bắc Sơn thị thủ phủ cha, hơn nữa còn là con trai độc nhất, đối với Giải Mỹ Linh loại nữ nhân này tự nhiên chính mình vô cùng lực hấp dẫn. Đây cũng là hắn đang nghe Cao Thiếu lại là Trương Đại Thiếu biểu đệ, kinh ngạc như thế nguyên nhân. Nếu không phải hắn Giải Mỹ Linh chân thực thiếu trình tự, không có con đường tiếp xúc được Cao Thiếu, ngươi Trương Toàn Phong coi là cái gì. Tốt như vậy xác đừng nói, còn như thế ải. Hiện tại đã biết, không sai, Cao Thiếu là ta biểu đệ. Bất quá Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu nhưng không biết ngực mình giai nhân, lúc này trong lòng đang đối với mình khinh bỉ. Mà khi hắn nghe được cùng nhìn thấy Giải Mỹ Linh giật mình sau, ngay tức khắc đem cầm lại cao bãi đất phung lên, tựa hồ rất dáng vẻ đắc ý. Phải biết rằng Thương Hải Tập đoàn Cao gia hôm nay nghiễm nhiên đã là cái này Bắc Sơn thị long đầu thủ phủ. Không biết bao nhiêu người nghĩ hết biện pháp muốn cùng đặt lên một chút quan hệ, lại không có cách nào cùng phương pháp, có thể là bọn hắn Trương gia lại cùng Cao gia là bà con xa, Cao Thiếu là của hắn biểu đệ. Đây là hạng thân phận cùng với tầng thứ tượng trưng, nói ra chính là mặt mũi. Lúc đầu phụ thân hắn là nghiêm lệnh cấm chỉ hắn hướng ngoại giới nói ra loại quan hệ này, chính là vì để phòng bất cứ tình huống nào. Coi như một Trương cường lực con bài chưa lật. Nhưng bây giờ hắn Trương Đại Thiếu cũng đã bất chấp nhiều như vậy, đều bị người khi dễ tới cửa, bị phiến lỗ tai phiến hoài nghi nhân sinh, hắn Trương Toàn Phong hạng vạn kim khu, có thể đến mức dưới loại này nhục nhã mới là lạ. Thế nhưng, Trương Thiếu, mặc dù Cao Thiếu là của ngươi biểu đệ, chúng ta đây phải nên làm như thế nào, mới có thể thu thập cái kia tiểu tiện nhân còn có cái kia mặt trắng nhỏ. Giải Mỹ Linh tuy rằng giật mình Cao Thiếu lại là Trương Thiếu biểu đệ, nhưng vẫn là nghi hoặc vạn phần nói. Cái này còn không đơn giản, ta biểu đệ Cao Thiếu lúc này mới vừa thương rũ khang phục, chính là đi xui đại thời cơ tốt. Ngươi nói chúng ta nếu cho Cao Thiếu giới thiệu một chút ngươi đồng sự, hắn rốt cuộc là đáp ứng chứ? Còn là cự tuyệt ni, Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu rốt cuộc không hề thừa nước đục thả câu, vẻ mặt âm hiểm nói.
hắn cũng muốn nhìn một chút, tiểu đồ đê tiện khi hắn Trương Toàn Phong trước mặt trang như vậy ngọc nữ thuần khiết, lại dám đường hoàng cự tuyệt hắn. Đây là đang ghét bỏ thân phận của hắn thiếu sao? Tốt lắm, ngươi nếu nghĩ ta Trương Toàn Phong Trương đại thiếu thân phận thiếu, ta đây tự cho ngươi tìm cái thân phận đầy đủ đến. Nếu đổi lại là đường đường Thương Hải tập đoàn cao thiếu, ngươi cái này tiểu đồ đê tiện còn dám cự tuyệt sao? Nếu mặt trắng nhỏ kia nhìn thấy một màn này sắc mặt sẽ phải rất đặc sắc đi. Ha ha ha, dù thế nào lão tử không có được, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Trương thiếu ngươi thật là xấu a. Ngươi muốn đem tiểu tiện nhân giới thiệu cho cao thiếu. Giải Mỹ Linh tuy rằng thoáng cái tự nghe hiểu Trương Toàn Phong ý tứ, làm bộ một bộ nhìn có chút hả hê dáng dấp cười khanh khách nói. Nhưng trên thực tế, hắn cặp kia hai tròng mắt quyến rũ trong lại nhanh chóng lướt qua nồng nặc oán hận cùng đố kỵ. Hắn cũng nghĩ không ra, mình rốt cuộc là điểm nào nhất không bằng Quan Thi Âm. Phải biết rằng đây chính là một cái cơ hội thật tốt, có thể đặt lên Thương Hải tập đoàn cao thiếu cái này cây cao chi, thế nhưng hắn hiện tại lại chỉ có thể chắp tay tặng cho đối phương, nhưng lại không thể biểu hiện ra chút nào dị dạng. Bằng không hắn nếu lộ ra sơ hở gì, những Trương đại thiếu nhận thấy được của nàng chân thực tâm lý, nhất định sẽ để cho nàng chịu không nổi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi ghen ghét dữ dội, nhịn không được vẻ mặt nhìn có chút hả hê mở miệng nói tiểu tiện nhân chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ một khi chọc giận cao thiếu, hạ chàng tuyệt đối rất thảm. Người cái này tiểu lãng hóa, thế nào, có đúng hay không vừa nghe đến cao thiếu tên tự không thể chờ đợi. Mà Trương đại thiếu một gặp ngực mình giai nhân, cư nhiên ở trước mặt mình như vậy công nhiên thổi phồng hắn người, nhất thời mất hứng, vẻ mặt khó chịu nói. Nào có, nhân gia trong lòng chỉ có ngươi một người nam nhân, ngươi tên bại hoại này cũng không phải không biết. Thật là, ngươi không tin ta, hanh, ta phải tức giận. Giải Mỹ Linh nhất thời trong lòng cả kinh. Vội vã làm nũng nói. Hơn nữa ở hắn nũng nịu thời gian, hắn còn cố ý đem mình chỉ có phiến bố che giấu nóng bỏng thân thể dán hướng đối phương, một đôi quyến rũ hai mắt lưu chuyển nước gợn nhộn nhạo vẻ. Thấy thế chúng ta Trương Toàn Phong Trương đại thiếu tự nhiên hắc hắc cười rộ lên, một đôi tay không thành thật ở Giải Mỹ Linh bại lộ trắng noản trên thân thể chạy, một bên nghiêm mặt nói cái này hãy bỏ qua ngươi, còn có lần sau, ha ha. Hắn làm bộ rất có uy nghiêm cười lạnh cười. Sẽ không nữa, ta chỉ biết Trương thiếu ngươi người tốt nhất. Giải Mỹ Linh nhất thời yểu điệu làm nũng nói, sau đó còn dâng lên một cái hôn nóng bỏng. Mà đang ở chúng ta Trương đại thiếu cùng Giải Mỹ Linh ở tư nhân trong thang máy tao sóng lúc, Trần Phi cùng Quan Thi Âm hai người đã tay cặp tay đi tới tầng cao nhất hiến hội cửa. Làm hôm nay Bắc Sơn thị nhà giàu nhất công tử, cao thiếu tự nhiên có tư cách cho tới cái này hào hưởng câu lạc bộ cao cấp nhất thẻ khách quý. Đem cái này tầng chót tất cả đều sang lại dùng làm đêm nay nơi sân. Mà đây cũng chính là thân phận, địa vị tượng trưng, không biết có bao nhiêu người ước ao đố kỵ hận. Mà cái này hào hưởng câu lạc bộ cao cấp nhất thẻ khách quý không hổ là Bắc Sơn thị cao cấp nhất, tối có đẳng cấp tư nhân hội sở. Kỳ tầng cao nhất bố trí cùng Trần Phi dĩ vãng nhìn thấy hoàn toàn bất đồng, phòng khách phi thường rộng mở, sở hữu trang sức cũng đều là hết sức xa hoa. Bởi vì đêm nay được chúc mừng tiệc tối còn chưa bắt đầu, trong đại sảnh hầu như đều là người, lại trẻ tuổi cũng có hơi chút trung niên một chút, dù thế nào lớn tuổi nhất cũng tựa hồ cũng không có vượt lên trước 40 tuổi. Bọn họ top 5 top 3 tụ chung một chỗ nói chuyện với nhau, đến mức chân chính có thân phận, đại đa số đều không đến, hay hoặc là đã đi đoàn thể nhỏ phòng nội. Thi Âm, ngươi nói đêm nay Cao Chí Nam sẽ tới hay không? Đánh nhìn bên trong hội trường này 3 năm thành toàn. Trần Phi bỗng nhiên nhìn không được hỏi. Cao Chí Nam, ngươi nói Thương Hải tập đoàn cao tổng. Tối nay là để ăn mừng con của hắn Thương Dũ khang phục, hắn làm vì phụ thân, vậy cũng sẽ đến đi. Bất quá làm hắn cái loại này đại nhân vật, đặc biệt gần nhất trong khoảng thời gian này, hẳn là bề bộn nhiều việc mới đúng, ta cũng không biết. Quan Thi Âm độc thoại nửa ngày, tối cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Chỉ là ngừng nói. Hắn lại nhịn không được nghi ngờ nói ngươi hỏi thăm loại sự tình này mà làm gì. Có thể đừng nói cho ta ngươi cùng vị kia cao tổng nhận thức. Tân quả, chúc mừng ngươi đáp đúng. Ta quả thực cùng hắn nhận thức. Trần Phi mở miệng cười nói. Phải, trước thế nào sẽ không phát hiện ni, người người này thực sự là càng ngày càng thích khoác lác. Quan Thi Âm nghe vậy nhịn không được trắng Trần Phi liếc mắt. Một bộ ta biết ngươi đang khoác lác, ngươi xem ta tin hay không biểu tình của ngươi. Phải biết rằng Thương Hải tập đoàn cao tổng đó là nhân vật nào.
đây chính là hôm nay Bắc Sơn thị thủ phủ, người Trần Phi Tựu vừa mở tiểu phá xe thiểu niên, tại sao có thể nhận thức cái loại này Thương Hải Đại Ngạc Ni, đây tuyệt đối không khoa học. Ừ, Quan Thi Âm trong lòng đương nhiên thầm nghĩ. Được rồi, ta đang khoác lác. Trần Phi nghe vậy tự nhiên cười khổ không thôi, đầu năm nay a, quả nhiên nói thật ra đều là không ai tin. Ai nha, ngươi cũng đừng như thế chán ngán thất vọng. Tuy nói ngươi bây giờ còn không biết Cao Tổng, nhưng vạn nhất nếu là đêm nay vận khí, tựu trùng hợp biết ni. Vì vậy chớ nhục chí nữa. Quan Thi Âm gặp Trần Phi cùng quả bóng xì hơi tựa như, nhịn không được buồn cười nói. Chỉ là hắn loại này an ủi pháp chưa gọi an ủi a. Khiến Trần Phi càng nghe càng phiền muộn, nhịn không được trong lòng nói lầm bầm nhận thức Cao Chí Nam rất tốt a. Bản đại thiếu còn lười nhận thức hắn ni. Ngay chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu vẻ mặt buồn bực thời gian, Trương Toàn Phong vẻ mặt cảnh xuân hồng nhuận ôm giải Mỹ Linh thong dong tới chậm. Mà khi hắn khóe mắt dư quang phiết đến bên trong hội trường Trần Phi hai người lúc, trên mặt nhất thời hiện ra lau một cái vẻ lo lắng, bất quá lại ngay sau đó rất nhanh chuyển hóa thành một loại rất âm hiểm cười nhạt. Theo chỉ thấy hắn sờ ra điện thoại di động của mình, bấm một số điện thoại này, biểu đệ sao? Là ta, Trương Toàn Phong. Bắc Sơn hào hưởng câu lạc bộ tầng chót ta phòng nội. Một vị tuổi còn trẻ đẹp trai áo bành tô nam tử chính bưng ly rượu, bị mấy vị cô gái xinh đẹp vây bắt. Lúc này nếu là có thị trường trà trộn Bắc Sơn thị thượng lưu vòng tròn người ở đây, khẳng định liếc mắt là có thể nhận ra này cô gái đẹp đều là Bắc Sơn thị nhà giàu khuê tú, đỉnh cấp danh Việt, hay là sáng chói gái hồng lâu, đêm nay cư nhiên tuyệt đại đa số đều tới đông đủ. Và lại còn là như ong vỡ tổ vậy vây quanh ở cái kia nam tử trẻ tuổi bên cạnh, thật là có chút làm cho có chút kinh ngạc. Bất quá muốn là có người biết nam tử trẻ tuổi kia thân phận, có thể cũng sẽ không có vẻ kinh ngạc như thế. Bởi vì mặc đẹp trai áo bành tô nam tử trẻ tuổi, chính là Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu trong miệng Cao Thiếu, hôm nay tối làm người ta chú mục, tối đường làm quan rộng mở thủ phủ con cao nguyên. Như vậy một cái siêu cấp phú nhị đại, nhưng lại liên dung mạo. Vóc người cũng đều khá tốt, tự nhiên muốn không hấp dẫn nữ nhân đều khó khăn a. Cũng có thể chính vì vậy, mới vừa từ tai nạn xe cộ trọng thương dưới trạng thái khôi phục Cao To ít, mấy ngày này đều đã xem chán ghét cái loại này nịnh nọt thảo hảo mặt cười, chân thực đều có chút chết lặng, cho nên đối với những nữ nhân này có vẻ cực kỳ có lệ. Nếu không phải là bởi vì đêm nay trận này yến hội là hắn tự mình khởi xướng tổ chức, vì vậy không thích hợp hắn một người cô đơn, hay là xen lẫn trong nam nhân trong đống. Chỉ sợ hắn liền đi, làm sao kiềm chế theo tính tình đợi đến bây giờ. Mà chính khi chúng ta cao nguyên Cao To ít mọi cách không trốn nương tựa, Trương Toàn Phong bên kia vừa vặn chính là một chiếc điện thoại đánh tới, mở miệng câu nói đầu tiên là biểu đệ, nhất thời làm giảng điện thoại đặt ở bên tai cao nguyên nhíu mày một cái, chợt bất lộ thanh sắc nói Trương Toàn Phong là ngươi a, chuyện gì? Tuy nói Trương Toàn Phong nhà bọn họ quả thực cùng nhà hắn là thân thích, nhưng vấn đề hoàn toàn là tám gậy che đánh không được cùng nhau cái loại này, hơn nữa liên ba hắn tư để hạ đều không nhận, nhưng này Trương Toàn Phong mỗi lần gọi điện thoại đến đều vẫn là biểu đệ cái gì, tự nhiên khiến trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, đối với đối phương không có ấn tượng gì tốt. Thậm chí còn cái này nếu đổi thành hắn trước kia tính tình, nói không chừng đều đã châm chọc khiêu khích mở, chào phúng đối phương không biết lượng sức. Nhưng từ hắn lần trước đua xe xảy ra chuyện sau, để lại cho hắn giáo huấn cực kỳ khắc sâu, cũng để cho hắn tại đây thương rũ khôi phục trong khoảng thời gian này trở nên thành thục, hiểu chuyện rất nhiều, minh bạch cái gì gọi là lòng dạ, cái gì gọi là thu liễm. Hắn mặc dù đối với ở không óc Trương Toàn Phong rất không tiết, nhưng dù sao đối phương vẫn có cái cục vệ sinh cục trưởng cấp bậc cha, tránh sự cấp bậc nón quan, đủ để cho hắn thoáng quên này tâm phiền lời. Thế nào, Tiểu Nguyên, lẽ nào biểu ca ta không có chuyện thì không thể cái ngươi gọi điện thoại? Mặc dù hôm nay Cao gia đã xưa đâu bằng nay, nghiễm nhiên đã là cái này Bắc Sơn thị thủ phủ gia tộc, nhưng ở cao nguyên vị này thủ phủ con trước mặt chúng ta Trương Đại Thiếu cũng còn là không hiểu rất có lo lắng, tiểu nguyên kêu, còn lấy biểu ca thân phận công nhiên tự cho mình là. Có thể hắn thấy Cao gia mặc dù có tiền, nhưng dù sao bọn họ là quan hệ thân thích, hơn nữa hắn vẫn cao nguyên danh chánh ngôn thuận biểu ca, vì vậy, tự lý nên bộ dáng như vậy nói. Bởi vì... này dạng mới có thể nổi lên ra hắn biểu ca thân phận, đại biểu cho đẳng cấp cùng trình tự. Trương Toàn Phong, ngươi đến cùng có chuyện gì? Nếu không có việc gì ta bên này tự cúp trước. Thế mà Trương Toàn Phong như vậy tự cho là đúng khoan dung giọng nói, cao nguyên đương nhiên nghe không nổi nữa, sắc mặt trầm xuống,
không chút khách khí lạnh lùng nói. Nói đùa, thật cho rằng cho ngươi giờ mặt tự muốn lật trời. Tiểu Nguyên nhìn ngươi cái này nói, biểu ca kia ta sẽ không thừa nước đục thả câu, là như vậy. Ta có vị bằng hữu muốn nhận thức ngươi, là vị người nữ chủ trì, lớn lên rất đẹp, cặp kia chân, câu người đôi mắt nhỏ thần mà. Thế nào, biểu ca ta còn là đối tốt với ngươi đi, biết ngươi vừa mới vừa thương rũ khẳng định nghẹn lâu đi. Cần phải đi đi xui. Bên đầu điện thoại kia Trương Toàn Phong vừa cười vừa nói. Người nữ chủ trì, ta nghe nói người gần nhất không phải là cùng một cái người nữ chủ trì đánh cho rất lửa nóng sao? Lẽ nào là cùng một người, xin lỗi, ta Cao Nguyên cũng không có nhặt người đàn bà đáng quen. Cao Nguyên nghe vậy cau mày nói rằng. Tuy rằng hắn trong khoảng thời gian này quả thực đến mức rất lâu, gần nhất trong lòng thường xuyên nắm lấy lúc nào lái một chút mặt. Nhưng vấn đề là hắn Cao Nguyên cũng không có nhặt người khác người đàn bà đãng mặc quen. Trùng hợp hắn vừa vặn biết Trương Toàn Phong gần nhất đang cùng một vị người nữ chủ trì thân nhau, tại bọn hắn cái vòng kia đều cơ hồ truyền khắp, hiện tại lại đột nhiên mạnh vừa nghe đến lời như vậy, tự nhiên đương nhiên tự cho rằng là cùng một người, trong lòng hết sức khó chịu, mất hứng. Đương nhiên không là cùng một người, ta bằng hữu kia là từ tỉnh đài truyền hình điều xuống, gần nhất vừa mới đến chúng ta thị đài đưa tin. Cao thiếu, ta bằng hữu kia có thể là thật rất ngưỡng mộ ngươi Nga, mấy ngày nay một mực xin nhờ ta nói muốn nhận thức ngươi. Nga, được rồi, hắn đêm nay cũng tới, ngươi xem có đúng hay không? Trương Toàn Phong vừa cười vừa nói. Ngươi thật đúng là đừng nói, chúng ta Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu tuy rằng bình thường rất không óc, có thể một vòng đến cái này hãm hại người, làm chuyện xấu thời gian, đầu tựu ngay tức khắc tia sáng. Loại này âm hiểm chiêu số cũng nghĩ ra được. Còn cái gì bạn hắn, thật vãi không biết xấu hổ. Là như thế này, rất hiển nhiên Trương Toàn Phong một trầu thổi phồng còn là khiến Cao Nguyên trong lòng rất thoải mái, ngược lại cũng không lại không biết xấu hổ giả bộ từ chối, chợt thẳng thắn lưu loát cười nói vậy các ngươi hiện tại ở đâu? Ta đến nhìn một cái đi. Thanh niên nhân nha, đều là sĩ diện hảo, cũng thích tranh cường háo thắng. Có mỹ nữ bản thân nguyện ý yêu thương nhung nhớ, lại nào có trang thánh nhân gì đi ra ngoài đẩy đạo lý. Hơn nữa đối với hắn bản thân, hắn Cao Nguyên đương nhiên là rất có lòng tin. Không chỉ là lớn lên anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, hôm nay cha hắn hoàn thành công tấn chức đến thủ phủ cấp bậc, ứng phó chính là một cái tiểu đài truyền hình người nữ chủ trì, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay, đơn giản rất. Hiện tại cứ tới đây, tốt lắm, chúng ta bây giờ ngay yến hội trong đại sảnh. Tiểu Nguyên ngươi mau tới đây đi, Trương Toàn Phong vẻ mặt đắc ý cúp điện thoại, âm hiểm cười nói thành. Bản đại thiếu thật là thiên tài, ha ha ha. Cái này xem bọn hắn là chết như thế nào. Tiểu tiện nhân nếu là dám đắc tội Cao thiếu nói, tự thật có bọn họ chịu được, ha ha ha. Trương thiếu ngươi thực sự là rất xấu rồi. Giải Mỹ Linh cũng là mặt đầy oán hận cười khanh khách nói. Hào hưởng câu lạc bộ tầng chót hiến hội phòng khách, dựa vào bên trên bên ngoài hoa viên sân thượng. Trần Phi phiết theo miệng nhìn một đẩy đẩy đến đây đến gần tự cho là phong lưu phóng khoáng. Ngọc Thụ Lâm Phong cái gọi là tinh anh nhân sĩ, trong ánh mắt không lại hiện ra lau một cái khinh bỉ màu sắc, bưng ly rượu, mặt không biểu tình, đẩy ra nhân quần tiến đến Quan Thi Âm bên tai nhẹ giọng nói ta nói lẽ nào ngươi sẽ không phát hiện sao? Những tên kia ánh mắt, một đám lửa nóng thật giống như muốn đem ngươi cả người y phục lấy hết, nuốt sống vậy. Nếu lại như thế xuống phía dưới ta cũng không cứu được ngươi, cái này đại hôi lang nhiều lắm. Nói bậy những thứ gì a ngươi? Quan Thi Âm nghe vậy tức giận trắng Trần Phi liếc mắt, nhưng cũng ngay tức khắc mượn cớ hướng về trước mắt những tên kia cáo từ, lôi kéo Trần Phi trốn được bên ngoài hoa viên sân thượng, bĩu môi, vẻ mặt khó chịu nói biết rõ ta ở bên kia bị khổ kiếm vất vả, người người này sớm đã làm gì. Ai, thực sự là, ta đêm nay không có thể như vậy gọi ngươi tới chơi với ta. Quan Thi Âm trong lòng âm thầm cười khổ, hắn bây giờ là thật tin tưởng Trần Phi chưa quen thuộc loại này thượng lưu vòng tròn. Chưa quen thuộc loại này thượng lưu vòng tròn tổ chức tiệc tối. Nếu không, người này vừa thấy được bên trong phòng ăn rực rỡ muôn màu, hương khí xông vào mũi bàn ăn, liền trực tiếp đem hắn cái này bạn gái vứt, chạy đi ăn nấy ăn để. Cái này gọi chuyện gì? Hơn nữa nói như vậy, giống như loại này cao tầng thứ tiệc tối, yến hội, trên bàn cơm trưng bày này mỹ vị món ngon kỳ thực đều là bài biệt, lướt qua tức chỉ cũng thì thôi, đâu còn sẽ giống như bình thường ăn cái loại này thực sự ăn no à. Quan Thi Âm chỉ cảm giác mình có chút nổi dóa, bảo bảo trong lòng khổ, bảo bảo nói không nên lời a. Ngạch, ngoài ý muốn,
chỉ do ngoài ý muốn, nhất thời có điểm kìm lòng không đậu nha. Trần Phi lúng túng cười cười nói. Ngươi nha, quên đi, bản bảo bảo còn là dựa vào tự ta đi. Ngươi đợi thành thật theo ta bưng ly rượu đi đi khắp nơi đi, tìm người mời rượu. Có thể có tư cách đến lần tham gia yến hội, đều trên căn bản là cái này Bắc Sơn thì các ngành các nghề tinh anh. Nhân Trung Kiệt, nhiều nhận thức một ít loại người này, đối với ngươi không chỗ hỏng. Quan Thi Âm nghe vậy bất đắc dĩ mở miệng nói. Bưng ly rượu đi đi khắp nơi đi, tìm người mời rượu. Trần Phi nghe vậy tuy rằng trong lòng có một vạn cá biệt xoay, nhưng hắn do dự mà vẫn là không có đem cự tuyệt nói ra khỏi miệng. Dù sao nếu đổi thành những người khác, vốn là để tìm người theo chiêm quang, lại không nghĩ rằng tìm đến một tên ăn bám mà thôi, gấp cái gì không giúp đỡ không nói, ngược lại còn đem trong đài 1 tỷ, cộng thêm cục vệ sinh cục trưởng nhi tử đều đắc tội. Nhưng dù vậy, Quan Thi Âm cũng đều còn chưa nói xuất nhâm cái gì lời khó nghe, trái lại còn muốn trợ giúp bản thân nhiều nhận thức những người này, nhiều liên lạc một ít quan hệ. Trần Phi trong lòng không khỏi tuôn ra một phần tình cảm ấm áp. Khóe miệng buộc vòng quanh dáng tươi cười. Trần bác sĩ, người đã ở tới. Đúng lúc này, một đạo giật mình cộng thêm hơi theo một tia kính úy thanh âm truyền đến. Ngươi là, Nga, Lưu thầy thuốc, xin chào. Trần Phi nghe vậy nghiêng đầu vừa nhìn, phát hiện chủ nhân của thanh âm kia lại là cùng hắn từng có hai mặt duyên trung tâm thành phố y viện tâm huyết quản phòng Lưu Chi Song. Chỉ thấy hắn hôm nay mặc một thân chính trang, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng thật ra khá có vài phần trung niên nhân sĩ thành công phái đoàn. Đương nhiên hắn hiện tại cũng quả thật có tư cách kiêu ngạo, bởi vì ngay gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đã bị y viện đề bạt làm chủ nhiệm cấp bậc cán bộ. Cái này tại ngoại giới xem ra đã là tương đương lợi hại một vị trí, vì vậy hoàn toàn có thể nói là chính trực đường làm quan rộng mở. Ngoại giới các ngành các nghề không ít người đều muốn nhận thức hắn, thuận tiện kéo chắp nối. Dù sao y viện loại địa phương này rất đặc thù, cũng không người nào nguyện ý tùy tiện đắc tội một cái bác sĩ, bởi vì, lại có ai có thể đủ bảo chứng bản thân không được bệnh, không được viện ni. Mà chỉ cần đến rồi cái loại này thời khắc, người một khi bị bệnh, một vị ba giáp y viện cấp bậc phòng chủ nhiệm, có khả năng đủ phát huy tác dụng sẽ rơi tới tận cùng. Đây cũng là không ít người muốn kết bạn nguyên nhân của hắn. Nhưng bây giờ, ở trong mắt bọn hắn vị trí rất cao được Lưu Chi Song Lưu thầy thuốc. Lại cư nhiên đang dùng như vậy một loại giọng nói hướng một cái thoạt nhìn rất trẻ tuổi người xa lạ nói, cái này khiến mọi người tại đây có chút giật mình. Lẽ nào người trẻ tuổi kia còn là đại nhân vật gì phải không? Nhưng này dung mạo nhìn qua lại rất xa lạ a. Triệu tiên sinh xin chào. Lưu thầy thuốc, ngươi và Trần Phi nhận thức. Quan Thi Âm lúc này tự nhiên phi thường kỳ quái, nhịn không được nghi ngờ hỏi. Lưu thầy thuốc, vị tiểu huynh đệ này là... Xin lỗi, đã quên tự giới thiệu. Xin chào, ta gọi là Triệu Quan Vân, hiện nay ở thị dược giam cục công tác. Đứng ở Lưu Chi Song bên cạnh, như là rất có thân phận, địa vị trung niên nam tử cũng không nhịn được hỏi. Tự giới thiệu mình một phen. Rất hiển nhiên là hắn ở nhìn thấy Lưu Chi Song đúng Trần Phi thái độ, cư nhiên lại sẽ khách khí như vậy sau, nhất thời ngay tức khắc trong lòng sinh ra mấy phần kết giao tâm. Dù sao có tư cách lệnh đường đường trung tâm thành phố y viện tâm huyết quản phòng phòng chủ nhiệm. Lấy như vậy một loại thoáng tôn kính, kính úy giọng nói cùng nói đến nói, nghĩ đến kỳ thân phận cũng khẳng định không bình thường mới đúng. Đáng giá hắn như vậy đi làm. Nhận thức, đương nhiên nhận thức, Trần bác sĩ trước đây cũng là bệnh viện chúng ta bác sĩ, Trần bác sĩ, thực sự là đã lâu không gặp. Lưu Chi Song hiển nhiên phỏng chừng cũng không nghĩ tới sẽ ở cái này đụng với Trần Phi, có chút chột dạ giới thiệu. Tuy rằng Trần Phi trước ở trung tâm thành phố y viện cũng chỉ là một phó chủ nhiệm cấp thầy thuốc khác, thế nhưng trong lòng hắn lại rất rõ ràng, Trần Phi có nội tình tuyệt không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nhất là hắn một ngón kia quỷ thần khó lường y thuật, ngay cả bọn họ y viện được khen là tam đại quyền uy hai từ Trấn Hưng từ bác sĩ, Lưu Trường Sơn Lưu thầy thuốc đều mặc cảm. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Ngay cả trước bọn họ viện trưởng ép buộc Trần Phi phải không mà dẫn đến kỳ trực tiếp lược trọng trách không làm sự tình, đều cư nhiên trực tiếp khiến từ bác sĩ tức giận đều ly khai bọn họ trung tâm thành phố y viện, chuyển đầu tiến nhập trung y phụ thuộc viện, trực tiếp về hưu. Còn có Lưu thầy thuốc bên kia tuy rằng đến bây giờ đều còn không nói gì, nhưng vấn đề hắn bên kia hiện nay chính ở nước ngoài, rất có thể là cũng không biết quốc nội chuyện này. Nếu không đương sơ thế nhưng đích thân hắn đem Trần Phi mang vào bọn họ bệnh viện. Nhưng bây giờ lại bị viện trưởng ép đi, lấy Lưu thầy thuốc tính tình, không hề gây ra giờ đại sự mới là lạ.
Vì vậy hắn Lưu Chi Song tuy rằng cho là mình hôm nay đã rất nghiêu bức, nhưng nếu là nhượng hắn và có thể gây nên từ bác sĩ, Lưu thầy thuốc coi trọng như vậy Trần Phi so sánh với, thế vẫn là xa xa chênh lệch không chỉ một đẳng cấp. Có thể đối lập có khả năng cũng không có. Đồng thời không chỉ có như vậy, còn có một món càng chuyện trọng yếu hơn, đó chính là đương sơ Cao Thiếu đua xe xảy ra tai nạn xe cộ trọng thương lúc, thế nhưng bị Trần Phi xuất thủ cứu trở về. Thậm chí còn khi đó lúc đầu bọn họ viện rất nhiều chuyên gia đều cho rằng không cứu, thế nhưng bị lại đối phương một cái diệu thủ hồi xuân thật cấp cứu trở về. Rất có ngay cả chỉ kia bị bọn họ viện khoa chỉnh hình sở hữu chuyên gia đều cho rằng chặn dơ chân, hôm nay đều cư nhiên thật hoàn hảo không tổn hao gì giữ xuống tới. Vì vậy thay lời khác mà nói hắn Trần Phi là Cao Thiếu ân nhân cứu mạng, tái sinh phụ mẫu đều không quá đáng chút nào. Mà hôm nay Cao gia nghiễm nhiên đã là vốn là thủ phủ tầng thứ khoan dung, Trần Phi muốn không bởi vậy được lợi đều khó khăn. Nhất niệm đến nước này, hắn Lưu Chi Song ở Trần Phi trước mặt tự nhiên lại không dám cản rỡ, trên mặt chất đầy thảo hảo dáng tươi cười. Triệu tiên sinh xin chào, ta gọi là Trần Phi, hiện nay cũng không có ở địa phương nào đi làm, nhưng thật ra cho ngươi chê cười, ha ha. Trần Phi thấy thế tự nhiên hữu hảo cùng đối phương nắm tay, mình trêu nói. Lại nói tiếp, hắn gần nhất hình như quả thực thành một cái không việc làm, nơi rỗi rãnh chạy, loạn đi dạo. Trần tiên sinh ngươi lời nói này, nhất định là đi làm mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút đi. Kỳ thực ta trước đây thời điểm bận rộn cũng thật muốn làm như vậy, chỉ tiếc, không lá gan, ha ha ha. Triệu Quan Vân nghe vậy khóe mắt hiện ra lau một cái vẻ kinh dị, chợt cười to nói. Cao Thiếu, ngươi xem, ta vị bằng hữu kia ở nơi này biên. Nhưng vào lúc này, một đạo làm người ta chán ghét thanh âm xuất hiện ở mọi người bên tai. Dứt lời chỉ thấy vẻ mặt kiêu ngạo Trương Toàn Phong xuất hiện ở trong tầm nhìn, bên cạnh còn dẫn một vị đàm tiếu theo đi tới. Mọi người vừa thấy được người trẻ tuổi kia khuôn mặt, đều thất kinh, bởi vì mặc đẹp trai áo bành tô nam tử trẻ tuổi chính là bởi vì trận này yến hội nhân vật chính. Thương Hải tập đoàn Cao Chí Nam công tử Cao Nguyên Cao to ít. Phải biết rằng hắn Cao Nguyên Cao Thiếu hôm nay hoàn toàn có thể nói là cái này Bắc Sơn thế hệ trẻ nổi bật nhất tinh. Dù sao thủ phủ con loại này xưng hô không có thể như vậy đùa giỡn. Cái này vòng tròn chính là như vậy, rất ít so với chính là bọn hắn bản thân, trái lại càng nhiều hơn chính là so với bọn hắn lão tử của. Quan nhị đại so là ai nhà lão tử của quan lớn, phú nhị đại so là ai nhà lão tử của nhiều tiền. Vì vậy đường đường thủ phủ con tại bọn hắn một ít trong mắt người địa vị còn cần hỏi sao. Cao Thiếu xin chào, ta là XXXX. Không ít người nhất thời nhiệt tình chào hỏi, tràng diện trở nên nhiệt liệt không gì sánh được. Trong đó càng có không ít người vẻ mặt kích động hình dạng. Phải biết rằng đây chính là Cao Thiếu A, vốn là hôm nay thủ phủ con, nếu có thể vận khí tốt cùng đặt lên giờ quan hệ thế nào nói, đây chính là đủ có thể thiếu phấn đấu nửa đời người. Vì vậy ai không muốn bắt ở cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Ai không muốn nhận thức thủ phủ con Cao Thiếu. Mà đang ở tất cả mọi người rơi vào loại này kịch liệt tâm tình trong lúc, giải Mỹ Linh chợt không ngờ đi tới Quan Thi Âm trước mặt, làm bộ nhiệt tình kéo tay nàng, mỉm cười nói Thi Âm, đến, ta giới thiệu cho ngươi một người. Vị này ngươi cũng không xa lạ đi, hắn chính là Cao Thiếu, vốn là Thương Hải tập đoàn Cao Tổng Công Tử. Đang nói một tất. Hắn cư nhiên lại giả bộ ra một loại rất đẹp đẽ thần thái, Kiều Tích Tích nói Thi Âm, trước ngươi có thể vẫn luôn tranh cãi ầm ĩ theo nói muốn nhận thức Cao Thiếu. Hiện tại rốt cục được như nguyện đi, vị này chính là cao nhân bản thân, có đúng hay không rất tuấn tú. Khanh khách, đến, mau tới đây, cùng Cao Thiếu uống chén rượu. Trần Phi nghe vậy nhất thời có chút nhíu, Quan Thi Âm cũng âm thầm lộ ra một loại thần sắc tức giận, lấy thông minh của nàng tài trí. Đương nhiên biết đối phương đây tuyệt đối là đang hãm hại hắn. Hắn tuy rằng rõ ràng cho tới bây giờ cũng không có cùng đối phương nói qua, bản thân cái gì muốn tranh cãi ầm ĩ suy nghĩ nhận thức Cao Thiếu, nhưng vấn đề là lời như vậy, lại có thể ở hiện tại trường hợp này công nhiên nói ra. Bằng không đó không phải là được hắn Quan Thi Âm coi thường đối phương, coi thường Cao Thiếu. Không để cho thủ phủ con mặt mũi, hắn cũng chính là một cái tiểu người chủ trì mà thôi, có tư cách gì. Trong lòng nghĩ đến những thứ này, Quan Thi Âm tuy rằng trong lòng ủy khuất không gì sánh được. Nhưng hắn nhưng vẫn là chỉ có thể trên mặt miễn cưỡng bài trừ một điểm dáng tươi cười, phảng phất thụ sủng nhược kinh vậy đi theo đi qua, bưng ly rượu lên nói Cao Thiếu xin chào, ta là Quan Thi Âm. Quan Thi Âm,
thực sự là một cái tên rất hay. Đến, quan mỹ nữ, ta mời ngươi một chén, thực sự là hạnh ngộ hạnh ngộ. Cao Nguyên hiển nhiên không nghĩ tới Trương Toàn Phong cái gọi là bằng hữu lại là cái như vậy hiểu điệu đại mỹ nhân. Đặc biệt cặp kia dường như bảo thạch vậy sáng chói lóe sáng cười mắt, phảng phất là lông tơ vậy khẽ vuốt mê người dây thanh, khỏe mạnh hoàn mỹ vận động vóc người. Đây hết thảy cũng làm cho hắn nhãn tình sáng lên, trong lòng cực kỳ thỏa mãn, khóe miệng kìm lòng không đậu buộc vòng quanh lau một cái nụ cười mê người. Tuy nói lấy hắn Cao Nguyên cao to ít thân phận, mấy năm nay coi như là gặp hơn bụi hoa, thường thấy mỹ nữ. Thế nhưng quan Thi Âm loại này cấp bậc cực phẩm, hay là thật rất hiếm thấy. Thi Âm thật ước ao ngươi a, chúng ta cao to ít hình như đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú. Nga Tương Đương ở một bên nhìn thấy một màn này giải mỹ linh quyến rũ hai mắt xẹt qua nồng đậm đố kỵ cùng với oán hận, sắc mặt nhưng vẫn là nặn ra một bộ mập mờ mỉm cười nói. Đâu đâu, là chúng ta quan đại mỹ nữ quá mê người duyên cớ. Ngươi nói đúng không đúng, Trương Thiếu. Cao Nguyên cười hắc hắc nói. Đương nhiên, đương nhiên. Bất quá chính vì vậy mỹ nữ xứng anh hùng, Cao Thiếu, người nghĩ chúng ta quan Thi Âm quan đại mỹ nữ thế nào? Có muốn hay không đi bên trong gian phòng đơn độc tâm sự? Trương Toàn Phong nghe vậy gật đầu, có thể theo lại cư nhiên lấy như vậy một loại đáng thanh âm nói rằng. Nhất thời làm trong lòng vốn là rất hốt hoảng quan Thi Âm ngón tay run lên, sắc mặt tái nhợt lên. Hắn tự nhiên thế nào cũng thật không ngờ, đối phương những người này cư nhiên vô sỉ như vậy. Cư nhiên rượt dây Cao Thiếu để cho nàng đơn độc cùng mình đi bên trong phòng nhỏ. Đây là đem nàng quan Thi Âm trở thành cái gì? Di nữ sao? Mà Cao Thiếu lúc này hiển nhiên cũng không có phát hiện trước mắt giai nhân dị thường. Hay bởi vì cũng có trước Trương Đại Thiếu nói hắn quản thúc lần nói phía trước, điều này làm cho hắn ôm vào trước là chủ quan niệm, đương nhiên cho rằng quan Thi Âm chính là đến nhận thức hắn, vừa vặn hắn cũng đối với đối phương rất hài lòng. Chợt thuận thế mỉm cười nói nếu quan tiểu thư không ngại, ta ngược lại cũng nguyện ý cùng hắn đơn độc tâm sự, người cứ nói đi, quan tiểu thư. Đã có thể sau đó một khắc, trên mặt hắn tự nhận là nụ cười mê người chợt trệ ở. Bởi vì hắn cư nhiên nghe được quan Thi Âm mặt tái nhợt lắc đầu cự tuyệt nói xin lỗi, Cao Thiếu. Tuy rằng ta rất hân hạnh được biết ngươi, đối với ngươi lại bị không có phương diện kia ý tứ, vì vậy xin lỗi. Thấy tình cảnh này, mọi người tại đây đều có chút ồ lên sắc mặt dị thường. Bởi vì bọn họ quả thực không nghĩ tới chính là một cái đài truyền hình tiểu người nữ chủ trì, lại dám cự tuyệt Cao Thiếu. Hơn nữa còn là tại đây trước mắt bao người. Lá gan này, thật là lớn a. Mà ở thấy tình cảnh này, giải Mỹ Linh cùng Trương Đại Thiếu lén nhìn nhau liếc mắt, tất cả từ trong mắt đối phương thấy được bọn họ gian kế nụ cười như ý. Người trước càng thật vất vả chờ đến cơ hội có thể tiếp tục hãm hại quan Thi Âm. Theo ngay tức khắc lộ ra một loại dối trá kinh ngạc nụ cười nói Thi Âm ngươi làm cái gì vậy ni? Chớ nói lung tung, nếu để cho Cao Thiếu hiểu lầm ngươi ý tứ tựu không tốt lắm. Thế mà nếu vừa rồi lần nói đều nói ra khỏi miệng, quan Thi Âm cũng đơn giản phá quán tử phá xuất, lắc đầu cười nói Cao Thiếu xin lỗi. Các ngươi trò chuyện, ta và ta đồng bạn đi địa phương khác đi dạo. Quan tiểu thư, ngươi có đúng hay không có chút quá không nể tình? Ta và giải Mỹ Linh còn chưa tính. Có thể ngươi lẽ nào liên Cao Thiếu mặt mũi cũng không cho, cứ như vậy tùy tiện đi sao? Ngươi cái này có đúng hay không có chút quá coi trọng mình? Chúng ta Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu như là biết cần bản thân ra sân, nhất thời nhảy ra vẻ mặt âm trầm nói. Mà cùng lúc đó, hắn còn vẻ mặt khiêu khích cười lạnh nhìn Trần Phi. Thiếu đánh dáng dấp giống như là đang nói thế nào tiểu tử, đây chính là ta Trương Đại Thiếu làm, ngươi có thể làm gì ta? Cắn ta a? Xin lỗi. Cao Thiếu, ta không phải là ý tứ này. Chỉ là, gặp Trương Toàn Phong vừa mở miệng, cư nhiên đem sự tình nói xong nghiêm trọng như vậy, quan Thi Âm trái tim nhỏ không khỏi đập mạnh một chút. Hắn vừa rồi chỉ muốn bản thân mau nhanh thoát đi đất thị phi này, nhưng lại đã quên, những công tử ca này tối sĩ diện hảo, Cao Thiếu tức thì bị mình làm chúng cự tuyệt phật mặt, cái này nên làm thế nào cho phải ni. Làm hôm nay Bắc Sơn thì có thể cũng coi là cao cấp nhất nhóm lần công tử ca. Cao Nguyên bọn họ cái vòng kia nói là cái gì? Đơn giản hai chữ, mặt mũi. Rõ ràng là hắn vào trước là chủ quan niệm, đương nhiên cho rằng là muốn tiếp cận hắn tiểu người nữ chủ trì, lại đang loại này công chúng trường hợp công nhiên cự tuyệt hắn, và lại hay là đang như vậy chúng con mắt nhìn chừng dưới. Đây không phải là không để cho hắn Cao Nguyên mặt mũi là cái gì? Nói khó nghe giờ, đây quả thực là hoàn toàn nhìn không thấy hắn. Vì vậy sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống.
thản nhiên nói Trương Thiếu, xem ra là ta tự mình đa tình, quan tiểu thư tựa hồ cũng không có cùng ta biết ý tứ. Ta xem cũng giống vâng, Cao Thiếu, xem ra là mặt mũi của ngươi mặc kệ dùng a. Liền nho nhỏ một cái tiểu người nữ chủ trì cũng dám quang minh tránh đại vẫy sắc mặt cho ngươi xem, cái này nếu thay đổi ta, còn không được bị hắn ấn trên mặt đất phiến vài cái tát. Trương Toàn Phong ở một bên thêm mắm thêm muối, cũng đang dùng một loại âm ngoan ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi cười lạnh nói. Tràn đầy trào phúng. Không, Cao Thiếu, ta không phải là ý tứ này. Ngươi đừng nghe bọn họ nói lung tung. Quan Thi Âm nhất thời trái tim nhỏ thẳng thắn nhảy cái liên tục, sắc mặt tái nhợt, mặt đối với chu vi đâm ánh mắt của người giống như bị đặt ở lửa trên kệ nướng vậy, cái trán cùng với phía sau lưng cũng bắt đầu tất cả đổ mồ hôi. Một bên rõ ràng là hắn mới tới cái này Bắc Sơn thị chợt đến, hoàn toàn không có bất kỳ căn cơ, mạng giao thiệp đáng nói, mà bên kia lại là vốn là thủ phủ con, cục vệ sinh cục trưởng nhi tử, là chân chánh đỉnh cấp phú nhị đại, nha nội. Hai người này vô luận là hắn đắc tội cái nào, về sau đều khẳng định không cách nào sẽ ở cái này Bắc Sơn đài truyền hình thành phố đặt chân, nhưng là bây giờ, đối phương hai người lại đều ở đây nhằm vào hắn. Trong lúc nhất thời Quan Thi Âm ủy khuất được viền mắt đều đỏ, quả đấm cầm thật chặt, run rẩy cắn môi không nói lời nào. Thi Âm, không có việc gì, đừng sợ. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi rốt cục nhìn không được mặt lạnh đứng dậy. Lấy tay vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai của nàng đã đem kỳ bảo hộ ở sau người, sau đó lạnh lùng con ngươi đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng rơi xuống Cao Nguyên trên người khinh thường cười cười, nói, Cao Thiếu. Xin lỗi, ta còn thật không có đem ngươi để vào mắt, có thể thế nào? Xôn xao. Ngươi, các ngươi nghe không, hắn mới vừa nói cái gì? Hắn dĩ nhiên dùng loại giọng nói này cùng Cao Bất nói. Tiểu tử này quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc nào cứu được. Thật lấy vì lúc nào đều có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng không cần dùng óc, lẽ nào hắn không biết Cao Thiếu ra sao ngang phân. Cái này có trò hay để nhìn. Nhân quần nhất thời phát sinh ồ lên thanh âm, một đám vô cùng cây ết yêu ta sợ. Phải biết rằng đây chính là Thương Hải tập đoàn Cao Tổng Nhi Tử, đêm nay trận này yến hội tuyệt đối nhân vật chính. Nhưng bây giờ lại có người dám dùng cái loại này mạo phạm giọng nói chuyện với hắn, cái này mẹ là ở muốn chết sao? Hầu như tất cả mọi người trong nháy mắt này đổi lại ánh mắt thương hại nhìn Trần Phi, giống như là rất thương hại hắn vậy, cho là hắn đầu mất linh quang. Trần, ngươi điên rồi, Quan Thi Âm nghe vậy rất hiển nhiên cũng lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới Trần Phi lại dám nói ra như vậy kiêu ngạo nói, và lại còn là làm trò mặt của đối phương mà. Một màn này đem mặt của nàng đều dọa cho trắng, ngơ ngác lôi kéo Trần Phi cánh tay, môi run rẩy đều nói không rõ sở nói. Tiểu tử thối ngươi cho là ngươi là ai? Lại dám đối với Cao Ít nói như vậy, muốn tìm cái chết sao? Trương Toàn Phong không nghĩ tới Trần Phi tính tình cư nhiên như thế bạo, vừa mở miệng cư nhiên tự dám hướng phía Cao Thiếu nói như vậy, trong nháy mắt kỳ kiêu ngạo hai mắt xẹt qua nồng nặc nhìn có chút hả hê vẻ, lạnh lùng khiển trách. Ba, cút sang một bên, nơi này có người tư cách nói chuyện. Thế mà chặt tận lực bồi tiếp một đạo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Nguyên bản dương dương đắc ý Trương Đại Thiếu lại bị một tát này phiến bay ra ngoài, rơi thất điên bát đảo, mộng đến hắn đều nhanh muốn hoài nghi nhân sinh. Con mẹ nó ngươi lại đánh ta mặt. Ngươi có ý tứ, Trương Thiếu đêm nay thế nhưng ta yến hội khách nhân, ngươi cư nhiên dám làm như thế, có đúng hay không quá không đem ta Cao Nguyên không coi vào đâu. Cao Nguyên sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, trở nên so với trước Trần Phi nói năng lỗ mãng lúc càng thêm khó coi. Hắn thế nhưng vốn là thủ phủ Cao Chí Nam nhi tử, mà nay chậm Trương Toàn Phong lại là hắn yến hội mời tới khách nhân, nhưng bây giờ, lại bị Trần Phi chúng con mắt nhìn chừng dưới một cái tát quạt bay, cái này có ý tứ. Chuyện này nếu truyền đi, hắn Cao Nguyên còn phải như thế nào tại đây Bắc Sơn thị thượng lưu vòng tròn đặt chân? Ngươi cư nhiên lại dám đánh người. Giải Mỹ Linh lúc này cũng mơ hồ, lúc đầu nàng và Trương Toàn Phong tối nay là đến giảo cục, hãm hại người. Nếu như Quan Thi Âm nhận cùng Cao Thiếu thâm nhập giao lưu, vậy dĩ nhiên là tương đương với hung hăng phiến Trần Phi cái kia mặt trắng nhỏ mặt, nếu như Giải Mỹ Linh cự tuyệt, không để cho Cao Thiếu mặt mũi, đó là đương nhiên rất tốt. Nhưng vấn đề là bọn họ lại trăm triệu không nghĩ tới, đối phương Trần Phi lại dám làm trò Cao Thiếu mặt mà đánh người, nhất thời làm Trương Toàn Phong bụng mặt nhảy dựng lên giữ tợn biểu đệ, ngươi nhìn thấy không, tiểu tử thúi này lại dám trước mặt ngươi đánh ta, hơn nữa còn là ở ngươi yến hội lên.
đây là có cỡ nào không đem ngươi không coi vào đâu, lẽ nào ngươi tự thực sự như vậy không công xem biểu ca ngươi ta ai người lỗ tai. Rất hiển nhiên Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu lúc này đã có một ít mất lý trí, cũng không đoái hoài tới phụ thân hắn lời lẽ nghiêm khắc yêu cầu hắn bảo thủ bí mật. Trực tiếp đại hống đại khiếu khiếu phá, khiến ở đây tất cả mọi người vạn phần giật mình. Cái gì, Trương Toàn Phong là Cao Thiếu biểu ca? Bằng hữu, ta đã nhìn ra, giữa các ngươi nhất định là có cái gì hiểu lầm đúng hay không? Nhưng dù vậy, ngươi cũng không phải làm trò ta Cao Nguyên mặt lớn lối như thế. Ngươi ở đây ta Cao Nguyên khởi xướng tổ chức yến hội trên công nhiên nháo sự đánh người, nếu là truyền đi, mặt của ta để nơi nào? Cao Nguyên không phải người ngu, lúc này cũng nhìn ra bản thân chỉ sợ là bị Trương Toàn Phong lợi dụng. Nhưng bây giờ làm hắn tức giận cũng điểm này, mà là trước mắt nam tử này dám chút nào không để cho hắn Cao Nguyên mặt mũi, không chỉ có làm cho mặt của hắn khẩu suất cuồng ngôn, nói năng lỗ mãng, và lại còn thậm chí khi hắn khởi xướng tổ chức yến hội trên công nhiên nháo sự đánh người. Chuyện này nếu là truyền đi, hắn Cao Nguyên mặt để nơi nào? Từ phụ thân hắn trở thành vốn là thủ phủ sau, ai dám như vậy không để cho hắn Cao Nguyên mặt mũi? Hắn Cao Nguyên làm sao từng bị như vậy uất khí? Không biết để nơi nào, vậy cũng chớ đặt, nếu không xem ở Cao Chí Nam mặt mũi, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể như thế an ổn đứng trước mặt ta. Có thể nào biết Trần Phi so với hắn tính tình lớn hơn nữa, mặt lạnh lùng chính là một chầu đổ ập xuống loạn mắng. Mẹ, sớm biết rằng tiểu tử này là loại này tính tình, đương sơ sẽ không cần như vậy phí tâm đi cứu. Cụt tay gãy chân thật tốt ha, thật mẹ tay thiếu. Ngươi lời này có ý tứ, ngươi nhận thức ba ta. Cao Nguyên bị Trần Phi cái này hung hãn giọng nói dọa cho giật mình, lại nghe đến đối phương trong giọng nói dĩ nhiên nhắc tới ba hắn tên, có chút không rõ một trận chột dạ, nhìn chằm chằm Thành Bay lạnh lùng nói. Ba ngươi, ta không chỉ có nhận thức hắn, còn nhận thức ngươi, ở y viện trên bàn mổ. Trần Phi tiếp tục mặt lạnh lùng nói. Bàn mổ, lẽ nào ngươi là? Cao Nguyên nghe vậy sắc mặt mạnh biến đổi, rung giọng nói. Hắn rốt cuộc minh bạch Trần Phi dung mạo vì sao cho hắn một loại giống như đã từng cảm giác tương tự, cũng để cho hắn mạc danh kỳ diệu có dũng khí cảm giác chột dạ. Bởi vì gương mặt đó đúng là hắn phụ thân đặt ở thư phòng dễ thấy nhất chỗ tấm hình kia bên trong người trẻ tuổi kia mặt. Cũng là đương sơ một tay đưa hắn Cao Nguyên từ tử vong tuyến thượng kéo trở về ân nhân cứu mạng, thần y Trần Phi. Ta là Trần Phi, ta là ai? Trần Phi vừa nghe đến đối phương hơi âm dung thanh âm, nhất thời tức giận nói. Hiện tại biết sợ, vừa rồi đã làm gì? Trần tiên sinh ngươi đừng nóng giận, ta thật không vậy biết là ngài. Ngươi đừng nóng giận, nghe được Trần Phi như trước rất lạnh làn điệu, Cao Nguyên cao to ít cả người cũng không nhịn được dùng mình, cả người đều là mồ hôi lạnh. Cùng trước cái loại này đỉnh cấp phú nhị đại cần có tư thái, hình tượng trong nháy mắt chênh lệch cách xa vạn dặm. Tuy nói hắn vừa mới từ trên giường bệnh thương rũ khang phục, nhưng hắn lại không ít từ phụ thân hắn trong miệng nghe được quan trong một người khủng bố sự tích. Tỷ như cái gì huyết quang tai ương linh nghiệp, liên đạn đều kích không trúng hắn, hay là cái khác các loại dù thế nào bất khả tư nghị biến thái năng lực, chỉ là nghe để ra đầu tê dại, đều mẹ có thể làm thần thoại quái vật tiểu thuyết, điều này làm cho hắn nào còn dám có cái gì mạo phạm tâm. Sợ đều nhanh hù chết. Ở vào thời điểm này, đừng nói hắn là cái gì vốn là nhà giàu nhất nhi tử. Coi như là Mỹ quốc giàu mỏ tài chính chùm con tới cũng phải thành thật trưởng kiếp chôn thấp, một vạn cái chịu phục. Nếu không, chỉ sợ hắn ba người thứ nhất phải đem hắn quất chết, hơn nữa còn là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình cái loại này. Thế mà cao to ít đột nhiên này xoay ngược lại một màn, nhưng cũng nhượng ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, mỗi người cũng không khỏi đổi sắc mặt. Cái này vãi tình huống gì? Lẽ nào Cao Thiếu thật cùng người tuổi trẻ kia nhận thức? Đừng nóng giận. Ngươi lời này nhưng thật ra rất nhẹ, tiểu tử ngươi đều đem chú ý đánh tới người của ta lên trên người, còn gọi ta đừng nóng giận. Hanh, Trần Phi hừ lạnh nói. Nghe được hắn người ba chữ này, chúng ta Cao Nguyên cao to ít nhất thời nhìn không được hai chân đều run lên. Hắn chân thực quá rõ trước mắt vị này chủ nhân ở phụ thân hắn trong lòng có hạng địa vị, thậm chí ngay cả hắn cái kia thường vụ phó thị trưởng cấp bậc Hoàng Đào Hoàng Thúc Thúc đều còn giống như so với phụ thân hắn càng tốt hơn. Mà hôm nay hắn cư nhiên không biết sống chết, nghĩ cách đánh tới Trần Phi trên người nữ nhân đến, điều này làm cho hắn cảm giác mình đơn giản là đang tìm chết. Khốn cây idiota Trương Toàn Phong, con mẹ nó ngươi lại dám âm ta. Ta phiến chết ngươi, ba 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 ba,
Cao Nguyên cao to ít đủ số đầu đều là mồ hôi lạnh, ngay sau đó một cước bỗng nhiên hướng phía Trương Toàn Phong ngực đá tới, sau đó chính là liên tiếp không phong độ chút nào chửi đồng, cộng thêm chỉ là làm cho nghe được đã cảm thấy tay đau điên cuồng chàng pháo tay. Tiểu tử này điên rồi. Cái này, mọi người thấy Cao Thiếu điên cuồng phiến Trương Toàn Phong lỗ tai một màn này, thiếu chút nữa đều không kinh điệu đầy đất trong mắt. Phải biết rằng đây chính là Thương Hải tập đoàn Cao Tổng Cao Chí Nam công tử, vừa rồi cũng còn một bộ rất uy nghiêm, khí phái hình dạng, hiện tại lại như là đột nhiên thay đổi một người, dĩ nhiên nhìn thấy vị kia xa lạ thanh niên nhân giống như là chuột thấy mèo vậy. Nâng bàn tay lên, cũng không quản tay có đau hay không, được kêu là một cái điên cuồng hướng về Trương Toàn Phong sắc mặt bắt chuyện, đều nhanh đem người cho đánh choáng váng, mọi người toàn bộ ngây ra. Cái này vãi đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? A, Quan Thi Âm không gì sánh được giật mình che miệng, không thể tin được hắn bây giờ thấy được một màn này là thật. Đến mức Giải Mỹ Linh còn lại là vẻ mặt trắng bệch biểu tình, ảnh hình người là choáng váng vậy ngốc lăng đứng tại chỗ, có dũng khí ra đầu muốn nổ tung cảm giác. Hắn không rõ vì sao Cao Thiếu lại đột nhiên phản chiến tương hướng, hướng bọn họ người một nhà xuất thủ. Cái này hoặc là chính là hắn điên rồi, hoặc là chính là mặt trắng nhỏ kia địa vị thực sự rất lớn. Liên thân là vốn là thủ phủ con hắn đều sợ hãi. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi trước mắt tối sầm tựu ngất đi thôi. Cao Nguyên, con mẹ nó ngươi có ý tứ. Ngươi lẽ nào đã quên ta là ngươi biểu. Ai u, đừng đánh, đau. Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu cũng bị Cao Thiếu cái này không giải thích được vừa ra làm cho mông, chạy trối chết. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lúc đầu muốn mời Cao Nguyên đến Huyền Diệu đồng thời hung hăng đánh Trần Phi mặt, không nghĩ tới kết quả lại là như vậy. Mình bị như là chó hoang vậy hành hung, trước mặt mọi người bị hung hăng đánh mặt. Có ý tứ, con mẹ nó ngươi lại dám âm ta, còn hỏi ta có ý tứ. Cao Nguyên lập tức vẻ mặt bất mãn trợn mắt nói. Nói đùa, hắn Cao Nguyên như vậy thân phận tuy rằng đã cùng dĩ vãng đại không giống với, xưa đâu bằng nay, là vốn là thủ phủ tập đoàn Thương Hải tập đoàn Cao Chí Nam nhi tử. Nhưng vấn đề là trước mắt vị kia trên mặt hiện lên cả người lẫn vật vô hại cười nhạt Trần Phi. Lại vô luận là thân phận địa vị hay là thực lực cá nhân đều so với hắn tăng thêm sự kinh khủng. Con mẹ nó ngươi Trương Toàn Phong lại dám âm ta, gây xích mích ta và Trần Tiên Sinh quan hệ giữa, còn kém giờ đến tai đem đối phương nữ nhân cho đoạt. Nghĩ đến đây Cao Nguyên lại nhìn không được cả người run lên, khuôn mặt tức giận giơ tay lên lại một cái tát. Ba, lại là một tiếng thanh thúy dễ nghe chàng pháo tay. Ở đây tất cả mọi người câm như hến. Ngươi, cái này, Cao Thiếu. Ngươi lời này đến cùng có ý tứ, ta không rõ a. Gặp Cao Nguyên lại một lần nữa bão nổi, bản thân lại bị hung hăng sáng một bạt tai, chúng ta Trương Toàn Phong Trương Đại Thiếu tuy rằng tức giận đến bể phổi, nhưng lại hay là không dám ở thân phận hôm nay dưới Cao Nguyên trước mặt lỗ mãng, chỉ có đánh rụng răng đã qua trong bụng nuốt. Cùng lúc đó, chúng ta Trương Đại Thiếu trong lòng cũng đã có một ít âm thầm lo lắng cùng hối hận. Hắn tuy rằng đầu là có chút mất linh quang, nhưng cũng không phải người ngu a. Làm thế nào có thể không nhìn ra Cao Thiếu hiện tại rõ ràng là không gì sánh được coi trọng cái kia mặt trắng nhỏ, thậm chí còn có chút giống là chuột thấy mèo. Ngay cả hôm nay quý vị vốn là thủ phủ con Cao Thiếu cũng như cái này, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mặt trắng nhỏ kia có thể thật có cái gì hắn không biết thân phận, địa vị thập phần khủng bố. Nhưng dù vậy, thân là vốn là thị cục vệ sinh cục trưởng nhi tử hắn. Lại thiên nhiên đang đối mặt không phải chức quan gia đình lúc có dũng khí thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt. Phải biết rằng ba hắn hiện tại thế nhưng tránh xử cấp cán bộ, tương lai còn rất có thể tiếp tục đề thăng, trở thành bổn thị tỉnh ủy một trong những cự đầu hoặc là càng chức vị cao, vì vậy hắn tuyệt không tin Trần Phi mặt trắng nhỏ kia có hắn bối cảnh lợi hại hơn. Cái loại này mặt trắng nhỏ thực lực còn kém xa lắm ni. Nhưng vào lúc này, Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái nhàn nhạt trào phúng. Xoay người hướng bên cạnh thân Quan Thi Âm nói Thi Âm, chúng ta đi thôi. Nơi này không có gì việc vui cũng thấy. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt đều trở nên cực kỳ cổ quái. Đem đường đường cục vệ sinh cục trưởng nhi tử chịu đòn loại sự tình này làm việc vui xem, bận tâm mọi người tại đây trong ngoại trừ Cao Thiếu, cũng chỉ có hắn loại này kiêu ngạo tên dám nói ra những lời này. Trương Toàn Phong nghe vậy sắc mặt nhất thời đen so với đáy nồi còn khó hơn xem, dữ tợn đến cực điểm. Trần tiên sinh ngươi nhanh như vậy muốn đi, nếu không lại đợi lát nữa đi, cha ta bọn họ rất nhanh sắp đến. Mà đang nghe Trần Phi lại còn nói phải đi, Cao Nguyên nhất thời biến sắc,
ngay sau đó nhịn không được sắc mặt khổ cây khổ qua tựa như cầu xin tha thứ. Giảng đạo lý, nếu để cho phụ thân hắn còn có Hoàng Đào Hoàng thúc thúc bọn họ biết Trần Tiên Sinh đã tới, có thể lại bị hắn không biết sống chết mạo phạm cử động tức giận bỏ đi, sợ rằng thỏa đáng chàng gọt chết hắn. Dù sao đổi vị ngẫm lại, nếu là có người đem chú ý đánh ngã hắn trên người nữ nhân, hắn không trực tiếp xé rách mặt cùng đối phương liều mạng cái ngươi chết ta sống mới là lạ. Mà bây giờ, cũng hắn đem chú ý đánh ngã Trần Phi Trần Tiên Sinh trên người nữ nhân đi. Nghĩ đến đây Cao Nguyên kìm lòng không đậu cái trán lại toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, cả người rét run. Ba người muốn tới, cái gì? Trần Phi nghe vậy nao nao. Chỉ là hắn nói đều còn chưa nói hết, chỉ thấy một thân chính trang, vẻ mặt hồng nhuận Cao Chí Nam bưng ly rượu, ở sau người mấy vị tập đoàn cao tầng lãnh đạo làm bạn dưới vừa nói vừa cười tiến nhập yến hội phòng khách. Bất quá khi hắn khóe mắt dư quang quét bên này rối bời tràng cảnh lúc, lại không kiềm hãm được nhíu mày, hướng vừa vặn đối mặt với con hắn Cao Nguyên bất mãn nói Tiểu Nguyên, cái này chuyện gì xảy ra, thế nào bên này như vậy rối bời, cũng làm cho ngươi mấy vị thúc thúc bá bá chế giễu. Mau nhanh xử lý một chút. Thế mà Cao Nguyên nghe vậy lại dĩ nhiên không hề động, mà như là bỗng nhiên nhìn thấy cứu tinh nhưng có chút chột dạ cái loại này, đang nhìn mình phụ thân lắp bắp, nhỏ giọng nói ba, Trần, Trần trước. Cái gì Trần, ngươi làm gì chứ? Quên đi, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ngươi Trương Khai Niên, Trương Bá Bá. Ngươi hẳn là nhớ kỹ. Cao Chí Nam vừa nhìn thấy con trai mình dị thường biểu hiện trong lòng càng thêm không hài lòng, cho là mình nhi tử thiếu trầm ổn, thiếu ổn trọng. Bất quá hắn cũng minh bạch ngày hôm nay loại cuộc sống này không thích hợp như vậy nghiêm khắc, cũng càng không dễ tại đây loại công chúng trường hợp răn dạy cái gì. Chợt phất phất tay, hướng nhi tử giới thiệu bên cạnh vị kia phệ trung niên nhân. Phệ trung niên nhân thoạt nhìn gần 50 tuổi, trên mặt biểu hiện theo một loại rất thân thiết mỉm cười, chẳng qua là khi hắn khóe mắt dư quang bỗng nhiên liếc về cái kia chính nằm trên mặt đất, choáng thất điên bát đảo thân ảnh quen thuộc lúc, lại nhìn không được mạnh biến sắc, đi ra phía trước nói gió xoáy ngươi làm sao vậy, là ai có ngươi? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhìn con mình trên mặt đỏ tươi giấu năm ngón tay. Vệ trung niên nhân cũng chính là vốn là cục vệ sinh cục trưởng Trương Khai Niên, trong nháy mắt nổi gióa, sắc mặt âm trầm quát lạnh. Ba người có thể rốt cuộc đã tới. Con trai người ta tại đây đều sắp bị khi dễ được rồi, là hắn có ta. Trương Toàn Phong lúc này cũng rốt cuộc tỉnh táo lại, như là gặp được cứu tinh vậy, chỉ vào Cao Nguyên dường như cửu nhân giết cha vậy đại hống đại khiếu nói. Ngươi nói cái gì, là nhỏ Nguyên đánh cho ngươi. Cao Chí Nam trong nháy mắt biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới. Cao Tổng, ta muốn biết cái này đến tột cùng là có ý gì? Lại nói tiếp, chúng ta hình như coi như là bà con xa đi, con trai ngươi đánh con ta ác như vậy, có đúng hay không có chút hơi quá đáng? Trương Khai Niên nghe vậy cũng là biến sắc, chợt hung hăng trợn mắt nhìn Cao Nguyên liếc mắt, áp chế tính tình lạnh lùng nói. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới lúc đầu hôm nay là muốn tới cùng Cao gia kết minh. Lần nữa nhặt dĩ vãng đoạn cũng không trọng yếu quan hệ thân thích, thuận tiện đặt lên vị kia rất có thể ngồi trên tiếp theo mặc cho thị trưởng vị người Cao Chi. Thế nhưng hắn lại không nghĩ tới hôm nay cư nhiên sẽ thấy như vậy một màn. Con trai mình bị Cao Chí Nam nhi tử đánh thành như vậy, chật vật như vậy đều không nói, còn dĩ nhiên hai bên mặt tất cả đều là dấu bàn tay. Mẹ, nói đùa, người Cao Chí Nam tuy rằng hôm nay đã ngồi trên vốn là nhà giàu nhất vị trí. Nhưng vấn đề là ta Trương Khai Niên cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Vì vậy ngày hôm nay chuyện này nếu không cho hắn cái thuyết pháp, tuyệt đối không để yên. Tuyệt đối. Có ý tứ, ha ha, vậy ngươi vì sao không hỏi xem con trai ngươi đến tột cùng vì sao bị đánh đi? Đã có thể sau đó một khắc, một đạo diễu cợt thanh âm bỗng nhiên vang lên, khiến nguyên bản sắc mặt hết sức khó coi Cao Chí Nam bỗng nhiên ngẩn người. Trần tiên sinh ngươi đã ở. Hắn đúng Trần Phi thanh âm đương nhiên quen tất đến vừa nghe là có thể nghe được. Cho nên khi hắn nghe được thanh hơi giễu cợt thanh âm sau, ngay tức khắc trên mặt hiện ra lau một cái vẻ vui mừng, sau đó tựa như đem cái gì Trương Toàn Phong, Trương Khai Niên, một đám tập đoàn cao tầng toàn bộ vứt sau đầu, hướng về Trần Phi chỗ ở vị trí rất sải bước đi tới. Rất hiển nhiên, một màn này nhất thời làm mọi người tại đây đều thất kinh. Thậm chí ngay cả đang ở tức giận từ Trương Khai Niên đều sửng sốt một cái. Trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo. Mà nhìn thấy đường đường Thương Hải tập đoàn cao tổng cư nhiên lúc này chính vẻ mặt kinh hỉ hướng bọn họ đi tới, quan thi âm đương nhiên sẽ không cho là đối phương là vì mình.
gương mặt mơ mơ màng màng, mặt hốt hoảng, kinh ngạc hình dạng, nhịn không được ghé vào Trần Phi bên tai hỏi, Trần Phi, người nhận thức Cao Tổng. Khẩn trương như vậy làm gì? Trước không phải là nói với ngươi, ta nhận thức hắn sao? Là chính ngươi không tin có được hay không? Trần Phi vẻ mặt ủy khuất nói. Ngươi cư nhiên thực sự nhận thức Cao Tổng. Quan Thi Âm nghe vậy thân thể mềm mại run lên, cây yêu ta sợ đến khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Phải biết rằng đây chính là Cao Tổng A, vốn là nghiễm nhiên đệ nhất đầu dòng xí nghiệp đại lão bản, hôm nay càng mơ hồ ngồi trên vốn là đệ nhất nhà giàu nhất vị trí, đó là hạng cao tầng thứ đại nhân vật, lại cư nhiên thực sự cùng Trần Phi loại này thanh niên nhân nhận thức. Hắn nhịn không được nhẹ nhàng bấm một cái bản thân, nha, đau quá. Là thật. Mà lúc này Cao Chí Nam rốt cục đi tới Trần Phi cùng Quan Thi Âm trước mặt. Tuy nói hôm nay Cao Chí Nam đã xưa đâu bằng nay, nhưng hắn lại hay là không dám ở Trần Phi loại này phi nhân loại trước mặt có chút bất kính, chút nào làm càn. Cho nên khi hắn vừa thấy được Trần Phi cư nhiên đã ở cái này, ngay tức khắc thoáng cái tựu đã quên bên cạnh tất cả những người khác, đi tới muốn cùng Trần Phi nắm tay, để tránh khỏi đối phương bất mãn hắn lễ đếm không tới vị, vậy thực sự không xong. Trần Tiên Sinh xin chào, ta là thật không biết đêm nay ngươi cư nhiên cũng trở về đến, cho nên mới đến chậm một ít, xin lỗi xin lỗi. Cao Chí Nam hai tay nắm Trần Phi tay phải ngượng ngùng nói. Thấy tình cảnh này, toàn bộ yến hội phòng khách rơi vào một loại an tĩnh quỷ dị. Ông trời của ta, phải biết rằng đây chính là vốn là thủ phủ Thương Hải tập đoàn đại lão bản Cao Tổng, có thể hắn hiện tại lại lấy như vậy một loại khiêm tốn giọng cùng một người trẻ tuổi nắm tay nói. Cái này mọi người trong mắt đều nhanh kinh rớt xuống, vẻ mặt dại ra. Tất cả mọi người dùng như là thấy quỷ dường như ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi xem. Trời ạ, ông trời của ta, tiểu tử kia đến tột cùng ủng có cái gì đáng sợ thân phận, đáng giá đường đường vốn là thủ phủ Cao Tổng dùng phương thức như vậy cùng hắn nắm tay nói. Hô, chỉ có Cao Nguyên một người thoáng thở phào nhẹ nhõm, may mắn bản thân óc xoay chuyển nhanh. Khi biết Trần Phi thân phận sau ngay tức khắc cấp tốc bỏ gian tà theo chính nghĩa, bằng không chiếu cha hắn hiện tại loại thái độ này đến xem, không ngay tức khắc quất chết hắn mới kỳ quái ni. Mà bây giờ coi như là ba hắn biết người là hắn Cao Nguyên đánh cho, cũng tuyệt đối không có khả năng rồi hãy nói hắn bất luận cái gì một câu không phải là. Bởi vì hiện tại có Trần Phi, Trần Tiên Sinh tên này, ở phía sau hắn cho hắn chỗ dựa. Hắn thì sợ gì? Cao Tổng A. Ta nhưng thật ra nghĩ ngươi hẳn là sớm một chút đến, nếu không ta đây đều nhanh nhịn không được sinh khí. Trần Phi đột nhiên cười hì hì nói. Mà đang nghe sinh khí ba chữ này, dù là Cao Chí Nam thứ đại nhân vật này cũng không nhịn được cả người run rẩy. Sau đó vội vàng khom người nói Trần Tiên Sinh, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vô luận là cái gì, ta Cao Chí Nam đều nguyện cho ngươi cống hiến sức lực. Lời vừa nói ra, toàn trường thời không đều phảng phất đột nhiên động lại. Mọi người nhìn phía chính cười híp mắt tuổi còn trẻ thân ảnh phảng phất giống như thấy quỷ, trong ánh mắt không hẹn mà cùng hiện ra vẻ hoảng sợ. Trần Tiên Sinh, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vô luận là cái gì, ta Cao Chí Nam đều nguyện cho ngươi cống hiến sức lực. Rất khó tưởng tượng từ vốn là thủ phủ, đường đường Thương Hải tập đoàn Cao Tổng trong miệng cư nhiên có thể nói ra những lời này đến. Bởi vì, này hoàn toàn đã không phải là đơn giản khách khí, khiêm tốn, mà là đang một loại tương tự với thuộc hạ. Thủ hạ chính là miệng đang nói chuyện. Điều này làm cho mọi người tại đây phảng phất là gặp quỷ vậy, một đám sắc mặt dại ra tới cực điểm, trọn tròn mắt hạt châu, há to miệng. Cứ như vậy vắng vẻ hồi lâu sau, đột nhiên loảng xoảng làm một tiếng, cũng không biết là ai thất thần dưới nâng cốc bôi đổ, sau đó mọi người lúc này mới thoáng cái chưa từng so với trong cây Ethiota sợ giựt mình tỉnh lại. Cái này. Thấy, nghe thế làm cho một màn. Ngoại trừ Cao Nguyên thoạt nhìn hơi chút tốt một chút, tất cả những người khác đều vào giờ khắc này tim đập mạnh trực tiếp ra tốc. Nhất là Trương Toàn Phong, Trương Khai Niên phụ tử, một cái sắc mặt thất kinh tới cực điểm, một cái tuy rằng còn miễn cưỡng ép buộc bản thân chấn định theo, nhưng cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh cũng đã đưa hắn hốt hoảng nội tâm bán đứng. Phải biết rằng có thể làm cho Cao Chí Nam chính mồm nói ra loại này sợ nhân, chỉ sợ cũng xem như là vốn là mới tới vị kia một tay cũng không quá quan tâm hiện thực. Nhưng bây giờ, hắn lại dĩ nhiên hướng về phía một vị tuổi quá trẻ thanh niên nhân thực sự nói ra, cái này há có thể nhượng hắn Trương Khai Niên không cảm thấy giật mình, không cảm thấy tứ chi run, da đầu tê dại. Sợ rằng hiện tại hắn cũng hoàn toàn không muốn biết nhà mình nhi tử đến tột cùng vì sao bị đánh,
thầm nghĩ ở trong lòng chửi ầm lên con mẹ nó ngươi đồ hỗn hào, có đúng hay không chê ngươi lão tử ta một ngày quá dỗi rãnh, không mẹ gặp phải giờ làm cho hết hồn chuyện mà, ngươi tự khó chịu có đúng hay không? Mà ở hiện trường tân khách trong, biểu tình đặc sắc nhất, phức tạp nhất chớ quá vì vậy Quan Thi Âm. Trên mặt hắn biểu tình cũng không biết thay đổi mấy lần, quả thực đều nhanh sợ ngây người. Hắn vốn tưởng rằng Trần Phi quả thực như hắn theo như lời, tại đây Bắc Sơn thị thượng lưu vòng tròn không mấy cái người quen, có thể lại không nghĩ rằng, hắn lời này ý tứ dĩ nhiên là, hắn người quen đều là cái loại này đại nhân vật cấp bậc, tự ví như hiện tại bây giờ Thương Hải tập đoàn đại lão bản Cao Chí Nam. Cái này Bắc Sơn thị thượng lưu vòng tròn có mấy người có thể hắn trình tự tương đương. Chuyện gì xảy ra, vừa vặn, con trai người cũng ở đây, nhượng hắn nói đi. Trần Phi nghe vậy bĩu môi nói. Hiển nhiên hắn cũng lười lại giải thích chuyện vừa rồi, thẳng thắn ném nổi cho một bên Cao Nguyên, nhượng hắn mà nói. À, ta đến, Nga, vậy ta nói, là như vậy. Cao Nguyên cũng không nghĩ tới cái này khổ sai chuyện rơi xuống trên đầu hắn, nhưng Trần Phi nói hắn tự nhiên không dám cự tuyệt, ngay tức khắc nói đàng hoàng. Cũng may là chuyện này hắn rõ ràng là bị Trương Toàn Phong cùng với giải Mỹ Linh đầu độc, lúc này mới phạm vào sai lầm, Cao Chí Nam tuy rằng khí sắc mặt đều xanh mét. Nhưng vẫn là tư để hạ thoáng thở dài một hơi. Bằng không muốn thật là con của hắn chủ động đánh Trần Phi nữ nhân chú ý, vấn đề chỉ sợ cũng nghiêm trọng hơn, hắn thậm chí đều có chút không dám muốn. Mà Trương Khai Niên ở mặt lạnh nghe xong chuyện phát triển sau khi trải qua, nhịn không được nâng lên một cái tát tự hướng con trai mình trên mặt phiến đi qua. Ba, ngươi làm gì đánh ta? Trương Toàn Phong bụng mặt có chút không dám tin nhìn sắc mặt tái xanh cha. Ta đánh ngươi, ta hận không thể gọi ngay bây giờ đoạn chân của ngươi. Ta Trương Khai Niên thế nào tự sinh ngươi như thế một cái vô sỉ nhi tử ni. Suốt ngày tự chỉ biết là rêu rao gây sự. Mau nhanh lăn tới đây cho ta, cho Trần Tiên Sinh còn có vị này Quan tiểu thư xin lỗi. Trương Khai Niên sắc mặt âm trầm vô cùng mở miệng nói, thế nhưng ánh mắt lại ở cho con trai mình nháy mắt. Hắn hiện tại đương nhiên cũng minh bạch Trần Phi lai lịch tuy rằng thần bí, nhưng tất nhiên không phải chuyện đùa. Cực kỳ khủng bố, nếu không cũng không có khả năng liên đường đường Thương Hải tập đoàn Cao Chí Nam đều cam nguyện nói ra cái loại này nói. Hơn nữa việc này rõ ràng lại là con của hắn đùa giỡn thủ đoạn trước đây, chiếm không được lý, để ý, nếu là lại tiếp tục nháo xuống phía dưới nhất định sẽ rất phiền phức, thậm chí hậu quả thập phần nghiêm trọng. Vì vậy hắn mới muốn lấy phương thức này đến biểu một cái thái độ, nói rõ bọn họ đã biết sai lầm rồi, lúc đó bỏ qua được. Xin lỗi. Dựa vào cái gì nhường ta cho bọn hắn xin lỗi, cũng liền một cái mặt trắng nhỏ cùng cái tiện nữ. Thế mà Trương Toàn Phong lúc này hiển nhiên đã mất lý trí, bụng mặt hét lớn. Muốn nói hắn chuyện này không đúng đá trên thiết bản hắn cũng nhận, nhưng bây giờ hắn đều bị đánh cho thảm như vậy còn lại muốn hắn nói xin lỗi, điều này sao có thể. Chỉ là khi hắn nói ra cái kia mặt trắng nhỏ cùng với tiện cái gì sau, Cao Chí Nam, Cao Nguyên đám người nghe vậy trực tiếp biến sắc. Trần Phi trong con người cũng thần tốc lướt qua một tia nhàn nhạt hàn mang. Mà Trương Khai Niên lại một cái tát phiến đi, hét lớn con mẹ nó ngươi có phải điên rồi hay không, câm miệng cho ta. Thi Âm, chúng ta đi trước đi, nhìn bên này lên tựa hồ có chút rối bời. Trần Phi bình thản nhìn lướt qua còn đang diễn trò Trương Khai Niên, hướng Quan Thi Âm nói. Trần Tiên Sinh các ngươi phải đi, nếu không chúng ta đi bên trong tư nhân gian phòng đi, đợi Hoàng Thị Trưởng cũng muốn đến, ngươi xem. Cao Chí Nam gặp Trần Phi phải đi, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó ngay tức khắc nhịn không được mặt hốt hoảng giữ lại nói. Hắn biết ngày hôm nay chuyện này nếu để cho Trần Phi cứ như vậy đi, nhất định sẽ thật to giảm bớt mình ở đối phương trong lòng phần ấn tượng. Hắn Cao Chí Nam đương nhiên không muốn nhìn thấy một màn này, vì vậy tận lực giữ lại. Mà mọi người lại nghe đến Cao Chí Nam lời như vậy sau, nhịn không được nhất tề trái tim đều mạnh run run dưới, vẻ mặt ngây ra, khó khăn. Lẽ nào người trẻ tuổi này còn nhận thức Hoàng Phó Thị trưởng phải không? Vậy được rồi, đi thôi. Trần Phi nghe vậy gật đầu, lại hướng phía Quan Thi Âm cười nói Thi Âm, đi thôi, vừa vặn đợi Hoàng Thúc cũng muốn đến, ta đợi liền đem ngươi giới thiệu cho hắn còn có Cao Tổng nhận thức. Ngươi về sau ở đài truyền hình muốn có chuyện nói, có thể trực tiếp tìm bọn họ. Nga, a, thực sự, ngươi muốn đem ta giới thiệu cho Cao Tổng còn có Hoàng Phó Thị trưởng nhận thức. Thật vậy chăng? Quan Thi Âm lúc này đã kinh ngạc nói năng lộn xộn. Không phải là Trưng còn là nấu a? Trước ngươi không phải nói ngươi mới tới Bắc Sơn trở đến, suy nghĩ nhiều nhận thức vài người.
ta tại đây Bắc Sơn thị thượng lưu vòng tròn quả thực không có gì người quen, cũng liền Cao Tổng cùng Hoàng Thúc miễn cưỡng coi là đi. Cao Tổng, vị này là bằng hữu của ta Quan Thi Âm, nguyên lai ở tỉnh đài truyền hình công tác, hiện tại điều đến chúng ta bên này đi làm, xin về sau Cao Tổng có thể hơi chút chiếu cố một chút. Trần Phi một bên im lặng lôi kéo Quan Thi Âm hướng bên trong tư nhân gian phòng đi, một bên hướng bên cạnh Cao Chí Nam tùy ý cười nói. Trần tiên sinh ngươi lời này liền nói khách khí, bằng hữu của ngươi, đương nhiên cũng là ta Cao Chí Nam bằng hữu. Cao Chí Nam nghe vậy ngay tức khắc gật đầu. Sau đó lại hướng phía Quan Thi Âm cười nói Quan tiểu thư, về sau có việc cứ tới tìm ta. Đây là ta tư nhân điện thoại, nói. Cao Chí Nam móc ra một chương khiêm tốn hắc sắc danh THIO ta đưa cho nàng. Cảm tạ Cao Tổng, cảm tạ Cao Tổng. Quan Thi Âm quả thực thụ sủng nhược kinh tới cực điểm, bởi vì hắn cư nhiên lấy được Thương Hải tập đoàn Cao Tổng tư nhân điện thoại, hơn nữa đối phương còn nói về sau nếu là có chuyện, cứ việc tìm nàng, điều này làm cho hắn kinh hỉ, kích động đến khó có thể tin, thật giống như đang nằm mơ, nói cảm ơn liên tục. Này, ta nói người thế nào sẽ không cảm ơn ta một phát a? Thế nhưng ta giúp ngươi giới thiệu a. Trần Phi thấy thế trong lòng không thăng bằng nói. Ai bảo ngươi trước còn gạt ta tới, làm hại ta đều nhanh hết hy vọng. Được rồi, cảm ơn ngươi rồi, nếu không ta cho ngươi xoa bóp vai. Quan Thi Âm có chút bất mãn khả ái nói thầm nói. Nói bỗng nhiên đi tới phía sau, vươn nộn tay cấp cho Trần Phi xoa bóp vai. Trần Phi nghe vậy lại càng hoảng sợ, dù sao Quan Thi Âm cùng hắn quan hệ không giống với. Phải giống như bằng hữu gian cãi nhau ầm ĩ hoàn hảo, cần phải là giống bây giờ như vậy trong lúc bất chợt đến cái mạnh như vậy, cấp cho hắn xoa bóp vai, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu còn là ngay tức khắc tự luống cuống, nói quên đi, ngươi cái này đãi ngộ ta có thể không chịu nổi. Cái gì nữa, ngươi có đúng hay không đã cho ta ấn không tốt ha? Nói cho ngươi biết, ta trước đây thế nhưng bình thường cho ta ra ra nãi nãi ấn vai, hơn nữa vì thế ta còn chuyên môn đi học quá. Quan Thi Âm bất mãn gắt giọng. Ai nha, ta chỉ là không có thói quen hiểu không? Ta xem ngươi còn là mấy ngày nữa mời ta ăn bữa cơm được. Trần Phi vẫn như cũ còn là khoát tay áo nói. Mời ngươi ăn cơm, vậy được rồi, thế nhưng tại sao muốn mấy ngày nữa? Quan Thi Âm mắt cười thành nguyệt nha nói. Bởi vì ngày mai ta chuẩn bị trở về quê nhà xem ta mụ, cũng nói không chính xác muốn ở bên kia đợi mấy ngày, vì vậy cũng chỉ có thể mấy ngày nữa lạc. Trần Phi gặp Quan Thi Âm hít mũi, mắt cười thành nguyệt nha mê người dáng dấp không nhịn cười được cười, giải thích. Nguyên lai là như vậy, vậy được rồi. Vừa nghe đến Trần Phi nói muốn về nhà cũ xem mẫu thân mình, Quan Thi Âm tự nhiên chỉ có thể gật gật đầu nói. Cùng lúc đó, yến hội phòng khách nhìn Trần Phi đám người nghênh ngang mà đi Trương Khai Niên phụ tử, lúc này phảng phất vẫn như cũ không cách nào tiếp thu vừa rồi phát sinh sở hữu. Trương Toàn Phong cắn răng nghiến lợi nói ba. Người tiểu tử này căn bản là không có đem ngươi để trong mắt, người đáng giá như vậy lấy lòng hắn sao? Câm miệng cho ta, thành sự chưa đủ bại sự có thừa ngu xuẩn đồ vật. Trương Khai Niên nghe vậy lại là nhào đầu che mặt mắng một trận, sau đó nhìn vẫn chưa đi Cao Nguyên, vẻ mặt âm trầm hỏi Tiểu Nguyên, thanh niên nhân đến tột cùng là ai? Dĩ nhiên cuồng ngạo như vậy. Hiển nhiên hắn lúc này mặc dù đã trong lòng đều biết Trần Phi có thể là lai lịch gì không nhỏ đại nhân vật. Nhưng vấn đề là hắn Trương Khai Niên tốt xấu còn là một trưởng bối, còn là một chánh sự cấp địa cấp thành phố cục vệ sinh cục trưởng đi. Mà loại này nón quan, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ tỉnh Giang Nam cũng không coi là yếu đi, nhưng bây giờ đối phương chính là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân, nhưng thật giống như thực sự căn bản là không có đem hắn để trong mắt. Cái này há có thể nhượng hắn không giận. Phải biết rằng từ hắn Trương Khai Niên ngồi trên cái này Bắc Sơn thì cục vệ sinh cục trưởng vị trí sau. Cũng không biết có bao nhiêu lâu không bị như thế uất khí, quả thực buồn cười. Cuồng ngạo, nếu đến bây giờ, Trương bá bá trong lòng ngươi mặt cũng còn nghĩ như vậy, cho rằng Trần tiên sinh dễ khi dễ nói, tiểu chất ta cũng chỉ có thể chúc phúc ngươi còn có ta biểu ca tự cầu nhiều phúc, ha ha. Xin lỗi, đây là chúng ta Cao Nguyên Cao To ít lần đầu tiên cam tâm tình nguyện gọi ra biểu ca hai chữ này, nhưng làm thế nào đều có một loại nhìn có chút hả hê mùi. Con mẹ nó ngươi Trương Toàn Phong lại dám âm ta, làm hại ta thiếu chút nữa ở không biết chuyện tình huống dưới, đem Trần tiên sinh cùng nữ nhân của hắn đều đắc tội, may là lão tử đủ giật mình. Mà bây giờ, ha ha a, là tiểu tử ngươi báo ứng tới, vì vậy, liên quan gì ta, bản thân tự cầu nhiều phúc. Ở Cao Nguyên khái niệm trong,
sự tình đều đã đến tai loại này phân thượng, người Trương Toàn Phong, Trương Khai Niên mặc dù là lại ngu xuẩn, cũng có thể minh bạch Trần Tiên Sinh cái loại này phi nhân loại không phải là bọn họ có thể đắc tội nổi. Dù sao liên ba hắn Cao Chí Nam đều đúng Trần Tiên Sinh cung kính như thế, như vậy kính nể. Người Trương Khai Niên coi như là ngưu bức nữa còn có thể so với hắn ba lợi hại hơn. Còn có thể so với Hoàng Đào Hoàng Phó Thị trưởng lợi hại hơn. Mà giờ khắc này hắn nhưng thật giống như phát hiện mình đánh giá cao đối phương chỉ số thông minh, bởi vì đều đến loại này phân thượng, hắn đều phát hiện đối phương lại còn không có nhận rõ sở thế cục, cho rằng Trần Phi Trần Tiên Sinh dễ khi dễ, cũng cho là mình có bao nhiêu sao cỡ nào rất tốt, đây quả thực. Ai, quên đi, còn là chúc các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Xin lỗi, ta cáo từ trước, Cao Nguyên lúc này cũng không muốn sẽ cùng đối phương có cái gì cùng xuất hiện. Lễ phép tính gật đầu liền đi theo muốn rời khỏi. Cao Nguyên, không, Tiểu Nguyên, người đây tột cùng là. Mà ở nhìn thấy Cao Nguyên không chỉ có không trả lời vấn đề của mình, nhưng lại dùng cái loại này khiến lòng run sợ cùng với nói chúc cha con bọn họ tự cầu nhiều phúc, đồng thời theo xoay người muốn đi, cái này khiến Trương Khai Niên rốt cục có chút luống cuống, theo bản năng bắt được Cao Nguyên cánh tay. Trương Bá, không, vị tiên sinh này, người nếu là không muốn cho ta bây giờ gọi bảo an. Đuổi các người đi, xin mời ngươi ngay tức khắc buông tay. Bị Trương Khai Niên mạnh bắt được cánh tay Cao Nguyên lăng sửng sốt, sau đó dùng một loại cực không hiền hòa giọng nói lạnh lùng nói. Trong ánh mắt để lộ ra một tia hung sắc. Nói đùa, hắn giàu gì cũng là vốn là thủ phủ con, cũng không phải trong mắt mọi người cái loại này vô dụng quần là áo lượt, cần có khí thế, tư thái tự nhiên một cái cũng không biết ít. Cao, không, Tiểu Nguyên. Ngươi xem ở hai nhà chúng ta miễn cưỡng coi như thân thích phân thượng, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, người trẻ tuổi kia đến tột cùng là ai? Lẽ nào lấy ta Trương Khai Niên vốn là cục vệ sinh cục trưởng thân phận, còn chưa đủ để lấy làm cho đối phương cho chút thể diện, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Vừa nghe đến loại giọng nói này, Trương Khai Niên rốt cục ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, nhịn không được lôi kéo Cao Nguyên cánh tay khẩn trương nói. Trương bá bá mặt mũi của ngươi, tốt lắm. Ta cũng chỉ hỏi một câu, nếu ngày hôm nay biểu ca ta tính toán chính là Hoàng Thúc Thúc, Hoàng Phó Thị trưởng, là ở đánh hắn nữ nhân chú ý. Ngài nghĩ chuyện này còn có khả năng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không sao. Cao Nguyên nghe vậy, nhịn không được quay đầu chào phúng vậy hỏi. Ngươi lời nói này, tiểu tử kia tại sao có thể cùng Hoàng Phó Thị trưởng tướng cầm cũng? Trương Khai Niên khởi điểm nghe được Cao Nguyên như vậy nói chuyện không đâu nói, còn nghĩ có chút mạc danh kỳ diệu. Mà khi hắn nói chợt tròng mắt co rụt lại, phía sau lưng nhất thời siêu siêu vèo lạnh cả người, trong lòng hiện ra lau một cái dự cảm bất tường. Phải biết rằng đây chính là Hoàng Phó Thị trưởng A. Hôm nay vốn là có hy vọng nhất bắt thị trưởng trước thị ủy đầu sỏ, kỳ phía sau còn càng có Triệu tỉnh trưởng loại đáng sợ này núi dựa lớn tồn tại, lại là Trần Phi một cái thiểu niên có thể so sánh. Có thể Cao Nguyên ở nhìn thấy Trương Khai Niên vẻ mặt không dám tin thần sắc. Lại nhịn không được tiếp tục tàn nhẫn nói cho hắn chân tướng sự thật, Trương bá bá, nói thật cho ngươi biết đi. Nếu ngày hôm nay Hoàng Thúc Thúc cũng ở tại chỗ nói, mới vừa nói câu nói kia người không phải ta ba, mà là Hoàng Thúc Thúc. Cái này ngươi hẳn là minh bạch ta là có ý gì đi.